Ai hỏi rằng quý vị là cuộc đời này những cái ác nghiệp nào, những cái tội nào là nặng nhất, thì quý vị trả lời có hai. Nghiệp thì muôn trùng lắm, vô số cái ác nghiệp, nó nhiều cái ác nghiệp lắm, nhưng trong đó có hai ác nghiệp nặng nhất. Ráng nhớ để đừng bao giờ phạm vào. Tại vì một khi mình phạm vào là cửa địa ngục mở ra. Cửa địa ngục là chắc chắn mở ra luôn, chứ không có nói là chắc xuống địa ngục nữa. Mà nếu phạm là địa ngục luôn. Thì tội nặng thứ nhất là năm tội ngũ nghịch. Tội nặng thứ nhất là năm tội ngũ nghịch. Thì lát đây thầy sẽ nói năm tội ngũ nghịch là gì. Tội nặng thứ hai là tà kiến cố định. Ráng nhớ. Lâu nay thì trong các bài giảng thầy hay nói về năm tội ngũ nghịch. Này thầy nói còn cái tội còn nặng hơn ngũ nghịch nữa là tà kiến cố định nha. Bây giờ ráng học thuộc giùm thầy mấy cái từ này coi. Rồi bây giờ thầy hỏi nè, trong đời có hai ác nghiệp hay còn gọi là hai cái tội mà nặng nhất, thì tội thứ nhất là gì? Nói lại giùm thầy, tội thứ nhất là gì? Năm tội ngũ nghịch, năm tội nha. Tội thứ nhất thì trong cái tội nhất thứ nhất đó nó có năm cái nè, năm hay gọi là ngũ nghịch trọng tội. Tội thứ hai là gì? Tà kiến cố định. Tà kiến mà nó cố định rồi, tức là nó thành xương, thành máu, nó thành tư duy, thành nếp nghĩ của mình rồi. Và đến chết luôn mà mình vẫn nghĩ như vậy là cửa ác đạo mở ra. Thì bây giờ thầy sẽ phân tích từng cái một nha, từng cái một. Cái đầu tiên, cái tội nặng nhất đầu tiên. Rồi sau khi thầy phân tích xong á, rồi phân tích coi hai cái này cái nào nặng hơn nữa nè. Nào, bây giờ mình phân tích cái đầu tiên là năm tội ngũ nghịch. Năm tội ngũ nghịch là quý vị còn nhớ không? Thầy nói hoài trong các bài pháp. Thứ nhất, giết cha. Thứ hai, giết mẹ. Thứ ba, giết bậc thánh. Thứ tư, thân Phật chảy máu. Và thứ năm, phá hoại hợp tăng. Thì năm tội này là nếu ai phạm vào một trong năm tội thôi nha, chứ không cần phạm năm tội mà một trong năm tội thôi, thì chắc chắn kiếp sau là địa ngục. Một người khi mà phạm vào một trong năm tội này thì chắc chắn đời này không có đắc thiền đắc thánh. Và người mà phạm vào năm tội này thì chắc chắn kiếp sau là địa ngục, thì chả khi nào hết dưới địa ngục thì mới tính tiếp. Thứ hai, nếu mà một vị thánh rồi thì chắc chắn không bao giờ phạm những tội này. Thì nói lại nha, người mà phạm vào tội này chỉ cần một tội thôi trong năm tội ngũ nghịch thì không bao giờ đắc thiền đắc thánh. Mà một vị đã phạm là chắc chắn kiếp sau là địa ngục. Và một vị đã là thánh sơ quả rồi thì chắc chắn không bao giờ phạm vào một trong năm tội này. Còn chúng ta chưa chứng thánh thì không biết chuyện gì ngày mai đâu. Kinh khủng vậy, lỡ một lúc nào đó mình điên, mình khùng lên, hoặc là mình cái gì cái không nói được đâu quý vị. Thì ở đây á, giờ thầy đố quý vị trong năm tội ngũ nghịch này, tội nào nặng nhất trong năm tội? Ai biết không? Trong năm tội ngũ nghịch này, tội nặng nhất là phá hoại hợp tăng. Phá hoại hợp tăng á là chia rẽ tăng đoàn, làm cho chia rẽ làm hai, mà ít nhất phải chia ra làm hai và sinh hoạt Phật sự riêng hết, mình chia rẽ tăng đoàn là tội nặng nhất, tại vì ảnh hưởng đến bao nhiêu thế hệ sau này nữa. Tội nặng nhất là phá hoại hợp tăng. Tội thứ hai là thân Phật chảy máu. Tội thứ ba, giết bậc thánh. Còn tội thứ tư, thứ năm á, là giết cha với mẹ. Thì cha với mẹ á, là mình phải tính thế này. Cha giết cha với giết mẹ ai nặng hơn? Thì mình phải coi là cha và mẹ ai có phước đức hơn, ai có giới đức hơn. Thì nếu người cha người mẹ mà phước đức của người cha nhiều hơn thì giết cha nặng hơn. Nếu người mẹ phước đức giới đức nhiều hơn thì giết mẹ tội nặng hơn. Còn nếu mà cha với mẹ phước đức ngang nhau thì giết mẹ nặng hơn. Nhớ chưa? Đó, thứ nhất là phá hoại hợp tăng. Thứ hai, thân Phật chảy máu. Thứ ba, giết bậc thánh. Thứ tư thì cha với mẹ thì mình tính theo cái giới đức nha. Còn nếu mà giới đức hoặc là cha mẹ không có giới đức thì giết mẹ tội nặng hơn. Đây gọi là năm tội ngũ nghịch. Nếu phạm vào thì chắc chắn kiếp sau là địa ngục. Khi nào trả hết chứ địa ngục rồi bắt đầu mình lên mình tính tiếp. Chứ còn kiếp sau phải là địa ngục. Và nếu mà người nào đắc chứng phạm vào tội này thì đời này không thể đắc thiền đắc thánh được. Bây giờ thầy phân tích từ cái tội nặng nhất trở xuống nha. Tội thứ nhất là phá hoại hợp tăng. Thời Phật, ai phá hoại hợp tăng? Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa phạm một lần hai tội luôn.
Tội nào với tội nào quý vị? Thứ nhất là phá hoại hợp tăng. Tội thứ hai là gì? Làm thân Phật chảy máu. Hai tội nặng nhất Đề Bà Đạt Đa phạm luôn. Quý vị biết không? Đề Bà Đạt Đa á, trước khi mà Đề Bà Đạt Đa là người xuất gia đó, mà hại Phật như vậy, tức là trước khi mà Đề Bà Đạt Đa có những cái tâm ý mà phạm vào những ác nghiệp vậy, thì Đề Bà Đạt Đa chưa có chứng thánh thôi, nhưng mà ông được chứng thiền, ông có thần thông. Và chính vì cái biểu hiện thần thông của ông á, cho nên ông nhiếp phục được vua A Xà Thế. A Xà Thế thì lát nữa thầy kể là giết cha. Còn Đề Bà Đạt Đa dùng thần thông thu phục A Xà Thế, rồi giống như là được gọi là bên đức vua ủng hộ, rồi lợi dưỡng, cung kính lợi dưỡng rất là nhiều. Và sau này quý vị, cuối đời của Đề Bà Đạt Đa khi mà phạm vào cái tội phá hòa hợp tăng với lại mà làm thân Phật chảy máu đó, thì Đề Bà Đạt Đa là mất hết cái phước và mất định luôn, mất thiền định luôn. Thì cuối đời của Đề Bà Đạt Đa thì bệnh nằm trên giường. Thì Đề Bà Đạt Đa mới nhờ đệ tử là thỉnh tới, lúc này ông hối lỗi rồi. Ông mới hối lỗi, ông nhờ đệ tử là thỉnh tới Đức Phật và để ông sám hối. Thì sau khi mà ông sám hối với Đức Phật xong á, thì con xin quy y Phật, con xin quy y Phật, con xin sám hối trước Đức Thế Tôn. Thì sau đó là ông bị đất rút luôn, tức là cái nghiệp nặng quá nặng. Trong kinh diễn tả có một số trường hợp là đất diễn tả là đất nứt ra và rút xuống luôn. Đề Bà Đạt Đa là một trong những người phạm tội nặng nhất là tội mà phá hoại hợp tăng. Phá hoại hợp tăng không phải là ví dụ mình vô ngôi chùa này mình nói xấu thầy này, cái nói xấu thầy kia, làm hai thầy không nhìn nhau, cái đó chưa phá hoại hợp tăng đâu. Chưa đủ để phạm tội thành tội phá hoại hợp tăng. Coi vậy chứ phá hoại hợp tăng không phải dễ. Thì có thể hai thầy xích mích nhau mình cũng làm cái tội chia rẽ rồi, nhưng mà để gọi là phá hoại hợp tăng á, là một đoàn thể tăng chia ra làm hai, mà làm hai đều là hai bên đều là thành một đoàn thể tăng nữa, thấy không? Là làm các Phật sự riêng hết, không có làm chung, thì mới thành phá hoại hợp tăng. Nặng nhất trong năm tội đó quý vị. Đó là Đề Bà Đạt Đa. Tội thứ hai là giết, làm thân Phật chảy máu. Quý vị biết không, tại sao không nói giết Phật? Tại vì không ai có thể giết được Phật. Không ai có thể giết được Phật. Đức Phật có bốn điều mà không ai có thể sang đạt được nè quý vị. Điều thứ nhất đó là, đó là hào quang của Ngài. Hào quang của Ngài là sáng nhất, không có hào quang của ai có thể sáng hơn hào quang của Đức Phật. Thứ hai là thức ăn. Thức ăn mà quý vị đã tác ý cúng dường cho Phật là của Phật rồi đó nha, là cỡ nào cũng không có bị mất hết. Chứ quý vị coi thức ăn tài sản của mình, nó thường thường nó bị mất, Đức Phật gọi là năm nhà, là lửa cháy, nước trôi, con hư, trộm cắp. Và rồi hoặc là nếu không có thì hoặc có những người không có con thì xung vào công quỷ luôn, hoặc là đóng thuế ví dụ vậy, thì nó đi vào những cái đường đó. Nhưng mà thức ăn đó mà đã cúng cho Phật rồi thì không có ai lấy được hết. Và có động đất, có núi lửa, hay là có cỡ nào đi chăng nữa, lũ lụt đi chăng nữa, thì thức ăn của Phật là của Phật. Một con người có phước đức vậy đó, là mà hào quang nè, thức ăn nè, rồi cái gì nữa ha, lâu cái tự nhiên thầy quên. Hào quang nè, thức ăn nè, rồi tánh mạng của Phật. Tánh mạng của Phật là không ai có thể giết Phật được hết, và không ai có thể mà giết được Đức Phật. Thì cái trường hợp của Đề Bà Đạt Đa á, là Đề Bà Đạt Đa khi mà thả lăn những hòn đá xuống để hại Phật các quý vị, thì những hòn đá trong lúc nó lăn xuống á, thì nó có một cái mảnh á, nó văng ra và nó văng xuống trúng ngón chân Đức Phật, là không có chảy máu luôn, chỉ có máu bầm thôi chứ không có chảy máu. Thân Phật không ai làm chảy máu được luôn. Nhưng mà sau đó thì Đức Phật cho phép Jivaka là thần y đó mổ sống cho Đức Phật, là Đức Phật cho phép, thì mới mổ lấy cái máu bầm nó ra là mổ sống. Thì đây là nghiệp của Phật. Trong quá khứ có một vị thánh đi khất thực á, ngài đưa con giỡn chơi, ngài lấy hòn đá ngài quăng vô chân của vị thánh, rồi ngài bị chảy máu mà quăng trúng vị thánh luôn. Cho nên bây giờ ngài trả cái nghiệp đó quý vị, trả cái nghiệp là cũng bị cái chân bị chảy máu, bị máu bầm như vậy, rồi bị mổ sống là sao. Là kiếp trước khi mà có một kiếp ngài làm vua á, rồi ngài có cái tánh là vui lắm, là thích là thấy cái hành hạ cái người già, thích hành hạ cái người già, thấy họ khổ cái thấy vui gì đó. Rồi có những lúc mà lấy cái dụng cụ làm cho người ta đau ở cái chân, cho nên bây giờ ngài bị cái quả báo vậy. Đức Phật mà cũng trả nghiệp mà. Nên mình thấy là cuộc đời của Đức Phật thì không ai có thể giết được Đức Phật. Đức Phật
Còn cái nghiệp mà ngài bị máu bầm ở chân á, Đề Bà Đạt Đa lăn đá đó, thì đó là nghiệp của ngài phải trả. Rồi Đề Bà Đạt Đa thì tạo nghiệp mới. Thì ở đây á, thưa quý vị, là Đề Bà Đạt Đa phạm vào thêm cái nghiệp là làm thân Phật chảy máu nữa. Trong thời Phật có một số vị nè, Đức Phật là số 1 trong tam giới, trong trời đất rồi, cho nên người nào mà có ý xúc phạm ngài là thường quý vị biết là phạm cho cái tội đụng đến Phật là đất rút luôn quý vị. Tức là nặng nhất, mình nói theo đời là trời không dung, đất không tha. Và nếu mà cái vị đó có còn tuổi thọ thì cũng thường đứt ngang tuổi thọ, đất rút. Nói ví dụ như Đức Phật thuyết pháp, có cái cô Xin Cha đó, cổ ngoại đạo á, người ta nhờ cổ bắt đầu bỏ cái rổ trong bụng nè. Đức Phật đang thuyết pháp, cổ tới cổ nói ngài là tác giả, làm rúng động lên tới chư thiên luôn. Chư thiên tác động cho cái sợi dây trong nó rớt ra, rớt ra cái rổ. Thì sau này khi mà cổ đi ra khỏi tinh xá, cái là cái tội nặng quá, rút luôn, đất rút cổ luôn. Đề Bà Đạt Đa hại Phật, đất rút luôn. Hoặc là Vua Thiện Giác, Vua Thiện Giác quý vị biết không, cản đường Phật, Đức Phật nói trước luôn, đến ngày thứ bảy, trong 7 ngày là ông sẽ bị đất rút luôn. Quý vị biết ông sợ, tại vì ông là ông cản Phật, nhưng mà Phật nói ông sợ. Thì biết ông sợ rồi ông làm gì không? Ông cho lên chứ, ở cái tầng tuốt ở trên cao á, ông là vua mà, ông nói mọi người canh nha, cỡ nào cũng có cho tôi xuống hết nghe chưa. Thì quý vị biết không, ngày thứ 5, ngày thứ 6 trôi qua đến ngày thứ 7, cái con ngựa của ổng, con ngựa trứng của ổng á, nó trứng lên, không có ai mà có thể làm cho nó yên được hết. Cái tự nhiên ổng quên, ổng chạy xuống đất, ổng sắp xếp con ngựa trứng đó cho nó yên đất luôn. Có nghĩa là đụng tới Phật là coi như là tội, những tội nặng nhất rồi, đất rút luôn như vậy. Cho nên là cái tội thứ hai này á, là cái tội làm thân Phật chảy máu, là Đề Bà Đạt Đa phạm. Còn một số vị thì một người thì vu oan cho Phật, một người cản trở rồi xúc phạm đến Phật, tội nặng. Rồi cái tội nặng thứ ba là giết bậc thánh. Thì quý vị có nhớ câu chuyện thì hay kể, có con tỳ kheo và con ngỗng không? Ngày tới ngày khất thực ở tại cái nhà đó đó, cái ông chồng đó ông không có nhận ra vấn đề cho nó kỹ, rồi cuối cùng á, ông giết bậc thánh luôn. Thì sau của cái đời đó thì ông chồng đó ông đi xuống địa ngục đó. Hoặc là thời Phật có quý vị có một câu chuyện rất là đau lòng mà thầy kể lại chút xíu nha. Thời Phật thì cái vị mà thần thông đệ nhất bên Tăng á là thầy Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất bên Ni là ai? Là Liên Hoa Sắc. Liên Hoa Liên là gì? Là sen. Hoa là hoa, Liên Hoa là hoa sen, sắc đẹp như hoa sen. Cuộc đời của Liên Hoa Sắc nó liên quan đến hoa nó, mới vị cũng rất là đẹp. Mà cuộc đời của Liên Hoa Sắc là cả một chuỗi ngày bi kịch. Có dịp nào đó thầy giảng Liên Hoa Sắc cho quý vị, bi kịch kinh khủng khiếp lắm. Thầy khuyến khích với Phật tử nào mà khổ á, mà khổ ơi là khổ nha, thứ nhất tìm cuộc đời của Ni sư Batakara. Khổ thứ hai đó, tìm cuộc đời của Ni sư Liên Hoa Sắc, hoặc là tìm cuộc đời khổ của Ni sư Sona cũng được. Khi mà nghe cuộc đời khổ của các ngài, mình nhìn nỗi khổ của mình chẳng thấm thía vào đâu hết chứ. Thầy nói thiệt, nhiều khi mình khổ quá mình thấy cuộc đời của các ngài còn khổ hơn, nhưng mà các ngài đi về với đạo. Thì tại sao mà có liên quan đến Liên Hoa Sắc quý vị biết không? Trong một cái tiền kiếp á, có một câu chuyện lạ thế này nè quý vị. Là Liên Hoa Sắc có một lần là một cái người già thôi, một bà cụ già nghèo dữ lắm, nghèo ơi là nghèo. Thì đó, khi mà cúng dường cho bậc thánh á, bà rang cái bắp đó quý vị, cái hạt bắp để cúng dường cho bậc thánh, nó nghèo quá đâu có gì cúng đâu. Nhưng mà khi mà cúng mà gói trong cái lá sen mà cúng thì nó có liên quan đến sen. Thì bà mới nguyện là mong cho con đó là, và quý và thương cái vị Phật độc giác có kính lắm, mong cho con đó là sau này có sinh được những đứa con như ngài, mà ngài là Phật độc giác, càng nhiều càng tốt. Mà trong cái duyên sau cái hộp bắp 500 hạt. Sau này khi có một kiếp bà làm hoàng hậu, vua lấy bà về sinh ra quý vị. Cái chuyện bà sinh nó cũng lạ, nó cũng liên quan đến sen nữa nè. Khi mà sinh ra thì có một đứa con là từ trong bào thai thôi, là có một người con là bào thai thôi. Còn trong cái kia giống như là thắp xanh lúc mà người mẹ sinh ra, trong cái nhô ô ế của người mẹ lúc sinh ra như vậy đó quý vị, thì có một cái đứa con là nó nằm trong bào thai như mình sinh thôi. Còn trong cái nhơ nhớp của người mẹ lúc sinh đó đó thì nó có 499 cái mầm sống. Nhưng mà có một điều đặc biệt này nè, sau 499 mầm sống nó nuôi lớn lên, vị nào cũng đẹp trai, cũng hảo tướng, cũng phong độ ấy. Mà đặc biệt vị nào cũng thích sen chứ. Con nhà nghèo chắc chết đói luôn, thấy không? Đây là vui về vua thấy vua cũng sợ. Nhưng mà lớn lên các vị sau này đều tuyệt vời hết. Thì có một kiếp Liên Hoa Sắc liên quan đến sen như vậy đó.
Thì sau này cuộc đời của Ngài liên quan đến sen rất nhiều. Có thần thông đệ nhất mà quý vị biết không? Từ vì trước khi Ngài đi tu là có một cái bà đi tu là có một người thanh niên đã giống như theo đuổi rồi, mà đi tu rồi khi mà chứng thánh rồi đó quý vị. Vậy mà anh ta canh á, hãm hiếp luôn, hãm hiếp luôn tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc. Mà trong khi Liên Hoa Sắc là người thần thông đệ nhất. Thì diễn tả như vậy mình đặt câu hỏi là trời ơi, thần thông đệ nhất mà bây giờ Ngài muốn bay đâu Ngài bay, đúng không? Ngài muốn bay, Ngài muốn làm gì làm, mà tại sao lại để một người thanh niên hãm hiếp như vậy? Quý vị biết không, khi trọng nghiệp nó chỗ rồi, thần thông không dùng luôn. Phải sợ vậy đó. Quý vị có biết tại sao các bậc thánh của mình hoặc Đức Phật là không cho quý Ngài dùng thần thông không? Rất ít trường hợp dùng thần thông. Có chứ không phải không có, mà ít lắm. Tại sao Đức Phật không cho dùng thần thông? Vì lòng từ bi. Tại sao vì lòng từ bi? Ví dụ như á, cái người chưa hiểu đạo á, người ta nhìn một người dùng thần thông thì người ta sẽ cho rằng ô, cái người này tu cao hay tu thấp, giỏi hay dở hay như thế nào, đó là có thần thông hay không. Trong khi mục đích của đạo Phật là không phải cái đó. Mục đích của đạo Phật là đoạn phiền não, chứng các thánh quả, đắc được niết bàn, chứ không phải là chuyện thần thông. Cho nên nếu như mà các thầy ai có thần thông cũng dùng á, thì người ta nghĩ rằng cái chuyện tu cao thấp là ở thần thông, chứ không phải là ở cái chỗ mà đoạn trừ phiền não. Cho nên các ngài vì thương những người sau cho nên là không dùng thần thông. Tại vì dùng thần thông thì những người không dùng thần thông người ta nhìn bằng con mắt sao? Vì hay chưa, thấy thương chưa? Các ngài có thần thông mà các ngài không dùng là vì vậy đó. Khi mà Đức Phật mất, Ngài Ca Diếp, Ngài có thần thông chứ, Ngài ào cái Ngài đi về liền chứ, nhưng mà không, Ngài đi bộ về. Chứ vì Ngài mà dùng thần thông nữa, người ta nhìn Ngài đi thần thông như vậy thì sau này người ta nghĩ Đức đệ tử Phật cao thấp ở thần thông, chứ không phải là ở cái chuyện mà đoạn phiền não. Vì thấy thương các ngài chưa? Vì lòng từ bi mà không dùng thần thông. Thưa quý vị, là Ni Sư Liên Hoa Sắc kìa, sau này một vị thần thông đệ nhất. Vậy mà cái trọng nghiệp anh thanh niên này á, sau khi mà hãm hiếp Liên Hoa Sắc xong thì cũng bị đất rút luôn. Nói chung đại ý mà liên quan cái gì mà quý vị hại vị thánh, hoặc giết vị thánh, hoặc là ngài Xá Lợi Phất với một Kiền Liên á, bị một vị là vu oan sao? Vu oan là thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên là ác dục, còn bị ác dục chi phối. Đức Phật khuyên lần thứ nhất không nghe, lần thứ hai không nghe, sau lần thứ ba xong, ngay cái chỗ ngồi luôn quý vị, ngay tức thì luôn chứ không có đợi lâu nghe. Mọc lên những cái mục to nhỏ, to máu mủ ra rồi đất rút luôn. Cho nên nói chung là liên quan đến Đức Phật, các bậc thánh mà mình đụng vào á, thầy hay nói là đừng có đùa với lửa là như vậy đó. Các ngài mà biết đảnh lễ cung kính, trời ơi, cái phước mình gọi theo đời chút là phước tha hồ mà dùng nha. Còn mà cũng các ngài mà mình khởi cái ác tâm xúc phạm đến các ngài là thầy nói rồi, đi xuống luôn, đi xuống với tốc độ máy bay, tốc độ bàn thờ. Nó vậy đó quý vị. Rồi đó là cái tội nặng thứ ba là giết bậc thánh. Tội nặng thứ tư là giết cha. Thì cái người giết cha mà thường thường hay được kể đó là vua A Xà Thế. Quý vị biết đó, A Xà Thế có nghĩa là gì? Nghe thầy kể câu chuyện này để mình biết mình thương cha mình. A Xà Thế có nghĩa là kẻ thù chưa sanh. A Xà Thế có nghĩa là kẻ thù chưa có sanh. Mà tại sao ông vua này tên là A Xà Thế? Tại vì khi mà lúc đó, mẹ của ngài mang thai á, quý vị biết không, rất là lạ. A Xà Thế là con của ngài hoàng hậu Vi Đề Hy, một người rất là đạo đức. Lúc mà mang thai tự nhiên bà thèm máu quý vị. À, cái này là cái người mẹ lúc mang thai có ảnh hưởng đó nha. Đứa con mà nó có phước quá ảnh hưởng ngược lại mẹ, ví dụ như Đức Phật, Thái tử Tứ Đạt Đa hoặc ngài Sivali vậy đó, ảnh hưởng lại ngược người mẹ. Mà đứa con mà nó phước nó ít quá nghe, nó ảnh hưởng lại người mẹ luôn, nó có ảnh hưởng. Thầy giảng cho cái bài thai giáo á, thì thưa quý vị là ngài A Xà Thế lúc mang thai bà mẹ thích uống máu, thích ngậm máu vậy, lạ vậy đó. Thì sau đó đó có những người xem tướng rất là giỏi để xem coi là tại sao cái đứa bé này trong bụng nó là gì mà kỳ lạ như vậy. Thì có một người xem tướng nói là đứa con này sau này nó sinh ra nó chiếm ngôi rồi nó giết vua luôn, nó giết cha nó luôn. Cha là vua Tần Bà Sa La, mà bây giờ Tần Bà Sa La quý vị biết không là bậc thánh rồi, cho nên nó ông đâu có bỏ đứa con của ông đâu. Ông nói thôi sinh ra có gì giáo dục rồi hướng dẫn rồi cho nó biết Phật pháp này kia để chuyển. Quý vị biết sinh ra rồi á, A Xà Thế là không phải là vua cha á, không có nhường ngôi. Ông nói là ông nhường ngôi luôn quý vị. Nhưng mà nó lạ một điều này nè, biết là nhường ngôi vậy đó mà A Xà Thế còn giết cha luôn. Ông mới bắt vua cha á, là lúc này là ông kết hợp với Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa giống như mình nói, giống như là muốn Đức Phật giao cho cái tăng đoàn. Đức Phật đâu có giao cho Đề Bà Đạt Đa, chưa có chứng thánh quả, mà Đức Phật đâu có giao.
Và còn A Xà Thế thì muốn chiếm ngôi, thì ông mới bắt vua cha nhốt trong ngục, không có cho ăn uống gì hết, cho chết ở trong vậy đó. Rồi á thì sau này đâu có cho ai thăm, cho mỗi hoàng hậu thăm thôi. Vi Đề Hy vô thăm, thương quá không có gì ăn hết, hoàng hậu mới chét mật ong với sữa á, chét lên tóc nè, chét lên da, vô đó cho vua liếm mà sống. Thì sau này A Xà Thế biết luôn, không cho hoàng hậu thăm luôn, là coi như chết đói. Thì trước khi giết ông vô lần cuối á, ông cho người vô cạo sạch rau tóc mọi cái, tắm rửa cho vua. Vua tưởng ông quay đầu, ai ngờ sau khi mà cạo sạch rau tóc xong, cắt chân gót chân luôn cho vua chết. Thì cũng là ác nghiệp của Tần Bà Sa La. Ác nghiệp có một kiếp á, Tần Bà Sa La vào trong điện Phật không có tôn kính mà đi giày vào. Lỡ mà quý vị đi vô chánh điện mà lỡ mà mang giày dép thì thôi không nói nha, mà bị bất kính không thèm mở giày á đó. Nghe chuyện Tần Bà Sa La đi biết sợ. Nó những điều nhỏ nhỏ thôi đó, mà nó trổ nghiệp, nó trổ như vậy đó quý vị, chứ không đơn giản đâu. Mà ở đây quý vị biết tại sao nha. Vua Tần Bà Sa La nói là cha sẽ nhường ngôi cho con, vậy mà ổng hấp tấp ổng giết sớm luôn. Cũng tại vì quý vị, trước á, là vua Tần Bà Sa La là chưa có con, mới đi xem thử coi là khi nào mới có con, thì nói khoảng thời gian đó nữa mới có. Và hỏi là ai là cái người đứa con quay vào, thì biết là có một cái ông đang tu ở trên đó, ông tu tiên, ông đó sẽ tái sanh quay lại làm con luôn. Mà khổ nỗi là đợi đến khi nào đó cái ông đó không chết đó thì mới quay lại làm con, mà đợi ông lâu quá, qua bức tử ông chết sớm. Thấy không, nó có nhân duyên hết đó, qua bức tử ông chết sớm luôn. Thì chính vì ông chết sớm cho nên ông quay lại làm con sớm. Rồi bây giờ đó, cha nhường ngôi cho con nha, dù biết là nhường rồi đó, bức tử cha chết sớm hơn. Thấy chưa, đời nó nhân nó quả hết. Cho nên quý vị học Phật pháp, quý vị thấy cái nhân nó quả, sợ hôm nay nghe bài pháp này sợ luôn. Mà nói thì A Xà Thế phạm giết cha, lúc này ông chưa có tỉnh đâu, thì ông thấy Đề Bà Đạt Đa đó qua sám hối với Phật, thấy cái cảnh đất rút xuống mới sợ. Sợ xong thì từ đó ông mới quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo xong á, thì từ đó trở đi quý vị biết là A Xà Thế á, thương Đức Phật lắm, thương Phật lắm. Khi nghe tin Phật mất, A Xà Thế xỉu. Vua đó đứng đầu thiên hạ mà thương Phật đến nỗi mà nghe Phật mất xỉu luôn. Tỉnh dậy, Phật mất rồi hả? Xỉu lần thứ hai. Tỉnh dậy, nghe Phật mất rồi hả? Xỉu lần thứ ba. Thấy không? Rồi sau này khi mà Phật mất, A Xà Thế là người mà hỗ trợ cho cái chuyện kết tập kinh điển lần đầu. Công đức quan lớn lắm. Thì có một lần Đức Phật thuyết cái bài kinh Sa Môn Quả. Khi Phật thuyết xong cái bài kinh đó, thì Phật mới nói với thầy như thế này: nếu như A Xà Thế không phạm vào tội giết cha, là vì ngũ nghịch rồi thì không thể chứng thánh được, thì ngay đây A Xà Thế đã chứng được sơ quả rồi. Tức là đáng lẽ đời trong cái bài pháp đó là A Xà Thế chứng được sơ quả rồi, nhưng vì ông đã phạm vào tội giết cha. Tuy nhiên là A Xà Thế biết hối lỗi, biết sám hối, và những cái công đức A Xà Thế làm nhiều kiếp ba la mật lành rồi đó, thì 60.000 năm nữa A Xà Thế sẽ trở thành một vị Phật độc giác. 60.000 năm nữa, Đức Phật đã nói rồi, 60.000 năm nữa. Còn hồi nãy Đề Bà Đạt Đa đó, thì Đề Bà Đạt Đa cũng sau này cũng thành một vị Phật độc giác. Đề Bà Đạt Đa đã làm xong hai con số chẵn là hai A Tăng Kỳ rồi, còn 100.000 đại kiếp trái đất nữa thì Đề Bà Đạt Đa cũng thành Phật độc giác luôn, tức là thành thánh trong thời kỳ không còn Phật pháp. Còn A Xà Thế thì còn 60.000 năm nữa thôi. Cho nên quý vị thấy ông đã phạm vô năm tội ngũ nghịch rồi thì không thể chứng thánh, không thể chứng thiền đó. A Xà Thế là phạm giết cha là như vậy. Còn giết mẹ là kể chuyện của ai? Ngài Mục Kiền Liên. Trong đời của Ngài Mục Kiền Liên thì không có giết mẹ nha. Trong đời của Ngài thì Ngài không có giết mẹ. Nhưng mà trong tiền kiếp của Ngài á, là có một kiếp á, là Ngài sống với mẹ. Sau khi cưới cô vợ về rồi á, thì bà mẹ bệnh, vừa bị mù rồi vừa nằm trên giường, đo hoài cho mẹ gánh nặng. Cho nên quý vị thấy không, mẹ thương con thì biển hồ lai láng, nước mắt chảy xuôi, khỏi ai dạy hết, tự thương. Còn đứa con á, nó mà thấy mẹ nó dạy đôi lúc nó gánh nặng. Cho nên quý vị thương con thì cứ thương, làm ơn thương mình giùm cái nha. Đó. Đứa con nó có hiếu, nó biết đạo đức, nó lo cho mẹ, chứ nó nằm chỗ nó trời ơi má ơi sao má hành con quá má ơi, phải không? Một mẹ nuôi 10 con chứ 10 đứa con nuôi đâu có nổi một người mẹ đâu. Nó vậy đó quý vị. Mình con thương con mình đâu có tính, phải không? Còn nó tính với mình đó nha. Cái này thầy nói theo Phật pháp, chứ không phải là đứa con nào cũng vậy. Nhưng mà tại vì á, quý vị nhớ là con thương mẹ nó phải bằng lý trí nó mới thương được. Còn mẹ thương con là lý trí cũng được, không biết, nhưng mà luôn luôn là bản năng trước cái đã rồi tính sau. Khỏi ai dạy hết cũng thương con. Cho nên nó quý vị,
Hiểu vậy á, thương chồng, thương con, cứ lo cho chồng, cho con cho trọn vẹn, nhưng mà phải dành cho mình nữa nha. Nó khổ vậy đó. Tại vì tình mẹ thương con đôi lúc nó làm ác nghiệp vì con luôn mà. Tính sao có lợi thì làm, không màng tội lỗi bị giam bị cầm nữa. Đôi lúc vì con mình mà làm luôn á quý vị. Thì ở đây một Kiền Liên lúc đó đó, cô vợ nó thôi nên giết mẹ, chứ mẹ bây giờ mù rồi, bây giờ nằm vậy gánh nặng quá, đâu có giết mẹ được quý vị, thương mà. Nhưng mà mưa dầm thấm đất, nói riết rồi anh nghe luôn. Bắt đầu đóng cái xe chở mẹ lên núi, giả mẹ mù mà đâu có thấy, dựng lên vở kịch, la lên có ăn cướp, có ăn cướp, có ăn cướp, rồi bỏ chạy, rồi bỏ mẹ trên núi cho mẹ chết luôn. Thì khi mà lên núi á, giả bộ hô to lên là có ăn cướp để kiếm cái cớ bỏ mẹ lại. Ai ngờ khi hô lên có ăn cướp, bà mẹ thương con mà, con ơi con chạy đi, con đừng lo cho mẹ, rồi cũng bỏ mẹ trên núi. Quý vị biết nhiều kiếp ngày một Kiền Liên xuống địa ngục nha. Có những kiếp làm người á, ngày 217 kiếp cái đầu vỡ làm 7 mảnh, 217 kiếp đầu vỡ làm 7 mảnh. Và cái kiếp cuối của ngài đó, khi mà ngài đã trả những ác nghiệp rồi, hoàn thành các ba la mật rồi, khi chứng thánh quả rồi, cuối đời cũng chết không toàn thây. Mình gọi là giống như là ở ngoài đời gọi là chết thảm á. Ngoài đạo nó giết ngài, nó canh, nó giết ngài, mà nó giết ngài nó còn băm ra nữa kìa, chứ không phải giết đơn giản đâu, tại vì nó sợ có thần thông. Mà trong khi một ác nghiệp đến là như vậy đó quý vị. Thì ngài một Kiền Liên là giết mẹ. Cho nên đây là một cái tội nặng nhất trong đời. Thứ nhất là năm tội ngũ nghịch, xếp theo thứ tự là phá hợp tăng, làm phân Phật chảy máu, giết bậc thánh, giết cha và mẹ thì tính theo đạo đức, tính theo cái giới đức. Đó. Thì năm tội này, thứ nhất quý vị nhớ, nếu phạm vào thì đời hiện tại không thể đắc thiền, không thể đắc thánh, và chắc chắn kiếp sau phải là địa ngục cái đã. Còn trả bao nhiêu kiếp á thì tùy. Ví dụ như A Xà Thế đó quý vị, ông phạm vào cái tội giết cha xong, nhưng mà ông biết sám hối, rồi ông biết tam quý, ông ghê sợ tội lỗi, ông quy y Tam Bảo, ông phạm rất nhiều điều thiện, thì cái nghiệp của ông nó giảm lại còn 6.000-10.000 năm thôi. 30.000 năm là nặng này, 30.000 năm ở cái địa ngục đó thành 60.000 năm, chứ còn không là còn lâu nữa. Đó là tội nặng thứ nhất trong đời. Tội nặng thứ hai trong đời đó là tà kiến cố định. Nghe cái này ra nè, nghe tội này quý vị mới thấy thật ra có nhiều người đang phạm vào cái thứ hai, tà kiến cố định. Tà kiến là cái gì? Tà kiến là cái nhìn sai lệch. Cái nhìn sai lệch, nhưng mà sai lệch nhẹ nhẹ thì chưa có được gọi là cố định đâu. Tà kiến cố định là nó trở thành một cái nếp nghĩ rồi, cái suy nghĩ của người đó cho như vậy rồi. Thì tà kiến cố định có ba, có ba cái mà quý vị chỉ cần dính vô một cái là coi như xong. Thực ra ba như là một thôi quý vị. Thứ nhất là vô quả kiến. Vô quả kiến tức là sao? Là cái nhìn của mình cho rằng cuộc đời không có quả của điều ác. Anh có làm ác cũng không có quả ác, anh có làm thiện cũng không có quả thiện gì hết trơn, không có quả. Ví dụ anh có làm ác cũng chẳng có tái sanh cõi nào cõi xấu, ở địa ngục nào quỷ súc sanh gì hết trơn á. Anh có làm thiện đi chăng nữa, anh cũng chẳng có quả thiện, anh cũng chẳng có tái sanh cõi người cõi trời gì hết trơn á, không có tin có cái quả gì hết trơn, có lành gì hết trơn. Đó là vô quả kiến. Vô nhân kiến là làm sao? Mọi chuyện là tình cờ, mọi chuyện là ngẫu nhiên, không tin rằng làm có cái nhân thiện để nó ra quả thiện, không tin rằng có cái nhân ác nó ra quả ác, mà mọi chuyện cuộc đời là tình cờ. Tình cờ ta gặp lại nhau là mình có tình cờ, phải không? Không có cái chuyện tình cờ, không có cái thầy có vừa rồi thầy có định soạn cái bài giảng tình cờ và định mệnh, bữa nào giảng bài đó nha. Tình cờ và định mệnh. Thì thưa quý vị á, thứ nhất là vô quả kiến, thứ hai là vô nhân kiến, thứ ba là vô hành kiến. Vô hành kiến là sao? Phủ nhận, không tin là có nhân thiện có quả thiện, không tin rằng có nhân ác có quả ác, không tin, không tin cảnh giới tái sanh. Nói chung là đại ý là gom hai cái kia lại là vô hành kiến. Rồi nói ra cái này là thấy, xét lại cuộc sống chúng ta thấy có nhiều người bị, đúng không? Có nghĩa là họ không tin có kiếp trước, không tin có kiếp sau, không tin có cảnh giới này, cảnh giới kia, không tin có làm ác bị quả ác, không tin làm thiện có được quả thiện, không tin là làm ác và có những cảnh giới ác chờ đợi mình, không tin địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không tin những cảnh giới lành hoặc những cảnh giới ác. Thưa quý vị, nếu người nào với cái tâm niệm như vậy nghe, thì địa ngục mở cửa. Rồi,
Thì khi mà cái người có vô hành kiến, có người có tà kiến cố định này đó, thường sẽ có hai hạng người. Một là họ vẫn có cái tà kiến này nhưng mà họ không có phạm pháp luật. Không phạm pháp luật nhưng mà họ vẫn có cái tà kiến này. Thì nói ví dụ nè, cái người mà hiểu á, họ có dám sát sanh rất nhiều không? Không. Không đúng không? Nhưng mà cái người không, cái người mà có cái tà kiến này họ vẫn sát sanh nhưng mà họ không phạm pháp luật. Cái những cái họ sát sanh đó họ đâu phạm pháp luật đâu. Có những cái nghề họ làm rất ác nhưng mà cái nghề đó không phạm pháp luật. Có nghĩa là tà kiến nhưng họ không phạm pháp luật thôi, nhưng mà về đạo đức nhân quả là họ phạm rất là nặng. Thấy chưa? Thứ hai là có những người là có tà kiến nhưng mà họ vừa có tà kiến vừa phạm pháp luật nữa. Lập bè, lập đảng, trộm cắp, cướp của, giết người. Có nghĩa là vừa có tà kiến rồi, đâu có sợ nhân quả gì đâu, tội phước gì đâu, làm gì có chuyện nhân quả. Chết là hết, sống có một đời ngẫu nhiên thôi, có gì đâu. Rồi là họ tiếp tục phạm pháp luật nữa. Thấy chưa? Hai cái. Có nghĩa là thường sẽ có hai hạng người như vậy. Vậy bây giờ nè, bây giờ so sánh hai tội này, tội nào nặng hơn và nó giống và khác nhau ở chỗ nào. Nó có cái này quý vị. Nếu mà nói về cái thời gian trả những ác nghiệp nặng hơn, tà kiến cố định nặng hơn. Tại sao? Ví dụ như mình phạm vào một cái tội ngũ nghịch nào đó thì có cái thời gian hết trả cái nghiệp đó lên. Nhưng mà cái người tà kiến cố định nó cứ còn mãi quý vị. Sợ chưa? Còn nặng hơn là cái tội, còn nặng hơn là cái tội mà ngũ nghịch nữa. Nhưng mà có một điều như thế này nè. Cái người mà họ có cái tà kiến cố định nhưng khi họ còn sống á, họ được một vị thiện tri thức nào đó hướng dẫn cho họ, dạy dỗ cho họ, họ ý thức ra, họ biết sám hối, họ biết quay đầu, họ biết làm điều thiện, họ biết ghê sợ tội lỗi, thì thưa quý vị, họ không có xuống địa ngục. Và cũng có thể họ đắc thánh quả luôn. Ví dụ trường hợp là thời Phật có một ông tỉnh trưởng đó quý vị. Ông tỉnh trưởng này là ông không có tin đời trước đời sau, không có tin thiện ác tội phước gì hết. Thì có một lần đó có một vị tỳ kheo, ngài rất là giỏi, ngài rất là đức hạnh với cùng chư tăng về cái nơi đó. Thì người ta đi nghe pháp rất là đông. Ngài có một khả năng thuyết pháp để thu phục lòng người. Cách biện luận, cách thuyết pháp của ngài sau đó mà người ta hiểu rất là dễ. Thì khi ông tỉnh trưởng này đó, ông không có tin đâu, nhưng mà ông thấy người ta nghe tới đông quá thì ông tới ông nghe luôn. Khi ông nghe thì ông hiểu ra vấn đề. Ông hiểu ra vấn đề thì ông thay đổi cái quan niệm của ông. Ông biết ghê sợ tội lỗi, ông biết sám hối, rồi ông biết quy y Tam Bảo. Thì thưa quý vị, sau cái đời đó của ông á, ông được tái sanh làm một vị chư thiên thiên nam ở cõi tứ đại thiên vương. Có nghĩa là quý vị hiểu không, là nếu mà trong cái đời đó, có nghĩa là cũng phạm cái tội đó, nhưng mà nếu trong đời đó được một người hướng dẫn để thay đổi được á, thì quý vị đó vẫn có thể tái sanh cảnh giới lành. Đó, nó khác nhau ở chỗ đó nha. Nhưng mà riêng cái tội ngũ nghịch á, anh đã phạm rồi, anh đã phạm rồi mà anh có được hướng dẫn giác ngộ cỡ nào đi chăng nữa thì kiếp sau cũng là địa ngục. Như vậy thấy nó khác nhau không? Nếu mà về mức độ nặng á nghe, lâu hơn thì tà kiến cố định. Đúng không? Lâu hơn thì thằng tà kiến cố định nó lâu hơn. Nhưng mà cái anh mà tà kiến cố định á, trước khi anh mất á, mà anh giác ngộ được, anh quay đầu được, anh sám hối, anh có niềm tin nơi Tam Bảo, tin quả, tin nghiệp và quả của nghiệp, và anh sửa đổi, anh làm điều lành, thì anh có thể tái sanh cảnh giới lành. Nhưng mà cái anh nào mà phạm vô một trong năm tội ngũ nghịch rồi, thì cho dù anh có làm lành đi chăng nữa thì cái nhân nó vẫn còn chứ không có hết. Nhưng mà kiếp sau phải là địa ngục cái đã, rồi cái quả phước nó chỗ lúc khác. Đó, quý vị hiểu chưa? Rồi bây giờ mình thầy nói ví dụ hai cái trường hợp nè. A Xà Thế thì giết cha, Đề Bà Đạt Đa thì làm thân Phật chảy máu. Vậy thầy hỏi quý vị nè, Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế có nhân duyên thiện căn rất lớn. Nói theo Phật pháp là người tam nhân đó, là người có thể đắc thiền đắc thánh. Tại sao? Tại vì trước khi Đề Bà Đạt Đa mà hại Phật á, thì Đề Bà Đạt Đa đã đắc thiền và thần thông rồi. Một người tam nhân mới có thể đắc thiền đắc thánh, đắc thiền đắc thần thông được nghe quý vị nha, đắc thánh nữa. Thì Đề Bà Đạt Đa có khả năng đắc thiền đắc thần thông đắc thánh, và ông đã đắc thiền và đắc thần thông rồi, chưa đắc thánh thôi. A Xà Thế cũng là người tam nhân, có thể đắc thánh được không? Được luôn. Nhưng mà đã phạm vào tội giết cha, Đề Bà Đạt Đa đã phạm vào tội làm thân Phật chảy máu. Tức là một con người có thiện căn lớn như vậy đó quý vị, nhưng mà rồi khi phạm vào cũng thua. Thì quý vị đặt lại câu hỏi đi, mình là người như thế nào? Có được như quý ngài chưa? Thì tương lai của mình không dám chắc điều gì hết. Không dám chắc điều gì hết quý vị.
Cho nên thầy nói hôm nay thầy giảng cái bài này để mình sợ là vậy mà. Anh ráng coi nha. Có những người quý vị đến hôm nay thầy biết có những người không tin đời trước đời sau. Sư ơi, con nói thiệt, sư giảng chứ con không có tin. Sư chứng minh cho con có đời trước đời sau đi rồi con tin. Thì ông chứng minh không có thì tôi tin ông. Nó vậy đó quý vị. Quý vị mà có thiện duyên rồi, quý vị thấy đời trước đời sau, mình tin Phật, rồi bắt đầu mình thấy những chuyện đời thường nè. Chẳng qua người đó chưa được tiếp chuyện đời thường, có nhiều chuyện họ nói đó quý vị. Để mà thuyết phục một người mà thay đổi cái tà kiến cố định khó lắm nha. Cho nên thầy rất mong quý vị là tại sao mà Phật Pháp có mặt là như vậy đó, là đang dành cho những người đang có cái tà kiến này nè. Đức Phật là người mà trong kinh điển thường tán thán Ngài là gì? Là người đã dựng lại những gì đã bị ngã, là người đã khai mở ra những gì đã bị che khuất lấp lâu nay, là người đã đem ánh sáng vào nơi tối tăm cho người có mắt có thể nhìn thấy đường, là người hướng dẫn cho người ta lạc đường, đi đúng đường. Đó, thì Phật Pháp có mặt ở cuộc đời là như vậy. Là quý thầy đệ tử của Đức Phật, các vị thánh đệ tử, hoặc hôm nay quý thầy quý chư tôn đức giảng pháp là cũng như vậy đó. Quý vị hiểu rồi, có chánh kiến rồi thì quá tuyệt vời, quý vị tiếp tục tu. Còn có những người á, họ chưa hiểu điều này. Một là họ chưa có gặp duyên, họ chưa có gặp duyên, chưa có ai giảng để khai thị cho họ hiểu cái điều này. Và biết đâu đó những cái lời giảng của mình đó có thể hiểu, họ quay đầu, chứ nên họ dính vô cái tà kiến này, họ chấp vào cái tà kiến này mà đến lúc chết là quý vị thấy không, tội còn nặng hơn ngủ vô gián nữa. Nhưng mà nếu cái tội này trước khi anh nhắm mắt mà anh thay đổi được, anh biết quy y, anh biết sám hối, anh ghê sợ tội lỗi dừng lại, thì vẫn có thể tái sanh cảnh giới lành đó. Còn hôm nay thầy giảng cái bài này để mong quý vị sợ nghe, ráng nhớ lưu lại hai cái chính là năm tội ngũ nghịch và tà kiến cố định. Thôi thầy kết thúc bài pháp ở đây. Ai hỏi rằng quý vị là cuộc đời này những cái ác nghiệp nào, những cái tội nào là nặng nhất, thì quý vị trả lời có hai. Nghiệp thì muôn trùng lắm, vô số cái ác nghiệp, nó nhiều cái ác nghiệp lắm, nhưng trong đó có hai ác nghiệp nặng nhất. Ráng nhớ để đừng bao giờ phạm vào. Tại vì một khi mình phạm vào là cửa địa ngục mở ra. Cửa địa ngục là chắc chắn mở ra luôn, chứ không có nói là chắc xuống địa ngục nữa. Mà nếu phạm là địa ngục luôn. Thì tội nặng thứ nhất là năm tội ngũ nghịch. Tội nặng thứ nhất là năm tội ngũ nghịch. Thì lát đây thầy sẽ nói năm tội ngũ nghịch là gì. Tội nặng thứ hai là tà kiến cố định. Ráng nhớ. Lâu nay thì trong các bài giảng thầy hay nói về năm tội ngũ nghịch. Nay thầy nói còn cái tội còn nặng hơn ngũ nghịch nữa là tà kiến cố định nha. Bây giờ ráng học thuộc giùm thầy mấy cái từ này coi. Rồi bây giờ thầy hỏi nè, trong đời có hai ác nghiệp, hay còn gọi là hai cái tội mà nặng nhất. Thì tội thứ nhất là gì? Nói lại giùm thầy, tội thứ nhất là gì? Năm tội ngũ nghịch, năm tội nha. Tội thứ nhất thì trong cái tội nhất thứ nhất đó nó có năm cái nè. Năm hay gọi là ngũ nghịch trọng tội. Tội thứ hai là gì? Tà kiến cố định. Tà kiến mà nó cố định rồi, tức là nó thành xương, thành máu, nó thành tư duy, thành nếp nghĩ của mình rồi. Và đến chết luôn mà mình vẫn nghĩ như vậy là cửa ác đạo mở ra. Thì bây giờ thầy sẽ phân tích từng cái một nha, từng cái một. Cái đầu tiên, cái tội nặng nhất đầu tiên. Rồi sau khi thầy phân tích xong á, rồi phân tích coi hai cái này cái nào nặng hơn nữa nè. Nào, bây giờ mình phân tích cái đầu tiên là năm tội ngũ nghịch. Năm tội ngũ nghịch là quý vị còn nhớ không? Thầy nói hoài trong các bài pháp. Thứ nhất, giết cha. Thứ hai, giết mẹ. Thứ ba, giết bậc thánh. Thứ tư, thân Phật chảy máu. Và thứ năm, phá hoại hợp tăng. Thì năm tội này là nếu ai phạm vào một trong năm tội thôi nha, chứ không cần phạm năm tội, mà một trong năm tội thôi, thì chắc chắn kiếp sau là địa ngục. Một người khi mà phạm vào một trong năm tội này thì chắc chắn đời này không có đắc thiền đắc thánh. Và người mà phạm vào năm tội này thì chắc chắn kiếp sau là địa ngục, thì chả khi nào hết dưới địa ngục thì mới tính tiếp. Thứ hai, nếu mà một vị thánh rồi thì chắc chắn không bao giờ phạm những tội này. Thì nói lại nha, người mà phạm vào tội này chỉ cần một tội thôi trong năm tội ngũ nghịch thì không bao giờ đắc thiền đắc thánh. Mà một vị đã phạm là chắc chắn kiếp sau là địa ngục. Mà một vị đã là thánh sơ quả rồi thì chắc chắn không bao giờ phạm vào một trong năm tội này. Còn chúng ta
chưa chứng thánh thì không biết chuyện gì ngày mai đâu. Kinh khủng vậy. Lỡ một lúc nào đó mình điên, mình khùng lên, hoặc là mình cái gì cái không nói được đâu quý vị. Thì ở đây á, giờ thầy đố quý vị, trong năm tội ngũ nghịch này, tội nào nặng nhất trong năm tội? Ai biết không? Trong năm tội ngũ nghịch này, tội nặng nhất là phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng á, là chia rẽ tăng đoàn, làm cho chia rẽ làm hai, mà ít nhất phải ít nhất phải là phải chia ra làm hai và sinh hoạt Phật sự riêng hết, mình chia rẽ tăng đoàn là tội nặng nhất, tại vì ảnh hưởng đến bao nhiêu thế hệ sau này nữa. Tội nặng nhất là phá hòa hợp tăng. Tội thứ hai là thân Phật chảy máu. Tội thứ ba giết bậc thánh. Còn tội thứ tư, thứ năm á, là giết cha với mẹ. Thì cha với mẹ á, là mình phải tính thế này: cha giết cha với giết mẹ ai nặng hơn, thì mình phải coi là cha và mẹ ai có phước, ai có phước đức hơn, ai có giới đức hơn. Thì nếu người cha người mẹ mà phước đức của người cha nhiều hơn thì giết cha nặng hơn. Nếu người mẹ phước đức giới đức nhiều hơn thì giết mẹ tội nặng hơn. Còn nếu mà cha với mẹ phước đức ngang nhau thì giết mẹ nặng hơn. Nhớ chưa? Đó, thứ nhất là phá hoại hợp tăng. Thứ hai, thân Phật chảy máu. Thứ ba, giết bậc thánh. Thứ tư thì cha với mẹ thì mình tính theo cái giới đức nha. Còn nếu mà giới đức hoặc là cha mẹ không có giới đức thì giết mẹ tội nặng hơn. Đây gọi là năm tội ngũ nghịch. Nếu phạm vào thì chắc chắn kiếp sau là địa ngục. Khi nào trả hết chứ địa ngục rồi bắt đầu mình lên mình tính tiếp. Chứ còn kiếp sau phải là địa ngục. Và nếu mà người nào đắc chứng phạm vào tội này thì đời này không thể đắc thiền đắc thánh được. Bây giờ thầy phân tích từ cái tội nặng nhất trở xuống nha. Tội thứ nhất là phá hoại hợp tăng. Thời Phật ai phá hoại hợp tăng? Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa phạm một lần hai tội luôn. Tội nào với tội nào quý vị? Thứ nhất là phá hoại hợp tăng. Tội thứ hai là gì? Làm thân Phật chảy máu. Hai tội nặng nhất Đề Bà Đạt Đa phạm luôn. Quý vị biết không, Đề Bà Đạt Đa trước khi mà Đề Bà Đạt Đa là người xuất gia đó mà hại Phật như vậy, tức là trước khi mà Đề Bà Đạt Đa có những cái tâm ý mà phạm vào những ác nghiệp vậy, thì Đề Bà Đạt Đa chưa có chứng thánh thôi, nhưng mà ông được chứng thiền, ông có thần thông. Và chính vì cái biểu hiện thần thông của ông á, cho nên ông nhiếp phục được vua A Xà Thế. A Xà Thế thì lát nữa thầy kể là giết cha. Còn Đề Bà Đạt Đa dùng thần thông thu phục A Xà Thế, rồi giống như là được gọi là bên đức vua ủng hộ, rồi lợi dưỡng, cung kính lợi dưỡng rất là nhiều. Và sau này quý vị, cuối đời của Đề Bà Đạt Đa khi mà phạm vào cái tội phá hòa hợp tăng với lại làm thân Phật chảy máu đó, thì Đề Bà Đạt Đa là mất hết cái phước và mất định luôn, mất thiền định luôn. Thì cuối đời của Đề Bà Đạt Đa thì bệnh nằm trên giường. Thì Đề Bà Đạt Đa mới nhờ đệ tử là thỉnh tới. Lúc này ông hối lỗi rồi. Ông mới hối lỗi. Ông nhờ đệ tử là thỉnh tới Đức Phật và để ông sám hối. Thì sau khi mà ông sám hối với Đức Phật xong á, thì con xin quy y Phật, con xin quy y Phật, con xin sám hối trước Đức Thế Tôn. Thì sau đó là ông bị đất rút luôn. Tức là cái nghiệp nặng quá nặng vậy. Trong kinh diễn tả có một số trường hợp là đất diễn tả là đất nứt ra và rút xuống luôn. Đề Bà Đạt Đa là một trong những người phạm tội nặng nhất là tội mà phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng không phải là ví dụ mình vô ngôi chùa này mình nói xấu thầy này, cái nói xấu thầy kia, làm hai thầy không nhìn nhau, cái đó chưa phá hòa hợp tăng đâu. Chưa đủ để phạm tội thành tội phá hòa hợp tăng. Coi vậy chứ phá hòa hợp tăng không phải dễ. Thì có thể hai thầy xích mích nhau mình cũng làm cái tội chia rẽ rồi, nhưng mà để gọi là phá hòa hợp tăng á, là một đoàn thể tăng chia ra làm hai, mà làm hai đều là hai bên đều là thành một đoàn thể tăng nữa, thấy không? Là làm các Phật sự riêng hết, không có làm chung, thì mới thành phá hoại hợp tăng. Nặng nhất trong năm tội đó quý vị. Đó là Đề Bà Đạt Đa. Tội thứ hai là giết, làm thân Phật chảy máu. Quý vị biết không, tại sao không nói giết Phật? Tại vì không ai có thể giết được Phật. Không ai có thể giết được Phật. Đức Phật có bốn điều mà không ai có thể sang đạt được nè quý vị. Điều thứ nhất đó là, đó là hào quang của Ngài. Hào quang của Ngài là sáng nhất. Không có hào quang của ai có thể sáng hơn hào quang của Đức Phật. Thứ hai là thức ăn. Thức ăn mà quý vị đã tác ý cúng dường cho Phật là của Phật rồi đó nha. Là cỡ nào cũng không có bị mất hết.
Chứ quý vị coi thức ăn tài sản của mình nó thường thường nó bị mất, là Đức Phật gọi là năm nhà, là lửa cháy, nước trôi, con hư, trộm cắp, và rồi hoặc là nếu không có thì hoặc có những người không có con thì xung vào con quỷ luôn, hoặc là đóng thế ví dụ vậy, thì nó đi vào những cái đường đó. Nhưng mà thức ăn đó mà đã cúng cho Phật rồi thì không có ai lấy được hết. Và có động đất, có núi lửa hay là có cỡ nào đi chăng nữa, lũ lụt đi chăng nữa, thì thức ăn của Phật là của Phật. Một con người có phước đức vậy đó, là mà hào quang nè, thức ăn nè, rồi cái gì nữa ha, lâu lâu cái tự nhiên thầy quên, hào quang nè, thức ăn nè, rồi tánh mạng của Phật. Tánh mạng của Phật là không ai có thể giết Phật được hết, không ai có thể mà giết được Đức Phật. Thì cái trường hợp của Đề Bà Đạt Đa á, là Đề Bà Đạt Đa khi mà thả lăn những hòn đá xuống để hại Phật các quý vị, thì những hòn đá trong lúc nó lăn xuống á, thì nó có một cái mảnh á, nó văng ra và nó văng xuống trúng ngón chân Đức Phật, là không có chảy máu luôn, chỉ có máu bầm thôi chứ không có chảy máu. Thân Phật không ai làm chảy máu được luôn. Nhưng mà sau đó đó thì Đức Phật cho phép Jivaka là thần y đó mổ sống cho Đức Phật, là Đức Phật cho phép thì mới mổ lấy cái máu bầm ra là mổ sống. Thì đây là nghiệp của Phật. Trong quá khứ có một vị thánh đi khất thực á, ngài còn giỡn chơi, ngài lấy hòn đá ngài quăng vô chân của vị thánh, rồi ngài bị chảy máu mà quăng trúng vị thánh luôn. Cho nên bây giờ ngài trả cái nghiệp đó quý vị, trả cái nghiệp là cũng bị cái chân bị chảy máu, bị máu bầm như vậy, rồi bị mổ sống là sao. À, kiếp trước khi mà có một kiếp ngài làm vua á, rồi ngài có cái tánh là vui lắm, là thích là thấy cái hành hạ cái người già, thích hành hạ cái người già, thấy họ khổ cái này vui gì đó. Rồi có những lúc mà lấy cái dụng cụ làm cho người ta đau ở cái chân, cho nên bây giờ ngài bị cái quả báo vậy. Đức Phật mà cũng trả nghiệp mà. Nên mình thấy là cuộc đời của Đức Phật thì không ai có thể giết được Đức Phật. À, Đức Phật còn cái nghiệp mà ngài bị máu bầm ở chân á, Đề Bà Đạt Đa lăn đá đó, thì đó là nghiệp của ngài phải trả. Rồi Đề Bà Đạt Đa thì tạo nghiệp mới. Thì ở đây á, thưa quý vị, là Đề Bà Đạt Đa phạm vào thêm cái nghiệp là làm thân Phật chảy máu nữa. Trong thời Phật có một số vị nè, Đức Phật là số 1 trong tam giới trong trời đất rồi, cho nên người nào mà có ý xúc phạm ngài là thường quý vị biết là phạm vào cái tội đụng đến Phật là đất rút luôn quý vị. Tức là nặng nhất, mình nói theo đời là trời không dung, đất không tha. Và nếu mà cái vị đó có còn tuổi thọ thì cũng thường đứt ngang tuổi thọ, đứt rút. Nói ví dụ như Đức Phật thuyết pháp có cái cô Xin Cha đó, có ngoại đạo á, người ta nhờ cổ bắt đầu bỏ cái rổ trong bụng nè. Đức Phật đang thuyết pháp, cổ tới cổ nói ngài là tác giả, làm rúng động lên tới chư thiên luôn. Chư thiên tác động cho cái sợi dây trong nó rớt ra cái rổ. Thì sau này khi mà cổ đi ra khỏi tinh xá cái là cái tội nặng quá, rút luôn, đứt rút cổ luôn. Đề Bà Đạt Đa hại Phật, đứt rút luôn. Hoặc là Vua Thiện Giác, Vua Thiện Giác quý vị biết không, cản đường Phật, Đức Phật nói trước luôn, đến ngày thứ bảy, trong 7 ngày là ông sẽ bị đất rút luôn. Quý vị biết ông sợ tại vì ông là ông cản Phật, nhưng mà Phật nói ông sợ, thì biết ông sợ rồi ông làm gì không, ông cho lên chứ ở cái tầng tuốt ở trên cao á, ông là vua mà, ông nói mọi người canh nha, cỡ nào cũng có cho tôi xuống hết nghe chưa. Thì quý vị biết không, ngày thứ năm, ngày thứ sáu trôi qua đến ngày thứ bảy, cái con ngựa của ổng, con ngựa trứng của ổng á, nó trứng lên, không có ai mà có thể sẽ làm cho nó yên được hết. Cái tự nhiên ổng quên, ổng chạy xuống, ổng chạy xuống đất, ổng sắp xếp con người chứng đó cho nó yên đất luôn. Có nghĩa là đụng tới Phật là coi như là tội, những tội nặng nhất, đất rút luôn như vậy. Cho nên là cái tội thứ hai này á, là cái tội làm thân Phật chảy máu, là Đề Bà Đạt Đa phạm. Còn một số vị thì một người thì vu oan cho Phật, một người cản trở rồi xúc phạm đến Phật, tội nặng. Rồi cái tội nặng thứ ba là giết bậc thánh. Thì quý vị có nhớ câu chuyện hay kể có con tỳ kheo và con ngỗng không? Ngày tới ngày khất thực ở tại cái nhà đó đó, cái ông chồng đó ông không có nhận ra vấn đề cho nó kỹ, rồi cuối cùng ông giết bậc thánh luôn. Thì sau của cái đời đó thì ông chồng đó ông đi xuống địa ngục đó. Hoặc là thời Phật có quý vị có một câu chuyện rất là đau lòng mà thầy kể lại chút xíu nha. Thời Phật thì cái vị mà thần thông đệ nhất bên tăng á là thầy Mục Kiền Liên. Thần thông đệ nhất bên ni là ai? Là Liên Hoa Sắc. Liên là gì? Là sen. Hoa là hoa, liên hoa là hoa sen, sắc đẹp như hoa sen. Cuộc đời của Liên Hoa Sắc nó liên quan đến hoa, nó mới vị cũng rất là đẹp.
Mà cuộc đời của Liên Hoa Sắc là cả một chuỗi ngày bi kịch. Có dịp mà nói thầy giảng Liên Hoa Sắc cho quý vị, bi kịch kinh khủng khiếp lắm. Thầy khuyến khích với Phật tử nào mà khổ á, mà khổ ơi là khổ nha, thứ nhất tìm cuộc đời của Ni sư Batakara. Ni sư Batakara. Khổ thứ hai đó, tìm cuộc đời của Ni sư Liên Hoa Sắc, hoặc là tìm cuộc đời khổ của Ni sư Sona cũng được. Cái khi mà nghe cuộc đời khổ của các ngài, mình nhìn nỗi khổ của mình chẳng thấm thí vào đâu hết trơn. Thầy nói thiệt, nhiều khi mình khổ quá mình thấy cuộc đời của các ngài còn khổ hơn, nhưng mà các ngài đi về với đạo. Thì tại sao mà có liên quan đến Liên Hoa Sắc, quý vị biết không? Trong một cái tiền kiếp á, có một câu chuyện lạ lạ thế này nè quý vị. Là Liên Hoa Sắc có một lần là một cái người già thôi, một bà cụ già nghèo dữ lắm, nghèo ơi là nghèo. Thì đó, khi mà cúng dường cho bậc thánh á, bà rang cái bắp đó quý vị, cái hạt bắp để cúng dường cho bậc thánh, nó nghèo quá đâu có gì cúng đâu. Nhưng mà khi bà cúng mà gói trong cái lá sen mà cúng, thì nó có liên quan đến sen. Thì bà mới nguyện á, là mong cho con á, là và quý và thương cái vị Phật độc giác có kính lắm, mong cho con á, là sau này có sinh được những đứa con như ngài, mà ngài là Phật độc giác, càng nhiều càng tốt. Mà trong cái duyên sau cái hộp bắp là 500 hạt. Sau này khi có một kiếp bà làm hoàng hậu, vua lấy bà về sinh ra quý vị. Cái chuyện bà sinh nó cũng lạ, nó cũng liên quan đến sen nữa nè. Khi mà sinh ra thì có một đứa con là từ trong bào thai thôi, là có một người con là bào thai thôi. Còn trong cái kia giống như là thắp xanh lúc mà người mẹ sinh ra, trong cái nhô ô ế của người mẹ lúc sinh ra như vậy đó quý vị, thì có một cái đứa con là nó nằm trong bào thai như mình sinh thôi. Còn trong cái nhơ nhớp của người mẹ lúc sinh đó đó, thì nó có 499 cái mầm sống. Nhưng mà có một điều đặc biệt nè, sau 499 mầm sống đó nuôi lớn lên, vị nào cũng đẹp trai, cũng hào tướng, cũng phong độ ấy. Mà đặc biệt vị nào cũng thích sen chứ. Con nhà nghèo chắc chết đói luôn, thấy không? Đây là vui về vua thấy vua cũng sợ, nhưng mà lớn lên các vị sau này đều tuyệt vời hết. Thì có một kiếp Liên Hoa Sắc liên quan đến sen như vậy đó. Thì sau này cuộc đời của bà liên quan đến sen rất nhiều, có thần thông đệ nhất. Mà quý vị biết không, từ vì trước khi ngài đi tu là có một cái bà đi tu là có một người thanh niên đã giống như theo đuổi rồi, mà đi tu rồi khi mà chứng thánh rồi đó quý vị, vậy mà anh ta canh á, hãm hiếp luôn tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc. Mà trong khi Liên Hoa Sắc là người thần thông đệ nhất, thì diễn tả như vậy mình đặt câu hỏi là trời ơi, thần thông đệ nhất mà bây giờ ngài muốn bay đâu ngài bay, đúng không? Ngài muốn bay, ngài muốn làm gì làm, mà tại sao lại để một người thanh niên hãm hiếp như vậy? Quý vị biết không, khi trọng nghiệp nó chỗ rồi, thần thông không dùng được. Phải sợ vậy đó. Quý vị có biết tại sao các bậc thánh của mình hoặc Đức Phật là không cho quý ngài dùng thần thông không? Rất ít trường hợp dùng thần thông, có chứ không có mà ít lắm. Tại sao Đức Phật không cho dùng thần thông? Vì lòng từ bi. Tại sao vì lòng từ bi? Ví dụ như á, cái người chưa hiểu đạo á, người ta nhìn một người dùng thần thông thì người ta sẽ cho rằng ô, cái người này tu cao hay tu thấp, giỏi hay dở hay như thế nào, đó là có thần thông hay không. Trong khi mục đích của đạo Phật là không phải cái đó. Mục đích của đạo Phật là đoạn phiền não, chứng các thánh quả, đắc được niết bàn, chứ không phải là chuyện thần thông. Cho nên nếu như mà các thầy ai có thần thông cũng dùng á, thì người ta nghĩ rằng cái chuyện tu cao thấp là ở thần thông, chứ không phải là ở cái chỗ mà đoạn trừ phiền não. Cho nên các ngài vì thương những người sau cho nên là không dùng thần thông. Tại vì dùng thần thông thì những người không dùng thần thông người ta nhìn bằng con mắt sao? Vì hay chưa, thấy thương chưa? Các ngài có thần thông mà các ngài không dùng là vì vậy đó. Khi mà Đức Phật mất, ngài Ca Diếp ngài có thần thông chứ, ngài ào cái ngài đi về liền chứ, nhưng mà không, ngài đi bộ về. Vì ngài mà dùng thần thông nữa, người ta nhìn ngài đi thần thông như vậy thì sau này người ta nghĩ Đức đệ tử Phật cao thấp là ở thần thông, chứ không phải là ở cái chuyện mà đoạn phiền não. Vì thấy thương các ngài chưa? Vì lòng từ bi mà không dùng thần thông. Thưa quý vị, là Ni sư Liên Hoa Sắc rồi đó, sau này một vị thần thông đệ nhất. Vậy mà cái trọng nghiệp ấy, anh thanh niên này á, sau khi mà hãm hiếp Liên Hoa Sắc xong thì cũng bị đất rút luôn. Nói chung đại ý mà liên quan cái gì mà quý vị hại vị thánh, giết vị thánh, hoặc là ngài Xá Lợi Phất với một Kiền Liên á, bị một vị là vu oan sao? Vu oan là thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên là ác dục, còn bị ác dục chi phối. Đức Phật khuyên lần thứ nhất không nghe, lần thứ hai không nghe, sau lần thứ ba xong, ngay cái chỗ ngồi luôn quý vị, ngay tức thì luôn chứ không có đợi lâu nghe, mọc lên những cái mục to, nhỏ, to, máu mủ ra rồi đất rút luôn. Cho nên nói chung là liên quan đến Đức Phật, các bậc thánh mà mình đụng vào á, thầy hay nói là đừng có đùa với lửa là như vậy đó. Các ngài mà biết đảnh lễ cung kính, trời ơi cái phước mình
phước mình gọi theo đời chút là phước tha hồ mà dùng nha. Còn mà cũng các ngài mà mình khởi cái ác tâm xúc phạm đến các ngài là thầy nói rồi, đi xuống luôn, đi xuống với tốc độ máy bay, tốc độ bàn thờ, là nó vậy đó quý vị. Rồi đó là cái tội nặng thứ ba là giết bậc thánh, tội nặng thứ tư là giết cha. Thì cái người giết cha mà thường thường hay được kể đó là vua A-xà-thế. Quý vị biết A-xà-thế có nghĩa là gì? Nghe thầy kể câu chuyện này để mình biết mình thương cha mình. A-xà-thế có nghĩa là kẻ thù chưa sanh. A-xà-thế có nghĩa là kẻ thù chưa có sanh. Mà tại sao ông vua này tên là A-xà-thế? Tại vì khi mà lúc mẹ của ngài mang thai, quý vị biết không? Rất là lạ. A-xà-thế là con của ngài hoàng hậu Vi-đề-hi, một người rất là đạo đức. Lúc mà mang thai, tự nhiên bà thèm máu quý vị. À, cái này là cái người mẹ lúc mang thai có ảnh hưởng đó nha. Đứa con mà nó có phước quá ảnh hưởng ngược lại mẹ, ví dụ như Đức Phật, Thái tử Tế Đạt Đa hoặc ngài Sivali vậy đó, ảnh hưởng lại ngược người mẹ. Mà đứa con mà nó phước nó ít quá nghe, nó ảnh hưởng lại người mẹ luôn, nó có ảnh hưởng. Thầy giảng cho cái bài thai giáo á, thì thưa quý vị là ngài A-xà-thế lúc mang thai bà mẹ thích uống máu, thích ngậm máu vậy, lạ vậy đó. Thì sau đó đó là có những người xem tướng rất là giỏi để xem coi là tại sao cái đứa bé này trong bụng nó là gì mà kỳ lạ như vậy. Thì các một người xem tướng nói là đứa con này sau này nó sinh ra nó chiếm ngôi rồi nó giết vua luôn, nó giết cha nó luôn. Cha là vua Tần Bà Sa La, mà bây giờ Tần Bà Sa La quý vị biết không là bậc thánh rồi, cho nên nó ông đâu có bỏ đứa con của ông đâu. Ông nói thôi sinh ra có gì giáo dục rồi hướng dẫn rồi cho nó biết Phật pháp này kia để chuyển. Quý vị biết sinh ra rồi á, A-xà-thế là không phải là vua cha á, không có nhường ngôi. Ông nói là ông nhường ngôi luôn quý vị. Nhưng mà nó lạ một điều này nè, biết là nhường ngôi vậy đó mà A-xà-thế còn giết cha luôn. Ông mới bắt vua cha á, là lúc này là ông kết hợp với Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa giống như mình nói, giống như là muốn Đức Phật giao cho cái tăng đoàn, mà Đức Phật đâu có giao cho Đề Bà Đạt Đa, chưa có chứng thánh quả mà Đức Phật đâu có giao. Và còn A-xà-thế thì muốn chiếm ngôi, thì ông mới bắt vua cha á, nhốt trong ngục, không có cho ăn uống gì hết, cho chết ở trong vậy đó. Rồi á thì sau này đâu có cho ai thăm, cho mỗi hoàng hậu thăm thôi, vì để hy vô thăm. Thương quá không có gì ăn hết, hoàng hậu mới chét mật ong với sữa, chét lên tóc nè, chét lên da, vô đó cho vua liếm mà sống. Thì sau này A-xà-thế biết luôn, không cho hoàng hậu thăm luôn, là coi như chết đói. Thì trước khi giết ông vô lần cuối á, ông cho người vô cạo sạch rau tóc mọi cái, tắm rửa cho vua. Vua tưởng ông quay đầu, ai ngờ sau khi mà cạo sạch rau tóc xong, cắt chân gót chân luôn cho vua chết. Thì cũng là ác nghiệp của Tần Bà Sa La. Ác nghiệp có một kiếp á, Tần Bà Sa La vào trong điện Phật không có tôn kính mà đi giày vào. Lỡ mà quý vị đi vô chánh điện mà lỡ mà mang giày dép thì thôi không nói nha, mà vì bất kính không thèm mở giày á đó. Nghe chuyện Tần Bà Sa La đi biết sợ đó, những điều nhỏ nhỏ thôi đó mà nó trổ nghiệp, nó trổ như vậy đó quý vị, chứ không đơn giản đâu. Mà ở đây quý vị biết tại sao nha, vua Tần Bà Sa La nói là cha sẽ nhường ngôi cho con, vậy mà ổng hấp tấp ổng giết sớm luôn. Cũng tại vì quý vị, trước á, là vua Tần Bà Sa La là chưa có con, mới đi xem thử coi là khi nào mới có con, thì nói khoảng thời gian đó nữa mới có. Và hỏi là ai là cái người đứa con quay vào, thì biết là có một cái ông đang tu ở trên đó, ông tu tiên, ông đó sẽ tái sanh quay lại làm con luôn. Mà khổ nỗi là đợi đến khi nào đó cái ông đó không chết đó thì mới quay lại làm con. Mà đợi ông lâu quá, qua bức tử ông chết sớm. Thấy không, nó có nhân duyên hết đó, qua bức tử ông chết sớm luôn. Thì chính vì ông chết sớm cho nên quay lại làm con sớm. Rồi bây giờ đó, cha nhường ngôi cho con nha, dù biết là nhường rồi đó, bức tử cha chết sớm hơn. Thấy chưa, đời nó nhân nó quả hết. Cho nên quý vị học Phật pháp, quý vị thấy nhân nó quả, sợ. Hôm nay nghe bài pháp này sợ luôn mà. Đó thì A-xà-thế phạm giết cha, lúc này ông chưa có tỉnh đâu, thì ông thấy Đề Bà Đạt Đa đó qua sám hối với Phật, thấy cái cảnh đất rút xuống mới sợ. Sợ xong thì từ đó ông mới quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo xong á, thì từ đó trở đi quý vị biết là A-xà-thế thương Đức Phật lắm, thương Phật lắm. Khi nghe tin Phật mất, A-xà-thế xỉu. Vua đó đứng đầu thiên hạ mà thương Phật đến nỗi mà nghe Phật mất xỉu luôn. Tỉnh dậy, Phật mất rồi hả, xỉu lần thứ hai. Tỉnh dậy, nghe Phật mất rồi hả, xỉu lần thứ ba. Thấy không? Rồi sau này khi mà Phật mất, A-xà-thế là người mà hỗ trợ cho cái chuyện kết tập kinh điển lần đầu. Công đức quan lớn lắm. Thì có một lần Đức Phật thuyết cái bài kinh Sa Môn Quả. Khi Phật thuyết xong cái bài kinh đó thì Phật mới nói với thầy như thế này:
Nếu như A Xà Thế không phạm vào tội giết cha là vì ngủ nghịch rồi thì không thể chứng thánh được, thì ngay đây A Xà Thế đã chứng được sơ quả rồi. Tức là đáng lẽ đời trong cái bài pháp đó là A Xà Thế chứng được sơ quả rồi, nhưng vì ông đã phạm vào tội giết cha. Tuy nhiên là A Xà Thế biết hối lỗi, biết sám hối, và những cái công đức A Xà Thế làm nhiều kiếp ba la mật lành rồi đó, thì 60.000 năm nữa A Xà Thế sẽ trở thành một vị Phật độc giác. 60.000 năm nữa, Đức Phật đã nói rồi, 60.000 năm nữa. Còn hồi nãy Đề Bà Đạt Đa đó, thì Đề Bà Đạt Đa cũng sau này cũng thành một vị Phật độc giác. Đề Bà Đạt Đa đã làm xong hai con số chẵn là hai A Tăng Kỳ rồi. Còn 100.000 đại kiếp trái đất nữa thì Đề Bà Đạt Đa cũng thành Phật độc giác luôn, tức là thành thánh trong thời kỳ không còn Phật pháp. Còn A Xà Thế thì còn 60.000 năm nữa thôi. Cho nên quý vị thấy ông đã phạm vô năm tội ngũ nghịch rồi thì không thể chứng thánh, không thể chứng thiền. Đó. A Xà Thế là phạm giết cha là như vậy. Còn giết mẹ là kể chuyện của ai? Ngài Mục Kiền Liên. Trong đời của Ngài Mục Kiền Liên thì không có giết mẹ nghe. Trong đời của Ngài thì Ngài không có giết mẹ. Nhưng mà trong tiền kiếp của Ngài á, là có một kiếp là Ngài sống với mẹ. Sau khi cưới cô vợ về rồi á, thì bà mẹ bệnh, vừa bị mù rồi vừa nằm trên giường lo hoài cho mẹ gánh nặng. Cho nên quý vị thấy không, mẹ thương con thì biển hồ lai láng, nước mắt chảy xuôi, khỏi ai dạy hết, tự thương. Còn đứa con á, nó mà thấy mẹ nó dạy đôi lúc nó gánh nặng. Cho nên quý vị thương con thì cứ thương, làm ơn thương mình dùm cái nha. Đó. Đứa con nó có hiếu, nó biết đạo đức, nó lo cho mẹ, chứ nó nằm chỗ nó trời ơi má ơi sao má hành con quá má ơi, phải không? Một mẹ nuôi 10 con chứ 10 đứa con nuôi đâu có nổi một người mẹ đâu. Nó dạy đó quý vị, mình con thương con mình đâu có tính, phải không? Còn nó tính với mình đó nha. Cái này thầy nói theo Phật pháp chứ không phải là đứa con nào cũng vậy. Nhưng mà tại vì á, quý vị nhớ là con thương mẹ nó phải bằng lý trí nó mới thương được. Còn mẹ thương con là lý trí cũng được, không biết, nhưng mà luôn luôn là bản năng trước cái đã rồi tính sau. Khỏi ai dạy hết cũng thương con. Cho nên nó quý vị hiểu vậy á, thương chồng thương con cứ lo cho chồng cho con cho trọn vẹn, nhưng mà phải dành cho mình nữa nha. Nó khổ vậy đó, tại vì tình mẹ thương con đôi lúc nó làm ác nghiệp vì con luôn mà. Tính sau có lợi thì làm, không màng tội lỗi bị giam bị cầm nữa, đôi lúc vì con mình mà làm luôn á quý vị. Thì ở đây Mục Kiền Liên lúc đó đó, cô vợ nó thôi nên giết mẹ chứ mẹ bây giờ mù rồi, bây giờ nằm vậy gánh nặng quá, đâu có giết mẹ được quý vị, thương mà. Nhưng mà mưa dầm thấm đất, nói riết rồi anh nghe luôn. Bắt đầu đóng cái xe chở mẹ lên núi, giả mẹ mù mà đâu có thấy, dựng lên vở kịch, la lên có ăn cướp, rồi bỏ chạy, rồi bỏ mẹ trên núi cho mẹ chết luôn. Thì khi mà lên núi á, giả bộ hô to lên là có ăn cướp để kiếm cái cớ bỏ mẹ lại. Ai ngờ khi hô lên có ăn cướp, bà mẹ thương con mà, con ơi con chạy đi, con đừng lo cho mẹ, rồi cũng bỏ mẹ trên núi. Quý vị biết nhiều kiếp Ngài Mục Kiền Liên xuống địa ngục nha. Có những kiếp làm người á, Ngài 217 kiếp cái đầu vỡ làm 7 mảnh, 217 kiếp đầu vỡ làm 7 mảnh. Và cái kiếp cuối của Ngài đó, khi mà Ngài đã trả những ác nghiệp rồi, hoàn thành các ba la mật rồi, khi chứng thánh quả rồi, cuối đời cũng chết không toàn thây. Mình gọi là giống như là ở ngoài đời gọi là chết thảm á. Ngoài đạo nó giết Ngài, nó canh, nó giết Ngài, mà nó giết Ngài nó còn băm ra nữa kìa. Chứ không phải giết đơn giản đâu, tại vì nó sợ có thần thông. Mà trong khi một ác nghiệp đến là như vậy đó quý vị. Thì Ngài Mục Kiền Liên là giết mẹ. Cho nên đây là một cái tội nặng nhất trong đời. Thứ nhất là năm tội ngũ nghịch, xếp theo thứ tự là phá hợp tăng, làm phân Phật chảy máu, giết bậc thánh, giết cha và mẹ thì tính theo đạo đức, tính theo cái giới đức. Đó. Thì năm tội này, thứ nhất quý vị nhớ, nếu phạm vào thì đời hiện tại không thể đắc thiền, không thể đắc thánh, và chắc chắn kiếp sau phải là địa ngục cái đã. Còn trả bao nhiêu kiếp á thì tùy. Ví dụ như A Xà Thế đó quý vị, ông phạm vào cái tội giết cha xong, nhưng mà ông biết sám hối, rồi ông biết tam quý, ông ghê sợ tội lỗi, ông quy y Tam Bảo, ông phạm rất nhiều điều thiện, thì cái nghiệp của ông nó giảm lại còn 10.000 năm thôi. 30.000 năm là nặng này, 30.000 năm ở cái địa ngục đó thành 60.000 năm, chứ còn không là còn lâu nữa. Đó là tội nặng thứ nhất trong đời. Tội nặng thứ hai trong đời đó là tà kiến cố định. Nghe cái này ra nè, nghe tội này quý vị mới thấy thật ra có nhiều người đang phạm vào cái thứ hai, tà kiến cố định. Tà kiến là cái gì? Tà kiến là cái nhìn sai lệch.
Nhưng mà sai lệch nhẹ nhẹ thì chưa có được gọi là cố định đâu. Tà kiến cố định là nó trở thành một cái nếp nghĩ rồi, cái suy nghĩ của người đó cho như vậy rồi. Thì tà kiến cố định có ba, có ba cái mà quý vị chỉ cần dính vô một cái là coi như xong. Thực ra ba như là một thôi quý vị. Thứ nhất là vô quả kiến. Vô quả kiến tức là sao? Là cái nhìn của mình cho rằng cuộc đời không có quả của điều ác. Anh có làm ác cũng không có quả ác, anh có làm thiện cũng không có quả thiện gì hết trơn, không có quả. Ví dụ anh có làm ác cũng chẳng có tái sanh cõi nào cõi xấu ở địa ngục nào quỷ súc sanh gì hết trơn á. Anh có làm thiện đi chăng nữa anh cũng chẳng có quả thiện, anh cũng chẳng có tái sanh cõi người cõi trời gì hết trơn á. Không có tin có cái quả gì hết trơn, có lành gì hết trơn. Đó là vô quả kiến. Vô nhân kiến là làm sao? Mọi chuyện là tình cờ, mọi chuyện là ngẫu nhiên. Không tin rằng làm có cái nhân thiện để nó ra quả thiện, không tin rằng có cái nhân ác nó ra quả ác, mà mọi chuyện cuộc đời là tình cờ. Tình cờ ta gặp lại nhau là mới có tình cờ, phải không? Không có cái chuyện tình cờ. Không có cái, thầy có vừa rồi thầy có định soạn cái bài giảng tình cờ và định mệnh, bữa nào giảng bài đó nha. Tình cờ và định mệnh. Thì thưa quý vị á, thứ nhất là vô quả kiến, thứ hai là vô nhân kiến, thứ ba là vô hành kiến. Vô hành kiến là sao? Phủ nhận, không tin là có nhân thiện, có quả thiện. Không tin rằng có nhân ác, có quả ác. Không tin, không tin cảnh giới tái sanh. Nói chung là đại ý là gom hai cái kia lại là vô hành kiến. Rồi, nói ra cái này là thấy, xét lại cuộc sống chúng ta thấy có nhiều người bị đúng không? Có nghĩa là họ không tin có kiếp trước, không tin có kiếp sau, không tin có cảnh giới này, cảnh giới kia, không tin có làm ác bị quả ác, không tin làm thiện có được quả thiện, không tin là làm ác và có những cảnh giới ác chờ đợi mình, không tin địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không tin những cảnh giới lành hoặc những cảnh giới ác. Thưa quý vị, nếu người nào với cái tâm niệm như vậy nghe, thì địa ngục mở cửa. Rồi, thì khi mà cái người có vô hành kiến, có người có tà kiến cố định này đó, thường sẽ có hai hạng người. Một là họ vẫn có cái tà kiến này nhưng mà họ không có phạm pháp luật. Không phạm pháp luật nhưng mà họ vẫn có cái tà kiến này. Thầy nói ví dụ nè, cái người mà hiểu á, họ có dám sát sanh rất nhiều không? Không. Không đúng không? Nhưng mà cái người không, cái người mà có cái tà kiến này họ vẫn sát sanh nhưng mà họ không phạm pháp luật. Cái những cái họ sát sanh đó họ đâu phạm pháp luật đâu. Có những cái nghề họ làm rất ác nhưng mà cái nghề đó không phạm pháp luật. À, có nghĩa là tà kiến nhưng họ không phạm pháp luật thôi, nhưng mà về đạo đức nhân quả là họ phạm rất là nặng. Thấy chưa? Thứ hai là có những người là có tà kiến nhưng mà họ vừa có tà kiến vừa phạm pháp luật nữa, lập bè lập đảng, trộm cắp cướp của giết người. Có nghĩa là vừa có tà kiến rồi đâu có sợ nhân quả gì đâu, tội phước gì đâu, làm gì có chuyện nhân quả, chết là hết, sống có một đời ngẫu nhiên thôi, có gì đâu, rồi là họ tiếp tục phạm pháp luật nữa. Thấy chưa? Hai cái. Có nghĩa là thường sẽ có hai hạng người như vậy. Vậy bây giờ nè, bây giờ so sánh hai tội này, tội nào nặng hơn và nó giống và khác nhau ở chỗ nào. Nó có cái này quý vị, nếu mà nói về cái thời gian trả những ác nghiệp nặng hơn, tà kiến cố định nặng hơn. Tại sao? Ví dụ như mình phạm vào một cái tội ngũ nghịch nào đó thì có cái thời gian hết trả cái nghiệp đó lên, nhưng mà cái người tà kiến cố định nó cứ còn mãi quý vị, sợ chưa? Còn nặng hơn là cái tội, còn nặng hơn là cái tội mà ngũ nghịch nữa. Nhưng mà có một điều như thế này nè, cái người mà họ có cái tà kiến cố định nhưng khi họ còn sống á, họ được một vị thiện tri thức nào đó hướng dẫn cho họ, dạy dỗ cho họ, họ ý thức ra, họ biết sám hối, họ biết quay đầu, họ biết làm điều thiện, họ biết ghê sợ tội lỗi, thì thưa quý vị, họ không có xuống địa ngục. À, và cũng có thể họ đắc thánh quả luôn. Ví dụ trường hợp là thời Phật có một ông tỉnh trưởng đó quý vị. Ông tỉnh trưởng này là ông không có tin đời trước đời sau, không có tin thiện ác tội phước gì hết. Thì có một lần đó có một vị tỳ kheo, ngài rất là giỏi, ngài rất là đức hạnh với cùng chư tăng về cái nơi đó, thì người ta đi nghe pháp rất là đông. Ngài có một khả năng thuyết pháp để thu phục lòng người, cách biện luận, cách thuyết pháp của ngài sau đó mà người ta hiểu rất là dễ. Thì khi ông tỉnh trưởng này đó, ông không có tin đâu, nhưng mà ông thấy người ta nghe tới đông quá thì ông tới ông nghe luôn. Khi ông nghe thì ông hiểu ra vấn đề. Ông hiểu ra vấn đề thì ông thay đổi cái quan niệm của ông. Ông biết ghê sợ tội lỗi, ông biết sám hối,
rồi ông biết quy y Tam Bảo. Thì thưa quý vị, sau cái đời đó của ông á, ông được tái sanh làm một vị chư thiên thiên nam ở cõi tứ đại thiên vương. Có nghĩa là quý vị hiểu không, là nếu mà trong cái đời đó đó, có nghĩa là cũng phạm cái tội đó, nhưng mà nếu trong đời đó được một người hướng dẫn để thay đổi được á, thì quý vị đó vẫn có thể tái sanh cảnh giới lành. Đó, nó khác nhau ở chỗ đó nha. Nhưng mà riêng cái tội ngũ nghịch á, anh đã phạm rồi, anh đã phạm rồi mà anh có được hướng dẫn giác ngộ cỡ nào đi chăng nữa thì kiếp sau cũng là địa ngục. Như thấy nó khác nhau không? Nếu mà về mức độ nặng á nghe, lâu hơn thì tà kiến cố định. Đúng không? Lâu hơn thì thằng tà kiến cố định nó lâu hơn. Nhưng mà cái anh mà tà kiến cố định á, trước khi anh mất á, mà anh giác ngộ được, anh quay đầu được, anh sám hối, anh có niềm tin nơi Tam Bảo, tin quả, tin nghiệp và quả của nghiệp, và anh sửa đổi, anh làm điều lành, thì anh có thể tái sanh cảnh giới lành. Nhưng mà cái anh nào mà phạm vô một trong năm tội ngũ nghịch rồi, thì cho dù anh có làm lành đi chăng nữa thì cái nhân nó vẫn còn chứ nó không có hết. Nhưng mà kiếp sau phải là địa ngục cái đã, rồi cái quả phước nó chỗ lúc khác. Đó, quý vị hiểu chưa? Rồi bây giờ mình thầy nói ví dụ hai cái trường hợp nè. A Xà Thế thì giết cha, Đề Bà Đạt Đa thì làm thân Phật chảy máu. Vậy thầy hỏi quý vị nè, Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế có nhân duyên thiện căn rất lớn, nói theo Phật pháp là người tam nhân đó, là người có thể đắc thiền đắc thánh. Tại sao? Tại vì trước khi Đề Bà Đạt Đa mà hại Phật đó, thì Đề Bà Đạt Đa đã đắc thiền và thần thông rồi. Một người tam nhân mới có thể đắc thiền đắc thánh, đắc thiền đắc thần thông được nghe quý vị nghe, đắc thánh nữa. Thì Đề Bà Đạt Đa có khả năng đắc thiền đắc thần thông đắc thánh, và ông đã đắc thiền và đắc thần thông rồi, chưa đắc thánh thôi. A Xà Thế cũng là người tam nhân, có thể đắc thánh được không? Được luôn. Nhưng mà đã phạm vào tội giết cha, Đề Bà Đạt Đa đã phạm vào tội làm thân Phật chảy máu, tức là một con người có thiện căn lớn như vậy đó quý vị, nhưng mà rồi khi phạm vào cũng thua. Thì quý vị đặt lại câu hỏi đi, mình là người như thế nào, có được như quý ngài chưa? Thì tương lai của mình không dám chắc điều gì hết, không dám chắc điều gì hết quý vị. Cho nên thầy nói hôm nay thầy giảng cái bài này để mình sợ là vậy mà. Hình ráng coi nha, có những người quý vị đến hôm nay thầy biết có những người không tin đời trước đời sau. Sư ơi, con nói thiệt, sư giảng chứ con không có tin, sư chứng minh cho con có đời trước đời sau đi rồi con tin. Thì ông chứng minh không có thì tôi tin ông. Nó vậy đó quý vị. Quý vị mà có thiện duyên rồi, quý vị thấy đời trước đời sau, mình tin Phật rồi bắt đầu mình thấy những chuyện đời thường nè, chẳng qua người đó chưa được tiếp chuyện đời thường, có nhiều chuyện khó nói đó quý vị. Để mà thuyết phục một người mà thay đổi cái tà kiến cố định khó lắm nha. Cho nên thầy rất mong quý vị là tại sao mà Phật pháp có mặt là như vậy đó, là đang dành cho những người đang có cái tà kiến này nè. Đức Phật là người mà trong kinh điển thường tán thán ngài là gì? Là người đã dựng lại những gì đã bị ngã, là người đã khai mở ra những gì đã bị che khuất lấp lâu nay, là người đã đem ánh sáng vào nơi tối tăm cho người có mắt có thể nhìn thấy đường, là người hướng dẫn cho người ta lạc đường đi đúng đường. Nó thì Phật pháp có mặt ở cuộc đời là như vậy. Là quý thầy đệ tử của Đức Phật, các vị thánh đệ tử, hoặc hôm nay quý thầy quý chư tôn đức giảng pháp là cũng như vậy đó. Quý vị hiểu rồi, có chánh kiến rồi thì quá tuyệt vời, quý vị tiếp tục tu. Còn có những người á, họ chưa hiểu điều này, một là họ chưa có gặp duyên, họ chưa có gặp duyên, chưa có ai giảng để khai thị cho họ hiểu cái điều này, và biết đâu đó những cái lời giảng của mình đó có thể hiểu, họ quay đầu, chứ nên họ dính vô cái tà kiến này, họ chấp vào cái tà kiến này mà đến lúc chết là quý vị thấy không, tội còn nặng hơn ngủ vô gián nữa. Nhưng mà nếu cái tội này trước khi anh nhắm mắt mà anh thay đổi được, anh biết quy y, anh biết sám hối, anh ghê sợ tội lỗi dừng lại, thì vẫn có thể tái sanh cảnh giới lành đó. Còn hôm nay thầy giảng cái bài này để mong quý vị sợ nghe, ráng nhớ lưu lại hai cái chính, năm tội ngũ nghịch và tà kiến cố định. Rồi thầy kết thúc bài pháp ở đây. Ai hỏi rằng quý vị là cuộc đời này những cái ác nghiệp nào, những cái tội nào là nặng nhất, thì quý vị trả lời có hai. Nghiệp thì muôn trùng lắm, vô số cái ác nghiệp, nó nhiều cái ác nghiệp lắm, nhưng trong đó có hai ác nghiệp nặng nhất. Ráng nhớ để đừng bao giờ phạm vào. Tại vì một khi mình phạm vào là cửa địa ngục mở ra. Cửa địa ngục là chắc chắn mở ra luôn, chứ không có nói là chắc xuống địa ngục nữa, mà nếu phạm là địa ngục luôn. Thì tội nặng thứ nhất á,
là năm tội ngũ nghịch. Tội nặng thứ nhất là năm tội ngũ nghịch. Thì lát đây thầy sẽ nói năm tội ngũ nghịch là gì. Tội nặng thứ hai là tà kiến cố định. Ráng nhớ. Lâu nay thì trong các bài giảng thầy hay nói về năm tội ngũ nghịch. Nay thầy nói còn cái tội còn nặng hơn ngũ nghịch nữa là tà kiến cố định nha. Bây giờ ráng học thuộc giùm thầy mấy cái từ này coi. Rồi bây giờ thầy hỏi nè, trong đời có hai ác nghiệp hay còn gọi là hai cái tội mà nặng nhất, thì tội thứ nhất là gì? Nói lại giùm thầy, tội thứ nhất là gì? Năm tội ngũ ngũ nghịch, năm tội nha. Tội thứ nhất thì trong cái tội nhất thứ nhất đó nó có năm cái nè, năm hay gọi là ngũ nghịch trọng tội. Tội thứ hai là gì? Tà kiến cố định. Tà kiến mà nó cố định rồi, tức là nó thành xương, thành máu, nó thành tư duy, thành nếp nghĩ của mình rồi. Và đến chết luôn mà mình vẫn nghĩ như vậy là cửa ác đạo mở ra. Thì bây giờ thầy sẽ phân tích từng cái một nha, từng cái một. Cái đầu tiên, cái tội nặng nhất đầu tiên. Rồi sau khi thầy phân tích xong á, rồi phân tích coi hai cái này cái nào nặng hơn nữa nè. Bây giờ mình phân tích cái đầu tiên là năm tội ngũ nghịch. Năm tội ngũ nghịch là quý vị còn nhớ không? Thầy nói hoài trong các bài pháp. Thứ nhất, giết cha. Thứ hai, giết mẹ. Thứ ba, giết bậc thánh. Thứ tư, thân Phật chảy máu. Và thứ năm, phá hòa hợp tăng. Thì năm tội này là nếu ai phạm vào một trong năm tội thôi nha, chứ không cần phạm năm tội mà một trong năm tội thôi, thì chắc chắn kiếp sau là địa ngục. Một người á, một người khi mà phạm vào một trong năm tội này thì chắc chắn đời này không có đắc thiền đắc thánh. Và người mà phạm vào năm tội này thì chắc chắn kiếp sau là địa ngục, thì chả khi nào hết dưới địa ngục thì mới tính tiếp. Thứ hai, nếu mà một vị thánh rồi thì chắc chắn không bao giờ phạm những tội này. Thì nói lại nha, người mà phạm vào tội này chỉ cần một tội thôi trong năm tội ngũ nghịch thì không bao giờ đắc thiền đắc thánh. Mà một vị đã phạm là chắc chắn kiếp sau là địa ngục. Mà một vị đã là thánh sơ quả rồi thì chắc chắn không bao giờ phạm vào một trong năm tội này. Còn chúng ta chưa chứng thánh thì không biết chuyện gì ngày mai đâu. Kinh khủng vậy, lỡ một lúc nào đó mình điên, mình khùng lên, hoặc là mình cái gì cái không nói được đâu quý vị. Thì ở đây á, giờ thầy đố quý vị trong năm tội ngũ nghịch này, tội nào nặng nhất trong năm tội? Ai biết không? Trong năm tội ngũ nghịch này, tội nặng nhất là phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng á, là chia rẽ tăng đoàn, làm cho chia rẽ làm hai, mà ít nhất phải ít nhất phải là phải chia ra làm hai và sinh hoạt Phật sự riêng hết, mình chia rẽ tăng đoàn là tội nặng nhất, tại vì ảnh hưởng đến bao nhiêu thế hệ sau này nữa. Tội nặng nhất là phá hòa hợp tăng. Tội thứ hai là thân Phật chảy máu. Tội thứ ba, giết bậc thánh. Còn tội thứ tư, thứ năm á, là giết cha với mẹ. Thì cha với mẹ á, là mình phải tính thế này. Cha giết cha với giết mẹ ai nặng hơn? Thì mình phải coi là cha và mẹ ai có phước đức hơn, ai có giới đức hơn. Thì nếu người cha người mẹ mà phước đức của người cha nhiều hơn thì giết cha nặng hơn. Nếu người mẹ phước đức giới đức nhiều hơn thì giết mẹ tội nặng hơn. Còn nếu mà cha với mẹ phước đức ngang nhau thì giết mẹ nặng hơn. Nhớ chưa? Đó, thứ nhất là phá hoại hợp tăng. Thứ hai, thân Phật chảy máu. Thứ ba, giết bậc thánh. Thứ tư thì cha với mẹ thì mình tính theo cái giới đức nha. Còn nếu mà giới đức hoặc là cha mẹ không có giới đức thì giết mẹ tội nặng hơn. Đây gọi là năm tội ngũ nghịch. Nếu phạm vào thì chắc chắn kiếp sau là địa ngục. Khi nào trả hết chứ địa ngục rồi bắt đầu mình lên mình tính tiếp. Chứ còn kiếp sau phải là địa ngục. Và nếu mà người nào đắc chứng phạm vào tội này thì đời này không thể đắc thiền đắc thánh được. Bây giờ thầy phân tích từ cái tội nặng nhất trở xuống nha. Tội thứ nhất là phá hoại hợp tăng. Thời Phật ai phá hoại hợp tăng? Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa phạm một lần hai tội luôn. Tội nào với tội nào với gì? Thứ nhất là phá hoại hợp tăng. Tội thứ hai là gì? Làm thân Phật chảy máu. Hai tội nặng nhất Đề Bà Đạt Đa phạm luôn. Quý vị biết không, Đề Bà Đạt Đa trước khi mà Đề Bà Đạt Đa là người xuất gia đó mà hại Phật như vậy, tức là trước khi mà Đề Bà Đạt Đa có những cái tâm ý mà phạm vào những ác nghiệp vậy, thì Đề Bà Đạt Đa chưa có chứng thánh thôi, nhưng mà ông được chứng thiền, ông có thần thông. Và chính vì cái
biểu hiện thần thông của ông á, cho nên ông nhiếp phục được vua Asathế. Asathế thì lát nữa thầy kể là giết cha. Còn Đề Bà Đạt Đa dùng thần thông thu phục Asathế, rồi giống như là được gọi là bên đức vua ủng hộ, rồi lợi dưỡng, cung kính lợi dưỡng rất là nhiều. Và sau này á quý vị, cuối đời của Đề Bà Đạt Đa khi mà phạm vào cái tội phá hòa hợp tăng với lại làm thân Phật chảy máu đó, thì Đề Bà Đạt Đa là mất hết cái phước và mất định luôn, mất thiền định luôn. Thì cuối đời của Đề Bà Đạt Đa thì bệnh nằm trên giường, thì Đề Bà Đạt Đa mới nhờ đệ tử là thỉnh tới. Lúc này ông hối lỗi rồi ông mới hối lỗi, ông nhờ đệ tử là thỉnh tới Đức Phật và để ông sám hối. Thì sau khi mà ông sám hối với Đức Phật xong á, thì con xin quy y Phật, con xin quy y Phật, con xin sám hối trước Đức Thế Tôn. Thì sau đó là ông bị đất rút luôn, tức là cái nghiệp nặng quá nặng. Trong kinh diễn tả có một số trường hợp là đất diễn tả là đất nứt ra và rút xuống luôn. Đề Bà Đạt Đa là một trong những người phạm tội nặng nhất là tội phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng không phải là ví dụ mình vô ngôi chùa này cái nói xấu thầy kia, làm hai thầy không nhìn nhau, cái đó chưa phá hòa hợp tăng đâu, chưa đủ để phạm tội thành tội phá hòa hợp tăng. Coi vậy chứ phá hòa hợp tăng không phải dễ. Thì có thể hai thầy xích mích nhau mình cũng làm cái tội chia rẽ rồi, nhưng mà để gọi là phá hòa hợp tăng á, là một đoàn thể tăng chia ra làm hai, mà làm hai đều là hai bên đều là thành một đoàn thể tăng nữa, thấy không, là làm các Phật sự riêng hết, không có làm chung, thì mới thành phá hòa hợp tăng. Nặng nhất trong năm tội đó quý vị, đó là Đề Bà Đạt Đa. Tội thứ hai là giết, làm thân Phật chảy máu. Quý vị biết không, tại sao không nói giết Phật? Tại vì không ai có thể giết được Phật. Không ai có thể giết được Phật. Đức Phật có bốn điều mà không ai có thể sang đạt được nè quý vị. Điều thứ nhất đó là hào quang của Ngài. Hào quang của Ngài là sáng nhất, không có hào quang của ai có thể sáng hơn hào quang của Đức Phật. Thứ hai là thức ăn. Thức ăn mà quý vị đã tác ý cúng dường cho Phật là của Phật rồi đó nha, là cỡ nào cũng không có bị mất hết. Chứ quý vị coi thức ăn tài sản của mình, nó thường thường nó bị mất là Đức Phật gọi là năm nhà, là lửa cháy, nước trôi, con hư, trộm cắp, và rồi hoặc là nếu không có thì họ có những người không có con thì xung vào công quỷ luôn, hoặc là đóng thuế ví dụ vậy, thì nó đi vào những cái đường đó. Nhưng mà thức ăn đó mà đã cúng cho Phật rồi thì không có ai lấy được hết. Và có động đất, có núi lửa, hay là có cỡ nào đi chăng nữa, lũ lụt đi chăng nữa, thì thức ăn của Phật là của Phật. Một con người có phước đức vậy đó, là mà hào quang nè, thức ăn nè, rồi cái gì nữa ha, lâu cái tự nhiên thầy quên. Hào quang nè, thức ăn nè, rồi tánh mạng của Phật. Tánh mạng của Phật là không ai có thể giết Phật được hết, và không ai có thể mà giết được Đức Phật. Thì cái trường hợp của Đề Bà Đạt Đa á, là Đề Bà Đạt Đa khi mà thả lăn những hòn đá xuống để hại Phật các quý vị, thì những hòn đá trong lúc nó lăn xuống á, thì nó có một cái mảnh á, nó văng ra và nó văng xuống trúng ngón chân Đức Phật, là không có chảy máu luôn, chỉ có máu bầm thôi chứ không có chảy máu. Thân Phật không ai làm chảy máu được luôn. Nhưng mà sau đó thì Đức Phật cho phép Jivaka là thần y đó mổ sống cho Đức Phật, là Đức Phật cho phép thì mới mổ lấy cái máu bầm ra là mổ sống. Thì đây là nghiệp của Phật. Trong quá khứ có một vị thánh đi khất thực á, ngài còn giỡn chơi, ngài lấy hòn đá ngài quăng vô chân của vị thánh, rồi ngài bị chảy máu mà quăng trúng vị thánh luôn. Cho nên bây giờ ngài trả cái nghiệp đó quý vị, trả cái nghiệp là cũng bị cái chân bị chảy máu, bị máu bầm như vậy, rồi bị mổ sống là sao. Là kiếp trước khi mà có một kiếp ngài làm vua á, rồi ngài có cái tánh là vui lắm, là thích là thấy cái hành hạ cái người già, thích hành hạ cái người già, thấy họ khổ cái thấy vui gì đó. Rồi có những lúc mà lấy cái dụng cụ làm cho người ta đau ở cái chân, cho nên bây giờ ngài bị cái quả báo vậy. Đức Phật mà cũng trả nghiệp mà. Nên mình thấy là cuộc đời của Đức Phật thì không ai có thể giết được Đức Phật, hại Đức Phật. Còn cái nghiệp mà ngài bị máu bầm ở chân á, Đề Bà Đạt Đa lăn đá đó, thì đó là nghiệp của ngài phải trả. Rồi Đề Bà Đạt Đa thì tạo nghiệp mới. Thì ở đây thưa quý vị, là Đề Bà Đạt Đa phạm vào thêm cái nghiệp là làm thân Phật chảy máu nữa. Trong thời Phật có một số vị nè, Đức Phật là số một trong tam giới trong trời đất rồi, cho nên người nào mà có ý xúc phạm ngài là thường quý vị biết là phạm vào cái tội đụng đến Phật là đất rút luôn quý vị. Tức là nặng nhất, mình nói theo đời là trời không dung, đất không tha.
Và nếu mà cái vị đó có còn tuổi thọ thì cũng thường đứt ngang tuổi thọ, đứt rút. Nói ví dụ như Đức Phật thuyết pháp có cái cô sinh cha đó, cổ ngoại đạo á, người ta nhờ cổ bắt đầu bỏ cái rổ trong bụng nè. Đức Phật đang thuyết pháp, cổ tới cổ nói ngài là tác giả, làm rúng động lên tới chư thiên luôn. Chư thiên tác động cho cái sợi dây trong nó rớt ra, rớt ra cái rổ. Thì sau này khi mà cổ đi ra khỏi tinh xá, cái là cái tội nặng quá, rút luôn, đất rút cổ luôn. Đề Bà Đạt Đa hại Phật, đất rút luôn. Hoặc là Vua Thiện Giác, Vua Thiện Giác quý vị biết không, cản đường Phật, Đức Phật nói trước luôn. Đến ngày thứ bảy, trong 7 ngày là ông sẽ bị đất rút luôn. Quý vị biết ông sợ, ông sợ tại vì ông là ông cản Phật, nhưng mà Phật nói ông sợ. Thì biết ông sợ rồi ông làm gì không? Ông cho lên chứ, ở cái tầng tuốt ở trên cao á, ông là vua mà, ông nói mọi người canh nha, cỡ nào cũng có cho tôi xuống hết nghe chưa. Thì quý vị biết không, ngày thứ năm, ngày thứ sáu trôi qua đến ngày thứ bảy, cái con ngựa của ổng, con ngựa trứng của ổng á, nó trứng lên, không có ai mà có thể thể làm cho nó yên được hết. Cái tự nhiên ổng quên, ổng chạy xuống, ổng chạy xuống đất, ổng sắp xếp con ngựa trứng đó cho nó yên đất luôn. Có nghĩa là đụng tới Phật là coi như là tội, những tội nặng nhất, đất rút luôn như vậy. Cho nên là cái tội thứ hai này á, là cái tội làm thân Phật chảy máu, là Đề Bà Đạt Đa phạm. Còn một số vị thì một người thì vu oan cho Phật, một người cản trở rồi xúc phạm đến Phật, tội nặng. Rồi cái tội nặng thứ ba là giết bậc thánh. Thì quý vị có nhớ câu chuyện hay kể có con tỳ kheo và con ngỗng không? Ngày tới ngày khất thực ở tại cái nhà đó đó, cái ông chồng đó ông không có nhận ra vấn đề cho nó kỹ, rồi cuối cùng á ông giết bậc thánh luôn. Thì sau của cái đời đó thì ông chồng đó ông đi xuống địa ngục đó. Hoặc là thời Phật, các quý vị có một câu chuyện rất là đau lòng mà thầy kể lại chút xíu nha. Thời Phật thì cái vị mà thần thông đệ nhất bên tăng á là thầy Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất bên ni là ai? Là Liên Hoa Sắc. Liên là gì? Là sen. Hoa là hoa, liên hoa là hoa sen, sắc đẹp như hoa sen. Cuộc đời của Liên Hoa Sắc nó liên quan đến hoa, nó mới bị cũng rất là đẹp. Mà cuộc đời của Liên Hoa Sắc là cả một chuỗi ngày bi kịch. Có dịp mà nó thầy giảng Liên Hoa Sắc cho quý vị. Bi kịch kinh khủng khiếp lắm. Thầy khuyến khích với Phật tử nào mà khổ á, mà khổ ơi là khổ nha, thứ nhất tìm cuộc đời của Ni sư Batakara. Khổ thứ hai đó, tìm cuộc đời của Ni sư Liên Hoa Sắc, hoặc là tìm cuộc đời khổ của Ni sư Sona cũng được. Cái khi mà nghe cuộc đời khổ của các ngài, mình nhìn nỗi khổ của mình chẳng thấm thí vào đâu hết chứ. Thầy nói thiệt, nhiều khi mình khổ quá mình thấy cuộc đời của các ngài còn khổ hơn, nhưng mà các ngài đi về với đạo. Thì tại sao mà có liên quan đến Liên Hoa Sắc, quý vị biết không? Trong một cái tiền kiếp á, có một câu chuyện lạ thế này nè quý vị. Là Liên Hoa Sắc có một lần là một cái người già thôi, một bà cụ già nghèo dữ lắm, nghèo ơi là nghèo. Thì đó, khi mà cúng dường cho bậc thánh á, bà rang cái bắp đó quý vị, cái hạt bắp để cúng dường cho bậc thánh, nó nghèo quá đâu có gì cúng đâu. Nhưng mà khi bà cúng mà gói trong cái lá sen mà cúng thì nó có liên quan đến sen. Thì bà mới nguyện á là mong cho con á là, và quý và thương cái vị Phật độc giác có kính lắm, mong cho con á là sau này có sinh được những đứa con như ngài, mà ngài là Phật độc giác, càng nhiều càng tốt. Mà trong cái duyên sau cái hộp bắp là 500 hạt. Sau này khi có một kiếp bà làm hoàng hậu, vua lấy bà về sinh ra quý vị. Cái chuyện bà sinh nó cũng lạ, nó cũng liên quan đến sen nữa nè. Khi mà sinh ra thì có một đứa con là từ trong bào thai thôi, là có một người con là bào thai thôi. Còn trong cái kia giống như là thắp xanh lúc mà người mẹ sinh ra, trong cái nhô ô ế của người mẹ lúc sinh ra như vậy đó quý vị. Thì có một cái đứa con là nó nằm trong bào thai như mình sinh thôi. Còn trong cái nhơ nhớp của người mẹ lúc sinh đó đó thì nó có 499 cái mầm sống. Nhưng mà có một điều đặc biệt là sau 499 mầm sống đó nuôi lớn lên, vị nào cũng đẹp trai, cũng hào tướng, cũng phong độ ấy. Mà đặc biệt vị nào cũng thích sen chứ. Con nhà nghèo chắc chết đói luôn. Thấy không? Đây là vui về vua thấy vua cũng sợ. Nhưng mà lớn lên các vị sau này đều tuyệt vời hết. Thì có một kiếp Liên Hoa Sắc liên quan đến sen như vậy đó. Thì sau này cuộc đời của bà liên quan đến sen rất nhiều. Có thần thông đệ nhất. Mà quý vị biết không, từ vì trước khi ngài đi tu là có một cái bà đi tu là có một người thanh niên đã giống như theo đuổi rồi, mà đi tu rồi khi mà chứng thánh rồi đó quý vị, vậy mà anh ta canh á, hãm hiếp luôn tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc. Mà trong khi Liên Hoa Sắc là người thần thông đệ nhất, thì diễn tả như vậy mình đặt câu hỏi là trời ơi, thần thông đệ nhất mà bây giờ ngài muốn bay đâu ngài bay đúng không,
Ngài muốn bay, Ngài muốn làm gì làm, mà tại sao lại để một người thanh niên hãm hiếp như vậy? Quý vị biết không, khi trọng nghiệp nó chỗ rồi, thần thông không dùng được. Phải sợ vậy đó. Quý vị có biết tại sao các bậc thánh của mình hoặc Đức Phật là không cho quý ngài dùng thần thông không? Rất ít trường hợp dùng thần thông, có chứ phải không có, mà ít lắm. Tại sao Đức Phật không cho dùng thần thông? Vì lòng từ bi. Tại sao vì lòng từ bi? Ví dụ như á, cái người chưa hiểu đạo á, người ta nhìn một người dùng thần thông thì người ta sẽ cho rằng ô, cái người này tu cao hay tu thấp, giỏi hay dở hay như thế nào đó là có thần thông hay không. Trong khi mục đích của đạo Phật là không phải cái đó. Mục đích của đạo Phật là đoạn phiền não, chứng các thánh quả, đắc được niết bàn, chứ không phải là chuyện thần thông. Cho nên nếu như mà các thầy ai có thần thông cũng dùng á, thì người ta nghĩ rằng cái chuyện tu cao thấp là ở thần thông, chứ không phải là ở cái chỗ mà đoạn trừ phiền não. Cho nên các ngài vì thương những người sau cho nên là không dùng thần thông. Tại vì dùng thần thông thì những người không dùng thần thông người ta nhìn bằng con mắt sao? Vì hay chưa, thấy thương chưa? Các ngài có thần thông mà các ngài không dùng là vì vậy đó. Khi mà Đức Phật mất, ngài Ca Diếp, ngài có thần thông chứ, ngài ào cái ngài đi về liền chứ, nhưng mà không, ngài đi bộ về. Chứ vì ngài mà dùng thần thông nữa, người ta nhìn ngài đi thần thông như vậy thì sau này người ta nghĩ Đức đệ tử Phật cao thấp là ở thần thông, chứ không phải là ở cái chuyện mà đoạn phiền não. Vì thấy thương các ngài chưa? Vì lòng từ bi mà không dùng thần thông. À, thưa quý vị là Ni sư Liên Hoa Sắc vậy đó, sau này một vị thần thông đệ nhất. Vậy mà cái trọng nghiệp ấy, anh thanh niên này á, sau khi mà hãm hiếp Liên Hoa Sắc xong thì cũng bị đất rút luôn. Nói chung đại ý mà liên quan cái gì mà quý vị hại hại vị thánh, hoặc giết vị thánh, hoặc là ngài Xá Lợi Phất với một Kiền Liên á, bị một vị là vu oan sao? Vu oan là thầy Xá Lợi Phất và thầy một Kiền Liên là ác dục, còn bị ác dục chi phối. Đức Phật khuyên lần thứ nhất không nghe, lần thứ hai không nghe, sau lần thứ ba xong, ngay cái chỗ ngồi luôn quý vị, ngay tức thì luôn chứ không có đợi lâu nghe, mọc lên những cái mục to nhỏ, to máu mủ ra rồi đất rút luôn. Cho nên nói chung là liên quan đến Đức Phật, các bậc thánh mà mình đụng vào á, thầy hay nói là đừng có đùa với lửa là như vậy đó. Các ngài mà biết đảnh lễ cung kính, trời ơi, cái phước mình gọi theo đời chút là phước tha hồ mà dùng nha. Còn mà cũng các ngài mà mình khởi cái ác tâm xúc phạm đến các ngài là thầy nói rồi, đi xuống luôn, đi xuống với tốc độ máy bay, tốc độ bàn thờ, nó vậy đó quý vị. Rồi đó là cái tội nặng thứ ba là giết bậc thánh, tội nặng thứ tư là giết cha. Thì cái người giết cha mà thường thường hay được kể đó là vua A Xà Thế. Quý vị biết đó, A Xà Thế có nghĩa là gì? Nghe thầy kể câu chuyện này để mình biết mình thương cha mình. A Xà Thế có nghĩa là kẻ thù chưa sanh. A Xà Thế có nghĩa là kẻ thù chưa có sanh. Mà tại sao ông vua này tên là A Xà Thế? Tại vì khi mà lúc đó, mẹ của ngài mang thai á, quý vị biết không? Rất là lạ. A Xà Thế là con của ngài hoàng hậu Vi Đề Hy, một người rất là đạo đức. Lúc mà mang thai, tự nhiên bà thèm máu quý vị. Và cái này là cái người mẹ lúc mang thai có ảnh hưởng đó nha. Đứa con mà nó có phước quá ảnh hưởng ngược lại mẹ, ví dụ như Đức Phật, Thái tử Tất Đạt Đa hoặc ngài Xí Vô Lý vậy đó, ảnh hưởng lại ngược người mẹ. Mà đứa con mà nó phước nó ít quá nghe, nó ảnh hưởng lại người mẹ luôn. Nó có ảnh hưởng, thầy giảng cho cái bài thai giáo á. Thì thưa quý vị là ngài A Xà Thế lúc mang thai bà mẹ thích uống máu, thích ngậm máu quý vị. Lạ vậy đó. Thì sau đó đó có những người xem tướng rất là giỏi để xem coi là tại sao cái đứa bé này trong bụng nó là gì mà kỳ lạ như vậy. Thì các mọi người xem tướng nói là đứa con này sau này nó sinh ra nó chiếm ngôi rồi nó giết vua luôn, nó giết cha nó luôn. Cha là vua Tần Bà Sa La. Mà bây giờ Tần Bà Sa La quý vị biết không, là bậc thánh rồi. Cho nên nó ông đâu có bỏ đứa con của ông đâu. Ông nói thôi sinh ra có gì giáo dục rồi hướng dẫn rồi cho nó biết Phật pháp này kia để chuyển. Quý vị biết sinh ra rồi á, A Xà Thế là không phải là vua cha á, không có nhường ngôi. Ông nói là ông nhường ngôi luôn quý vị. Nhưng mà nó lạ một điều này nè, biết là nhường ngôi vậy đó mà A Xà Thế còn giết cha luôn. Ông mới bắt vua cha á, là lúc này là ông kết hợp với Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa giống như mình nói, giống như là muốn Đức Phật giao cho cái tăng đoàn. Mà Đức Phật đâu có giao cho Đề Bà Đạt Đa, chưa có chứng thánh quả mà Đức Phật đâu có giao. Và còn A Xà Thế thì muốn chiếm ngôi, thì ông mới bắt vua cha á, nhốt trong ngục, không có cho ăn uống gì hết, cho chết ở trong vậy đó. Rồi á thì sau này đâu có cho ai thăm, cho mỗi hoàng hậu thăm thôi, Vi Đề Hy vô thăm. Thương quá không có gì ăn hết, hoàng hậu mới chét mật ong với sữa á, chét lên tóc nè, chét lên da, vô đó cho vua liếm mà sống. Thì sau này A Xà Thế biết luôn, không cho hoàng hậu thăm luôn là coi như chết đói. Thì trước khi giết ông vô lần cuối á,
ông cho người vô cạo sạch râu tóc mọi cái, tắm rửa cho vua. Vua tưởng ông quay đầu, ai ngờ sau khi mà cạo sạch râu tóc xong, cắt chân, gót chân luôn cho vua chết. Thì cũng là ác nghiệp của Tần Bà Sa La. Ác nghiệp có một kiếp đó, Tần Bà Sa La vào trong điện Phật không có tôn kính mà đi giày vào. Lỡ mà quý vị đi vô chánh điện mà lỡ mà mang giày dép thì thôi không nói nha, mà bị bất kính không thèm mở giày á đó. Nghe chuyện Tần Bà Sa La đi biết sợ. Nó những điều nho nhỏ thôi đó, mà nó trổ nghiệp, nó trổ như vậy đó quý vị, chứ không đơn giản đâu. Mà ở đây quý vị biết tại sao nha. Vua Tần Bà Sa La nói là cha sẽ nhường ngôi cho con, vậy mà ổng hấp tấp ổng giết sớm luôn. Cũng tại vì quý vị, trước là vua Tần Bà Sa La là chưa có con, mới đi xem thử coi là khi nào mới có con, thì nói khoảng thời gian đó nữa mới có. Và hỏi là ai là cái người đứa con quay vào, thì biết là có một cái ông đang tu ở trên đó, ông tu tiên, ông đó sẽ tái sanh quay lại làm con luôn. Mà khổ nỗi là đợi đến khi nào đó cái ông đó ổng chết đó thì mới quay lại làm con, mà đợi ổng lâu quá, qua bức tử ổng chết sớm. Thấy không, nó có nhân duyên hết đó, qua bức tử ổng chết sớm luôn. Thì chính vì ông chết sớm cho nên ông quay lại làm con sớm. Rồi bây giờ đó, cha nhường ngôi cho con nha. Dù biết là nhường rồi đó, bức tử cha chết sớm hơn. Thấy chưa, đời nó nhân nó quả hết. Cho nên quý vị học Phật Pháp, quý vị thấy nhân nó quả, sợ. Hôm nay nghe bài Pháp này sợ luôn mà. Đó thì A Xà Thế Phạm giết cha. Lúc này ông chưa có tỉnh đâu, thì ông thấy Đề Bà Đạt Đa đó qua sám hối với Phật, thấy cái cảnh đất rút xuống mới sợ. Sợ xong thì từ đó ông mới quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo xong á, thì từ đó trở đi quý vị biết là A Xà Thế á, thương Đức Phật lắm, thương Phật lắm. Khi nghe tin Phật mất, A Xà Thế xỉu. Vua đó đứng đầu thiên hạ mà thương Phật đến nỗi mà nghe Phật mất xỉu luôn. Tỉnh dậy, Phật mất rồi hả, xỉu lần thứ hai. Tỉnh dậy, nghe Phật mất rồi hả, xỉu lần thứ ba. Thấy không? Rồi sau này khi mà Phật mất, A Xà Thế là người mà hỗ trợ cho cái chuyện kết tập kinh điển lần đầu. Công đức quan lớn lắm. Thì có một lần Đức Phật thuyết cái bài kinh Sa Môn Quả. Khi Phật thuyết xong cái bài kinh đó, thì Phật mới nói với thầy như thế này: nếu như A Xà Thế không phạm vào tội giết cha, là vì ngũ nghịch rồi thì không thể chứng thánh được, thì ngay đây A Xà Thế đã chứng được sơ quả rồi. Tức là đáng lẽ đời trong cái bài pháp đó là A Xà Thế chứng được sơ quả rồi, nhưng vì ông đã phạm vào tội giết cha. Tuy nhiên là A Xà Thế biết hối lỗi, biết sám hối, và những cái công đức A Xà Thế làm nhiều kiếp ba la mật lành rồi đó, thì 60.000 năm nữa A Xà Thế sẽ trở thành một vị Phật độc giác. 60.000 năm nữa, Đức Phật đã nói rồi, 60.000 năm nữa. Còn hồi nãy Đề Bà Đạt Đa đó, thì Đề Bà Đạt Đa cũng sau này cũng thành một vị Phật độc giác. Đề Bà Đạt Đa đã làm xong hai con số chẵn là hai A Tăng Kỳ rồi. Còn 100.000 đại kiếp trái đất nữa thì Đề Bà Đạt Đa cũng thành Phật độc giác luôn, tức là thành thánh trong thời kỳ không còn Phật pháp. Còn A Xà Thế thì còn 60.000 năm nữa thôi. Cho nên quý vị thấy ông đã phạm vô năm tội ngũ nghịch rồi thì không thể chứng thánh, không thể chứng thiền. Đó, A Xà Thế là phạm giết cha là như vậy. Còn giết mẹ là kể chuyện của ai? Ngài Mục Kiền Liên. Trong đời của Ngài Mục Kiền Liên thì không có giết mẹ nghe. Trong đời của Ngài thì Ngài không có giết mẹ. Nhưng mà trong tiền kiếp của Ngài á, là có một kiếp á, là Ngài sống với mẹ. Sau khi cưới cô vợ về rồi thì bà mẹ bệnh, vừa bị mù rồi vừa nằm trên giường, lo hoài cho mẹ gánh nặng. Cho nên quý vị thấy không, mẹ thương con thì biển hồ lai láng, nước mắt chảy xuôi, khỏi ai dạy hết, tự thương. Còn đứa con á, nó mà thấy mẹ nó dạy đôi lúc nó gánh nặng. Cho nên quý vị thương con thì cứ thương, làm ơn thương mình giùm cái nha. Đó, đứa con nó có hiếu, nó biết đạo đức, nó lo cho mẹ. Chứ nó nằm chỗ nó, trời ơi má ơi sao má hành con quá má ơi, phải không? Một mẹ nuôi 10 con chứ 10 đứa con nuôi đâu có nổi một người mẹ đâu. Nó vậy đó quý vị. Mình con thương con mình đâu có tính, phải không? Còn nó tính với mình đó nha. Cái này thầy nói theo Phật Pháp, chứ không phải là đứa con nào cũng vậy. Nhưng mà tại vì á, quý vị nhớ là con thương mẹ nó phải bằng lý trí nó mới thương được. Còn mẹ thương con là lý trí cũng được, không biết. Nhưng mà luôn luôn là bản năng trước cái đã rồi tính sau. Khỏi ai dạy hết cũng thương con. Cho nên nó quý vị hiểu vậy á, thương chồng thương con, cứ lo cho chồng cho con cho trọn vẹn, nhưng mà phải dành cho mình nữa nha. Nó khổ vậy đó. Thì vì tình mẹ thương con đôi lúc nó làm ác nghiệp vì con luôn mà. Tính sao có lợi thì làm, không màng tội lỗi bị giam bị cầm đó. Đôi lúc vì con mình mà làm luôn á quý vị. Thì ở đây Mục Kiền Liên lúc đó đó, cô vợ nó thôi nên giết mẹ, chứ mẹ bây giờ mù rồi, bây giờ nằm vậy gánh nặng quá, đâu có giết mẹ được quý vị, thương mà.
Nhưng mà mưa dầm thấm đất, nói riết rồi anh nghe luôn. Bắt đầu đóng cái xe chở mẹ lên núi, giả mẹ mù mà đâu có thấy, dựng lên vở kịch, la lên có ăn cướp, rồi bỏ chạy, rồi bỏ mẹ trên núi cho mẹ chết luôn. Thì khi mà lên núi á, giả bộ hô to lên là có ăn cướp để kiếm cái cớ bỏ mẹ lại. Ai ngờ khi hô lên có ăn cướp, bà mẹ thương con mà, con ơi con chạy đi, con đừng lo cho mẹ, rồi cũng bỏ mẹ trên núi. Quý vị biết nhiều kiếp ngày một kiện liên xuống địa ngục nha. Có những kiếp làm người á, ngày 217 kiếp cái đầu vỡ làm 7 mảnh, 217 kiếp đầu vỡ làm 7 mảnh. Và cái kiếp cuối của ngài đó, khi mà ngài đã trả những ác nghiệp rồi, hoàn thành các ba la mật rồi, khi chứng thánh quả rồi, cuối đời cũng chết không toàn thây. Mình gọi là giống như là ở ngoài đời gọi là chết thảm á. Ngoài đạo nó giết ngài, nó canh, nó giết ngài, mà nó giết ngài nó còn băm ra nữa kìa, chứ không phải giết đơn giản đâu, tại vì nó sợ có thần thông. Mà trong khi một ác nghiệp đến là như vậy đó quý vị, thì ngài một kiện liên là giết mẹ. Cho nên đây là một cái tội nặng nhất trong đời. Thứ nhất là năm tội ngũ nghịch, xếp theo thứ tự là phá hợp tăng, làm phân Phật chảy máu, giết bậc thánh, giết cha và mẹ thì tính theo đạo đức, tính theo cái giới đức. Đó. Thì năm tội này, thứ nhất quý vị nhớ, nếu phạm vào thì đời hiện tại không thể đắc thiền, không thể đắc thánh, và chắc chắn kiếp sau phải là địa ngục cái đã. Còn trả bao nhiêu kiếp á thì tùy. Ví dụ như A Xà Thế đó quý vị, ông phạm vào cái tội giết cha xong, nhưng mà ông biết sám hối, rồi ông biết tàm quý, ông ghê sợ tội lỗi, ông quy y Tam Bảo, ông phạm rất nhiều điều thiện, thì cái nghiệp của ông nó giảm lại còn 6.000-10.000 năm thôi. 30.000 năm là nặng này, 30.000 năm ở cái địa ngục đó thành 60.000 năm, chứ còn không là còn lâu nữa. Đó là tội nặng thứ nhất trong đời. Tội nặng thứ hai trong đời đó là tà kiến cố định. Nghe cái này ra nè, nghe tội này quý vị mới thấy thật ra có nhiều người đang phạm vào cái thứ hai, tà kiến cố định. Tà kiến là cái gì? Tà kiến là cái nhìn sai lệch, cái nhìn sai lệch. Nhưng mà sai lệch nhẹ nhẹ thì chưa có được gọi là cố định đâu. Tà kiến cố định là nó trở thành một cái nếp nghĩ rồi, cái suy nghĩ của người đó cho như vậy rồi. Thì tà kiến cố định có ba, có ba cái mà quý vị chỉ cần dính vô một cái là coi như xong. Thực ra ba như là một thôi quý vị. Thứ nhất là vô quả kiến. Vô quả kiến tức là sao? Là cái nhìn của mình cho rằng cuộc đời không có quả của điều ác. Anh có làm ác cũng không có quả ác, anh có làm thiện cũng không có quả thiện gì hết trơn, không có quả. Ví dụ anh có làm ác cũng chẳng có tái sanh cõi nào, cõi xấu ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh gì hết trơn á. Anh có làm thiện đi chăng nữa, anh cũng chẳng có quả thiện, anh cũng chẳng có tái sanh cõi người, cõi trời gì hết trơn á. Không có tin có cái quả gì hết trơn, có lành gì hết trơn. Đó là vô quả kiến. Vô nhân kiến là làm sao? Mọi chuyện là tình cờ, mọi chuyện là ngẫu nhiên. Không tin rằng làm có cái nhân thiện để nó ra quả thiện, không tin rằng có cái nhân ác nó ra quả ác, mà mọi chuyện cuộc đời là tình cờ. Tình cờ ta gặp lại nhau là mình có tình cờ, phải không? Không có cái chuyện tình cờ, không có cái thầy có vừa rồi thầy có định soạn cái bài giảng tình cờ và định mệnh, bữa nào giảng bài đó nha. Tình cờ và định mệnh. Thì thưa quý vị á, thứ nhất là vô quả kiến, thứ hai là vô nhân kiến, thứ ba là vô hành kiến. Vô hành kiến là sao? Phủ nhận, không tin là có nhân thiện có quả thiện, không tin rằng có nhân ác có quả ác, không tin, không tin cảnh giới tái sanh. Nói chung là đại ý là gom hai cái kia lại là vô hành kiến. Rồi nói ra cái này là thấy, xét lại cuộc sống chúng ta thấy có nhiều người bị, đúng không? Có nghĩa là họ không tin có kiếp trước, không tin có kiếp sau, không tin có cảnh giới này cảnh giới kia, không tin có làm ác bị quả ác, không tin làm thiện có được quả thiện, không tin là làm ác và có những cảnh giới ác chờ đợi mình, không tin địa ngục ngạ quỷ súc sanh, không tin những cảnh giới lành hoặc những cảnh giới ác. Thưa quý vị, nếu người nào với cái tâm niệm như vậy nghe, thì địa ngục mở cửa rồi. Thì khi mà cái người có vô hành kiến, có người có tà kiến cố định này đó, thường sẽ có hai hạng người. Một là họ vẫn có cái tà kiến này nhưng mà họ không có phạm pháp luật, không phạm pháp luật nhưng mà họ vẫn có cái tà kiến này. Thì nói ví dụ nè, cái người mà hiểu á, họ có dám sát sanh rất nhiều không? Không, không đúng không? Nhưng mà cái người không, cái người mà có cái tà kiến này họ vẫn sát sanh nhưng mà họ không phạm pháp luật.
Có những cái họ sát sanh đó họ đâu phạm pháp luật đâu. Có những cái nghề họ làm rất ác, nhưng mà cái nghề đó không phạm pháp luật. À, có nghĩa là tà kiến nhưng họ không phạm pháp luật thôi, nhưng mà về đạo đức nhân quả là họ phạm rất là nặng. Thấy chưa? Thứ hai là có những người là có tà kiến nhưng mà họ vừa có tà kiến vừa phạm pháp luật nữa. Lập bè, lập đảng, trộm cắp, cướp của, giết người. Có nghĩa là vừa có tà kiến rồi, đâu có sợ nhân quả gì đâu, tội phước gì đâu, làm gì có chuyện nhân quả. Chết là hết, sống có một đời ngẫu nhiên thôi, có gì đâu. Rồi là họ tiếp tục phạm pháp luật nữa. Thấy chưa? Hai cái. Có nghĩa là thường sẽ có hai hạng người như vậy. Vậy bây giờ nè, bây giờ so sánh hai tội này, tội nào nặng hơn và nó giống và khác nhau ở chỗ nào. Nó có cái này quý vị. Nếu mà nói về cái thời gian trả những ác nghiệp nặng hơn, tà kiến cố định nặng hơn. Tại sao? Ví dụ như mình phạm vào một cái tội ngũ nghịch nào đó thì có cái thời gian hết trả cái nghiệp đó lên. Nhưng mà cái người tà kiến cố định nó cứ còn mãi, quý vị. Sợ chưa? Còn nặng hơn là cái tội, còn nặng hơn là cái tội mà ngũ nghịch nữa. Nhưng mà có một điều như thế này nè. Cái người mà họ có cái tà kiến cố định nhưng khi họ còn sống á, họ được một vị thiện tri thức nào đó hướng dẫn cho họ, dạy dỗ cho họ, họ ý thức ra, họ biết sám hối, họ biết quay đầu, họ biết làm điều thiện, họ biết ghê sợ tội lỗi, thì thưa quý vị, họ không có xuống địa ngục. À, và cũng có thể họ đắc thánh quả luôn. Ví dụ trường hợp là thời Phật có một ông tỉnh trưởng đó quý vị. Ông tỉnh trưởng này là ông không có tin đời trước đời sau, không có tin thiện ác tội phước gì hết. Thì có một lần đó có một vị tỳ kheo, ngài rất là giỏi, ngài rất là đức hạnh với cùng chư tăng về cái nơi đó. Thì người ta đi nghe pháp rất là đông. Ngài có một khả năng thuyết pháp để thu phục lòng người. Cách biện luận, cách thuyết pháp của ngài sau đó mà người ta hiểu rất là dễ. Thì khi ông tỉnh trưởng này đó, ông không có tin đâu, nhưng mà ông thấy người ta nghe tới đông quá thì ông tới ông nghe luôn. Khi ông nghe thì ông hiểu ra vấn đề. Ông hiểu ra vấn đề thì ông thay đổi cái quan niệm của ông. Ông biết ghê sợ tội lỗi, ông biết sám hối, rồi ông biết quy y Tam Bảo. Thì thưa quý vị, sau cái đời đó của ông á, ông được tái sanh là một vị chư thiên thiên nam ở cõi tứ đại thiên vương. Có nghĩa là quý vị hiểu không, là nếu mà trong cái đời đó đó, có nghĩa là cũng phạm cái tội đó, nhưng mà nếu trong đời đó được một người hướng dẫn để thay đổi được á, thì quý vị đó vẫn có thể tái sanh cảnh giới lành đó. Nó khác nhau ở chỗ đó nha. Nhưng mà riêng cái tội ngũ nghịch á, anh đã phạm rồi mà anh có được hướng dẫn giác ngộ cỡ nào đi chăng nữa thì kiếp sau cũng là địa ngục. Như vậy thấy nó khác nhau không? Nếu mà về mức độ nặng á nghe, lâu hơn thì tà kiến cố định, đúng không? Lâu hơn thì thằng tà kiến cố định nó lâu hơn. Nhưng mà cái anh mà tà kiến cố định á, trước khi anh mất á, mà anh giác ngộ được, anh quay đầu được, anh sám hối, anh có niềm tin nơi Tam Bảo, tin quả, tin nghiệp và quả của nghiệp, và anh sửa đổi, anh làm điều lành, thì anh có thể tái sanh cảnh giới lành. Nhưng mà cái anh nào mà phạm vô một trong năm tội ngũ nghịch rồi, thì cho dù anh có làm lành đi chăng nữa thì cái nhân nó vẫn còn chứ nó không có hết. Nhưng mà kiếp sau phải là địa ngục cái đã, rồi cái quả phước nó chỗ lúc khác. Đó, quý vị hiểu chưa? Rồi bây giờ mình ta nói ví dụ hai cái trường hợp nè. A Xà Thế thì giết cha, Đề Bà Đạt Đa thì làm thân Phật chảy máu. Vậy thầy hỏi quý vị nè, Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế có nhân duyên thiện căn rất lớn. Nói theo Phật pháp là người tam nhân đó, là người có thể đắc thiền đắc thánh. Tại sao? Tại vì trước khi Đề Bà Đạt Đa mà hại Phật á, thì Đề Bà Đạt Đa đã đắc thiền và thần thông rồi. Một người tam nhân mới có thể đắc thiền đắc thánh, đắc thiền đắc thần thông được nghe quý vị nghe, đắc thánh nữa. Thì Đề Bà Đạt Đa có khả năng đắc thiền đắc thần thông đắc thánh, và ông đã đắc thiền và đắc thần thông rồi, chưa đắc thánh thôi. A Xà Thế cũng là người tam nhân, có thể đắc thánh được không? Được luôn. Nhưng mà đã phạm vào tội giết cha. Đề Bà Đạt Đa đã phạm vào tội làm thân Phật chảy máu, tức là một con người có thiện căn lớn như vậy đó quý vị. Nhưng mà rồi khi phạm vào cũng thua. Thì quý vị đặt lại câu hỏi đi, mình là người như thế nào? Có được như quý ngài chưa? Thì tương lai của mình không dám chắc điều gì hết. Không dám chắc điều gì hết quý vị. Cho nên thầy nói hôm nay thầy giảng cái bài này để mình sợ là vậy mà. Hình ráng coi nha. Có những người quý vị đến hôm nay thầy biết, có những người không tin đời trước đời sau. Sư ơi, con nói thiệt, sư giảng chứ con không có tin. Sư chứng minh cho con có đời trước đời sau đi, rồi con tin. Thì ông chứng minh không có thì tôi tin ông. Nó vậy đó quý vị. Quý vị mà có thiện duyên rồi, quý vị thấy đời trước đời sau, mình tin Phật,
Rồi bắt đầu mình thấy những chuyện đời thường, chẳng qua người đó chưa được tiếp chuyện đời thường, có nhiều chuyện họ nói đó quý vị. Để mà thuyết phục một người mà thay đổi cái tà kiến cố định khó lắm nha. Cho nên thầy rất mong quý vị là tại sao mà Phật Pháp có mặt là như vậy đó, là đang dành cho những người đang có cái tà kiến này nè. Đức Phật là người mà trong kinh điển thường tán thán Ngài là gì? Là người đã dựng lại những gì đã bị ngã, là người đã khai mở ra những gì đã bị che khuất lấp lâu nay, là người đã đem ánh sáng vào nơi tối tăm cho người có mắt có thể nhìn thấy đường, là người hướng dẫn cho người ta lạc đường, đi đúng đường. Nó thì Phật Pháp có mặt ở cuộc đời là như vậy. Là quý thầy đệ tử của Đức Phật, các vị thánh đệ tử, hoặc hôm nay quý thầy quý chư tôn đức giảng pháp là cũng như vậy đó. Quý vị hiểu rồi, có chánh kiến rồi thì quá tuyệt vời, vì tiếp tục tu. Còn có những người á, họ chưa hiểu điều này. Một là họ chưa có gặp duyên, họ chưa có gặp duyên, chưa có ai giảng để khai thị cho họ hiểu cái điều này. Và biết đâu đó những cái lời giảng của mình đó có thể hiểu, họ quay đầu, chứ nên họ dính vô cái tà kiến này, họ chấp vào cái tà kiến này mà đến lúc chết là quý vị thấy không, tội còn nặng hơn ngủ vô gián nữa. Nhưng mà nếu cái tội này trước khi anh nhắm mắt mà anh thay đổi được, anh biết quy y, anh biết sám hối, anh ghê sợ tội lỗi dừng lại, thì vẫn có thể tái sanh cảnh giới lành đó. Đó, hôm nay thầy giảng cái bài này để mong quý vị sợ nghe, ráng nhớ lưu lại hai cái chính, năm tội ngũ nghịch và tà kiến cố định. Thôi thầy kết thúc bài pháp ở đây. Ai hỏi rằng quý vị là cuộc đời này những cái ác nghiệp nào, những cái tội nào là nặng nhất, thì quý vị trả lời có hai. Nghiệp thì muôn trùng lắm, vô số cái ác nghiệp, nó nhiều cái ác nghiệp lắm, nhưng trong đó có hai ác nghiệp nặng nhất. Ráng nhớ để đừng bao giờ phạm vào. Tại vì một khi mình phạm vào là cửa địa ngục mở ra. Cửa địa ngục là chắc chắn mở ra luôn, chứ không có nói là chắc xuống địa ngục nữa, mà nếu phạm là địa ngục luôn. Thì tội nặng thứ nhất á, là năm tội ngũ nghịch. Tội nặng thứ nhất là năm tội ngũ nghịch. Thì lát đây thầy sẽ nói năm tội ngũ nghịch là gì. Tội nặng thứ hai là tà kiến cố định. Ráng nhớ. Lâu nay thì trong các bài giảng thầy hay nói về năm tội ngũ nghịch. Nay thầy nói còn cái tội còn nặng hơn ngũ nghịch nữa là tà kiến cố định. Bây giờ ráng học thuộc giùm thầy mấy cái từ này coi. À, bây giờ thầy hỏi nè, trong đời có hai ác nghiệp, hay còn gọi là hai cái tội mà nặng nhất, thì tội thứ nhất là gì? Nói lại giùm thầy, tội thứ nhất là gì? Năm tội ngũ nghịch, năm tội nha. Tội thứ nhất thì trong cái tội nhất thứ nhất đó nó có năm cái nè, năm hay gọi là ngũ nghịch trọng tội. Tội thứ hai là gì? Tà kiến cố định. Tà kiến mà nó cố định rồi, tức là nó thành xương, thành máu, nó thành tư duy, thành nếp nghĩ của mình rồi. Và đến chết luôn mà mình vẫn nghĩ như vậy là cửa ác đạo mở ra. Thì bây giờ thầy sẽ phân tích từng cái một nha, từng cái một. Cái đầu tiên, cái tội nặng nhất đầu tiên. Rồi sau khi thầy phân tích xong á, rồi phân tích coi hai cái này cái nào nặng hơn nữa nè. Nào, bây giờ mình phân tích cái đầu tiên là năm tội ngũ nghịch. Năm tội ngũ nghịch là quý vị còn nhớ không? Thầy nói hoài trong các bài pháp. Thứ nhất, giết cha. Thứ hai, giết mẹ. Thứ ba, giết bậc thánh. Thứ tư, thân Phật chảy máu. Và thứ năm, phá hoại hợp tăng. Thì năm tội này là nếu ai phạm vào một trong năm tội thôi nha, chứ không cần phạm năm tội, mà một trong năm tội thôi, thì chắc chắn kiếp sau là địa ngục. Một người á, một người khi mà phạm vào một trong năm tội này thì chắc chắn đời này không có đắc thiền đắc thánh. Và người mà phạm vào năm tội này thì chắc chắn kiếp sau là địa ngục, rồi chả khi nào hết dưới địa ngục thì mới tính tiếp. Thứ hai, nếu mà một vị thánh rồi thì chắc chắn không bao giờ phạm những tội này. Thì nói lại nha, người mà phạm vào tội này chỉ cần một tội thôi trong năm tội ngũ nghịch thì không bao giờ đắc thiền đắc thánh. Mà một vị đã phạm là chắc chắn kiếp sau là địa ngục. Và một vị đã là thánh sơ quả rồi thì chắc chắn không bao giờ phạm vào một trong năm tội này. Còn chúng ta chưa chứng thánh thì không biết chuyện gì ngày mai đâu. Kinh khủng vậy, lỡ một lúc nào đó mình điên, mình khùng lên, hoặc là mình cái gì cái không nói được đâu quý vị. Thì ở đây á, giờ thầy đố quý vị, trong năm tội ngũ nghịch này, tội nào nặng nhất trong năm tội? Ai biết không? Trong năm tội ngũ nghịch này, tội nặng nhất là phá hoại hợp tăng.
phá hoa hợp tăng á, là chia rẽ tăng đoàn, làm cho chia rẽ làm hai, mà ít nhất một phải ít nhất phải là phải chia ra làm hai và sinh hoạt Phật sự riêng hết, mình chia rẽ tăng đoàn là tội nặng nhất, tại vì ảnh hưởng đến bao nhiêu thế hệ sau này nữa. Tội nặng nhất là phá hoa hợp tăng. Tội thứ hai là thân Phật chảy máu. Tội thứ ba giết bậc thánh. Còn tội thứ tư, thứ năm á, là giết cha với mẹ. Thì cha với mẹ á, là mình phải tính thế này: cha giết cha với giết mẹ ai nặng hơn, thì mình phải coi là cha và mẹ ai có phước, ai có phước đức hơn, ai có giới đức hơn. Thì nếu người cha người mẹ mà phước đức của người cha nhiều hơn thì giết cha nặng hơn, nếu người mẹ phước đức giới đức nhiều hơn thì giết mẹ tội nặng hơn, còn nếu mà cha với mẹ phước đức ngang nhau thì giết mẹ nặng hơn. Nhớ chưa? Đó, thứ nhất là phá hoại hợp tăng, thứ hai thân Phật chảy máu, thứ ba giết bậc thánh, thứ tư thì cha với mẹ thì mình tính theo cái giới đức nha. Còn nếu mà giới đức hoặc là cha mẹ không có giới đức thì giết mẹ tội nặng hơn. Đây gọi là năm tội ngũ nghịch, nếu phạm vào thì chắc chắn kiếp sau là địa ngục. Khi nào trả hết chứ địa ngục rồi bắt đầu mình lên mình tính tiếp, chứ còn kiếp sau phải là địa ngục. Và nếu mà người nào đắc chứng phạm vào tội này thì đời này không thể đắc thiền đắc thánh được. Bây giờ thầy phân tích từ cái tội nặng nhất trở xuống nha. Tội thứ nhất là phá hoại hợp tăng. Thời Phật ai phá hoại hợp tăng? Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa phạm một lần hai tội luôn. Tội nào với tội nào quý vị? Thứ nhất là phá hoại hợp tăng. Tội thứ hai là gì? Làm thân Phật chảy máu. Hai tội nặng nhất Đề Bà Đạt Đa phạm luôn. Quý vị biết không, Đề Bà Đạt Đa trước khi mà Đề Bà Đạt Đa là người xuất gia đó mà hại Phật như vậy, tức là trước khi mà Đề Bà Đạt Đa có những cái tâm ý mà phạm vào những ác nghiệp vậy, thì Đề Bà Đạt Đa chưa có chứng thánh thôi, nhưng mà ông được chứng thiền, ông có thần thông, và chính vì cái biểu hiện thần thông của ông á, cho nên ông nhiếp phục được vua A Xà Thế. A Xà Thế thì lát nữa thầy kể là giết cha. Còn Đề Bà Đạt Đa dùng thần thông thu phục A Xà Thế, rồi giống như là được gọi là bên đức vua ủng hộ, rồi lợi dưỡng, cung kính lợi dưỡng rất là nhiều. Và sau này quý vị, cuối đời của Đề Bà Đạt Đa khi mà phạm vào cái tội phá hoa hợp tăng với lại mà thân Phật chảy máu đó, thì Đề Bà Đạt Đa là mất hết cái phước và mất định luôn, mất thiền định luôn. Thì cuối đời của Đề Bà Đạt Đa thì bệnh nằm trên giường. Thì Đề Bà Đạt Đa mới nhờ đệ tử là thỉnh tới, lúc này ông hối lỗi rồi. Ông mới hối lỗi, ông nhờ đệ tử là thỉnh tới Đức Phật và để ông sám hối. Thì sau khi mà ông sám hối với Đức Phật xong á, thì con xin quy y Phật, con xin quy y Phật, con xin sám hối trước Đức Thế Tôn. Thì sau đó là ông bị đất rút luôn, tức là cái nghiệp nặng quá nặng. Trong kinh diễn tả có một số trường hợp là đất diễn tả là đất nứt ra và rút xuống luôn. Đề Bà Đạt Đa là một trong những người phạm tội nặng nhất là tội mà phá hoa hợp tăng. Phá hoa hợp tăng không phải là ví dụ mình vô ngôi chùa này mình nói xấu thầy này, cái nói xấu thầy kia, làm hai thầy không nhìn nhau, cái đó chưa phá hoa hợp tăng đâu. Chưa đủ để phạm tội thành tội phá hoa hợp tăng. Coi vậy chứ phá hoa hợp tăng không phải dễ. Thì có thể hai thầy xích mích nhau mình cũng làm cái tội chia rẽ rồi, nhưng mà để gọi là phá hoa hợp tăng á, là một đoàn thể tăng chia ra làm hai, mà làm hai đều là hai bên đều là thành một đoàn thể tăng nữa, thấy không, là làm các Phật sự riêng hết, không có làm chung, thì mới thành phá hoa hợp tăng. Nặng nhất trong năm tội đó quý vị. Đó là Đề Bà Đạt Đa. Tội thứ hai là giết, làm thân Phật chảy máu. Quý vị biết không, tại sao không nói giết Phật? Tại vì không ai có thể giết được Phật. Không ai có thể giết được Phật. Đức Phật có bốn điều mà không ai có thể sang đạt được nè quý vị. Điều thứ nhất đó là, đó là hào quang của Ngài. Hào quang của Ngài là sáng nhất, không có hào quang của ai có thể sáng hơn hào quang của Đức Phật. Thứ hai là thức ăn. Thức ăn mà quý vị đã tác ý cúng dường cho Phật là của Phật rồi đó nha, là cỡ nào cũng không có bị mất hết. Chứ quý vị coi thức ăn tài sản của mình, nó thường thường nó bị mất là Đức Phật gọi là năm nhà, là lửa cháy, nước trôi, con hư, trộm cắp, và rồi hoặc là nếu không có thì hoặc có những người không có con thì xung vào công quỷ luôn, hoặc là đóng thuế ví dụ vậy, thì nó đi vào những cái đường đó. Nhưng mà thức ăn đó mà đã cúng cho Phật rồi thì không có ai lấy được hết. Và có động đất, có núi lửa, hay là có cỡ nào đi chăng nữa, lũ lụt đi chăng nữa, thì thức ăn của Phật là của Phật.
Một con người có phước đức vậy đó, làm hào quang nè, thức ăn nè, rồi cái gì nữa ha, lâu cái tự nhiên thầy quên, hào quang nè, thức ăn nè, rồi tánh mạng của Phật. Tánh mạng của Phật là không ai có thể giết Phật được hết, không ai có thể mà giết được Đức Phật. Thì cái trường hợp của Đề Bà Đạt Đa á, là Đề Bà Đạt Đa khi mà thả lăn những hòn đá xuống để hại Phật các quý vị, thì những hòn đá trong lúc nó lăn xuống á, thì nó có một cái mảnh á, nó văng ra và nó văng xuống trúng ngón chân Đức Phật, là không có chảy máu luôn, chỉ có máu bầm thôi chứ không có chảy máu. Thân Phật không ai làm chảy máu được luôn. Nhưng mà sau đó thì Đức Phật cho phép Jivaka là thần y đó mổ sống cho Đức Phật, là Đức Phật cho phép thì mới mổ lấy cái máu bầm nó ra là mổ sống. Thì đây là nghiệp của Phật. Trong quá khứ có một vị thánh đi khất thực á, ngài đưa con giỡn chơi, ngài lấy hòn đá ngài quăng vô chân của vị thánh, rồi ngài bị chảy máu mà quăng trúng vị thánh luôn. Cho nên bây giờ ngài trả cái nghiệp đó quý vị, trả cái nghiệp là cũng bị cái chân bị chảy máu, bị máu bầm như vậy, rồi bị mổ sống là sao. Là kiếp trước khi mà có một kiếp ngài làm vua á, rồi ngài có cái tánh là vui lắm, là thích là thấy cái hành hạ cái người già, thích hành hạ cái người già, thấy họ khổ cái thấy vui gì đó. Rồi có những lúc mà lấy cái dụng cụ làm cho người ta đau ở cái chân, cho nên bây giờ ngài bị cái quả báo vậy. Đức Phật mà cũng trả nghiệp mà. Nên mình thấy là cuộc đời của Đức Phật thì không ai có thể giết được Đức Phật. Đức Phật. Còn cái nghiệp mà ngài bị máu bầm ở chân á, Đề Bà Đạt Đa lăn đá đó, thì đó là nghiệp của ngài phải trả. Rồi Đề Bà Đạt Đa thì tạo nghiệp mới. Thì ở đây á, thưa quý vị, là Đề Bà Đạt Đa phạm vào thêm cái nghiệp là làm thân Phật chảy máu nữa. Trong thời Phật có một số vị nè, Đức Phật là số 1 trong tam giới trong trời đất rồi, cho nên người nào mà có ý xúc phạm ngài là thường quý vị biết là phạm cho cái tội đụng đến Phật là đất rút luôn quý vị, tức là nặng nhất. Mình nói theo đời là trời không dung, đất không tha. Và nếu mà cái vị đó có còn tuổi thọ thì cũng thường đứt ngang tuổi thọ, đất rút. Nói ví dụ như Đức Phật thuyết pháp có cái cô Xin Cha đó, cổ ngoại đạo á, người ta nhờ cổ bắt đầu bỏ cái rổ trong bụng nè. Đức Phật đang thuyết pháp, cổ tới cổ nói ngài là tác giả, làm rúng động lên tới chư thiên luôn. Chư thiên tác động cho cái sợi dây trong nó rớt ra, rớt ra cái rổ. Thì sau này khi mà cổ đi ra khỏi tinh xá, cái là cái tội nặng quá, rút luôn, đất rút cổ luôn. Đề Bà Đạt Đa hại Phật, đất rút luôn. Hoặc là Vua Thiện Giác, Vua Thiện Giác quý vị biết không, cản đường Phật, Đức Phật nói trước luôn, đến ngày thứ bảy, trong 7 ngày là ông sẽ bị đất rút luôn. Quý vị biết ông sợ, tại vì ông là ông cản Phật, nhưng mà Phật nói ông sợ. Lại biết ông sợ rồi ông làm gì không? Ông cho lên chứ, ở cái tầng tuốt ở trên cao á, ông là vua mà, ông nói mọi người canh nha, cỡ nào cũng có cho tôi xuống hết nghe chưa. Thì quý vị biết không, ngày thứ 5, ngày thứ 6 trôi qua đến ngày thứ 7, cái con ngựa của ổng, con ngựa trứng của ổng á, nó trứng lên, không có ai mà có thể làm cho nó yên được hết. Cái tự nhiên ổng quên, ổng chạy xuống đất, ổng sắp xếp con ngựa trứng đó cho nó yên đất luôn. Có nghĩa là đụng tới Phật là coi như là tội, những tội nặng nhất, đất rút luôn như vậy. Cho nên là cái tội thứ hai này á, là cái tội làm thân Phật chảy máu, là Đề Bà Đạt Đa phạm. Còn một số vị thì một người thì vu oan cho Phật, một người cản trở rồi xúc phạm đến Phật, tội nặng. Rồi cái tội nặng thứ ba là giết bậc thánh. Thì quý vị có nhớ câu chuyện hay kể có con tỳ kheo và con ngỗng không? Ngày tới ngày khất thực ở tại cái nhà đó, cái ông chồng đó ông không có nhận ra vấn đề cho nó kỹ, rồi cuối cùng ông giết bậc thánh luôn. Thì sau của cái đời đó thì ông chồng đó ông đi xuống địa ngục đó. Hoặc là thời Phật có quý vị có một câu chuyện rất là đau lòng mà thầy kể lại chút xíu nha. Thời Phật thì cái vị mà thần thông đệ nhất bên Tăng á là thầy Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất bên Ni là ai? Là Liên Hoa Sắc. Liên Hoa Liên là gì? Là sen. Hoa là hoa, Liên Hoa là hoa sen, sắc đẹp như hoa sen. Cuộc đời của Liên Hoa Sắc nó liên quan đến hoa nó mới bị cũng rất là đẹp. Mà cuộc đời của Liên Hoa Sắc là cả một chuỗi ngày bi kịch. Có dịp mà nó thầy giảng Liên Hoa Sắc cho quý vị, bi kịch kinh khủng khiếp lắm. Thầy khuyến khích với Phật tử nào mà khổ á, mà khổ ơi là khổ nha, thứ nhất tìm cuộc đời của Ni sư Batakara. Khổ thứ hai đó, tìm cuộc đời của Ni sư Liên Hoa Sắc, hoặc là tìm cuộc đời khổ của Ni sư Sona cũng được.
Cái khi mà nghe cuộc đời khổ của các ngài, mình nhìn nỗi khổ của mình chẳng thấm thía vào đâu hết chứ. Thầy nói thiệt, nhiều khi mình khổ quá mình thấy cuộc đời của các ngài còn khổ hơn, nhưng mà các ngài đi về với đạo. Thì tại sao mà có liên quan đến liên hoa sắc, quý vị biết không? Trong một cái tiền kiếp á, có một câu chuyện lạ thế này nè quý vị. Là liên hoa sắc có một lần là một cái người già thôi, một bà cụ già nghèo dữ lắm, nghèo ơi là nghèo. Thì đó, khi mà cúng dường cho bậc thánh á, bà rang cái bắp đó quý vị, cái hạt bắp để cúng dường cho bậc thánh, nghèo quá đâu có gì cúng đâu. Nhưng khi mà cúng mà gói trong cái lá sen mà cúng, thì nó có liên quan đến sen. Thì bà mới nguyện là mong cho con đó là, và quý và thương cái vị Phật độc giác có kính lắm, mong cho con đó là sau này có sinh được những đứa con như ngài, mà ngài là Phật độc giác, càng nhiều càng tốt. Mà trong cái duyên sau cái hộp bắp 500 hạt. Sau này khi có một kiếp bà làm hoàng hậu, vua lấy bà về sinh ra quý vị. Cái chuyện bà sinh nó cũng lạ, nó cũng liên quan đến sen nữa nè. Khi mà sinh ra thì có một đứa con là từ trong bào thai thôi, là có một người con là bào thai thôi. Còn trong cái kia giống như là thắp xanh lúc mà người mẹ sinh ra, trong cái nhô ô ế của người mẹ lúc sinh ra như vậy đó quý vị, thì có một cái đứa con là nó nằm trong bào thai như mình sinh thôi. Còn trong cái nhơ nhớp của người mẹ lúc sinh đó đó, thì nó có 499 cái mầm sống. Nhưng mà có một điều đặc biệt là sau 499 mầm sống đó nuôi lớn lên, vị nào cũng đẹp trai, cũng hào tướng, cũng phong độ đó. Mà đặc biệt vị nào cũng thích sen chứ. Con nhà nghèo chắc chết đói luôn, thấy không? Đây là vui về vua thấy vua cũng sợ. Nhưng mà lớn lên các vị sau này đều tuyệt vời hết. Thì có một kiếp liên hoa sắc liên quan đến sen như vậy đó. Thì sau này cuộc đời của ai liên quan đến sen rất nhiều. Có thần thông đệ nhất, mà quý vị biết không? Từ vì trước khi ngài đi tu là có một cái bà đi tu là có một người thanh niên đã giống như theo đuổi rồi, mà đi tu rồi khi mà chứng thánh rồi đó quý vị. Vậy mà anh ta canh á, hãm hiếp luôn tỳ kheo ni liên hoa sắc. Mà trong khi liên hoa sắc là người thần thông đệ nhất, thì diễn tả như vậy mình đặt câu hỏi là trời ơi, thần thông đệ nhất mà bây giờ ngài muốn bay đâu ngài bay, đúng không? Ngài muốn bay, ngài muốn làm gì làm, mà tại sao lại để một người thanh niên hãm hiếp như vậy? Quý vị biết không, khi trọng nghiệp nó chỗ rồi, thần thông không dùng luôn. Phải sợ vậy đó. Quý vị có biết tại sao các bậc thánh của mình hoặc Đức Phật là không cho quý ngài dùng thần thông không? Rất ít trường hợp dùng thần thông, có chứ không phải không có, mà ít lắm. Tại sao Đức Phật không cho dùng thần thông? Vì lòng từ bi. Tại sao vì lòng từ bi? Ví dụ như á, cái người chưa hiểu đạo á, người ta nhìn một người dùng thần thông thì người ta sẽ cho rằng ô, cái người này tu cao hay tu thấp, giỏi hay dở hay như thế nào, đó là có thần thông hay không. Trong khi mục đích của đạo Phật là không phải cái đó. Mục đích của đạo Phật là đoạn phiền não, chứng các thánh quả, đắc được niết bàn, chứ không phải là chuyện thần thông. Cho nên nếu như mà các thầy ai có thần thông cũng dùng á, thì người ta nghĩ rằng cái chuyện tu cao thấp là ở thần thông, chứ không phải là ở cái chỗ mà đoạn trừ phiền não. Cho nên các ngài vì thương những người sau cho nên là không dùng thần thông. Tại vì dùng thần thông thì những người không dùng thần thông người ta nhìn bằng con mắt sao? Vì hay chưa, thấy thương chưa? Các ngài có thần thông mà các ngài không dùng là vì vậy đó. Khi mà Đức Phật mất, ngài Ca Diếp ngài có thần thông chứ, ngài ào cái ngài đi về liền chứ, nhưng mà không, ngài đi bộ về. Chứ vì ngài mà dùng thần thông nữa, người ta nhìn ngài đi thần thông như vậy thì sau này người ta nghĩ Đức đệ tử Phật cao thấp là ở thần thông, chứ không phải là ở cái chuyện mà đoạn phiền não. Quý vị thấy thương các ngài chưa? Vì lòng từ bi mà không dùng thần thông. Thưa quý vị là ni sư liên hoa sắc rồi đó, sau này một vị thần thông đệ nhất. Vậy mà cái trọng nghiệp ấy, anh thanh niên này á, sau khi mà hãm hiếp liên hoa sắc xong thì cũng bị đất rút luôn. Nói chung đại ý mà liên quan cái gì mà quý vị hại vị thánh, hoặc giết vị thánh, hoặc là ngài Xá Lợi Phất với một kiền liên á, bị một vị là vu oan sao? Vu oan là thầy Xá Lợi Phất và thầy một kiền liên là ác dục, còn bị ác dục chi phối. Đức Phật khuyên lần thứ nhất không nghe, lần thứ hai không nghe, sau lần thứ ba xong ngay cái chỗ ngồi luôn quý vị, ngay tức thì luôn chứ không có đợi lâu nghe, mọc lên những cái mục to nhỏ, to máu mủ ra rồi đất rút luôn. Cho nên nói chung là liên quan đến Đức Phật, các bậc thánh mà mình đụng vào á, thầy hay nói là đừng có đùa với lửa là như vậy đó. Các ngài mà biết đảnh lễ cung kính, trời ơi cái phước mình gọi theo đời chút là phước tha hồ mà dùng nha. Còn mà cũng các ngài mà mình khởi cái ác tâm xúc phạm đến các ngài là thầy nói rồi, đi xuống luôn, đi xuống với tốc độ máy bay, tốc độ bàn thờ, là nó vậy đó quý vị. Rồi đó là cái tội nặng thứ ba là giết bậc thánh, tội nặng thứ tư là giết cha. Thì cái người giết cha mà thường thường hay được kể đó là vua A Xà Thế. Quý vị biết A Xà Thế,
A xà thế có nghĩa là gì? Nghe thầy kể câu chuyện này để mình biết mình thương cha mình. A xà thế có nghĩa là kẻ thù chưa sanh. A xà thế có nghĩa là kẻ thù chưa có sanh. Mà tại sao ông vua này tên là A xà thế? Tại vì khi mà lúc á, mẹ của ngài mang thai á, quý vị biết không? Rất là lạ. A xà thế là con của ngài hoàng hậu Vi Đề Hy, một người rất là đạo đức. Lúc mà mang thai, tự nhiên bà thèm máu quý vị. À, cái này là cái người mẹ lúc mang thai có ảnh hưởng đó nha. Đứa con mà nó có phước quá ảnh hưởng ngược lại mẹ, ví dụ như Đức Phật, Thái tử Tứ Đạt Đa hoặc ngài Sivali vậy đó, ảnh hưởng lại ngược người mẹ. Mà đứa con mà nó phước nó ít quá nghe, nó ảnh hưởng lại người mẹ luôn, nó có ảnh hưởng. Thầy giảng cho cái bài thai giáo á, thì thưa quý vị là ngài A Xà Thế lúc mang thai bà mẹ thích uống máu, thích ngậm máu vậy, lạ vậy đó. Thì sau đó đó là có những người xem tướng rất là giỏi để xem coi là tại sao cái đứa bé này trong bụng nó là gì mà kỳ lạ như vậy. Thì các mọi người xem tướng nói là đứa con này sau này nó sinh ra nó chiếm ngôi rồi nó giết vua luôn, nó giết cha nó luôn. Cha là vua Tần Bà Sa La, mà bây giờ Tần Bà Sa La quý vị biết không là bậc thánh rồi, cho nên nó ông đâu có bỏ đứa con của ông đâu. Ông nói thôi sinh ra có gì giáo dục rồi hướng dẫn rồi cho nó biết Phật pháp này kia để chuyển. Quý vị biết sinh ra rồi á, A Xà Thế là không phải là vua cha á, không có nhường ngôi. Ông nói là ông nhường ngôi luôn quý vị. Nhưng mà nó lạ một điều này nè, biết là nhường ngôi vậy đó mà A Xà Thế còn giết cha luôn. Ông mới bắt vua cha á, là lúc này là ông kết hợp với Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa giống như mình nói, giống như là muốn Đức Phật giao cho cái tăng đoàn. Mà Đức Phật đâu có giao cho Đề Bà Đạt Đa, chưa có chứng thánh quả mà Đức Phật đâu có giao. Và còn A Xà Thế thì muốn chiếm ngôi, thì ông mới bắt vua cha á, nhốt trong ngục, không có cho ăn uống gì hết, cho chết ở trong vậy đó. Rồi á thì sau này đâu có cho ai thăm, cho mỗi hoàng hậu thăm thôi. Vi Đề Hy vô thăm, thương quá không có gì ăn hết, hoàng hậu mới chét mật ong với sữa á, chét lên tóc nè, chét lên da, vô đó cho vua liếm mà sống. Thì sau này A Xà Thế biết luôn, không cho hoàng hậu thăm luôn là coi như chết đói. Thì trước khi giết ông vô lần cuối á, ông cho người vô cạo sạch rau tóc mọi cái, tắm rửa cho vua. Vua tưởng ông quay đầu, ai ngờ sau khi mà cạo sạch rau tóc xong cắt chân, gót chân luôn cho vua chết. Thì cũng là ác nghiệp của Tần Bà Sa La. Ác nghiệp có một kiếp á, Tần Bà Sa La vào trong điện Phật không có tôn kính mà đi giày vào. Lỡ mà quý vị đi vô chánh điện mà lỡ mà mang giày dép thì thôi không nói nha, mà vì bất kính không thèm mở giày á đó. Nghe chuyện Tần Bà Sa La đi biết sợ. Nó những điều nhỏ nhỏ thôi đó mà nó trổ nghiệp, nó trổ như vậy đó quý vị, chứ không đơn giản đâu. Mà ở đây quý vị biết tại sao nha. Vua Tần Bà Sa La nói là cha sẽ nhường ngôi cho con, vậy mà ổng hấp tấp ổng giết sớm luôn. Cũng tại vì quý vị, trước á, là vua Tần Bà Sa La là chưa có con, mới đi xem thử coi là khi nào mới có con, thì nói khoảng thời gian đó nữa mới có. Và hỏi là ai là cái người đứa con quay vào, thì biết là có một cái ông đang tu ở trên đó, ông tu tiên. Ông đó sẽ tái sanh quay lại làm con luôn. Mà khổ nỗi là đợi đến khi nào đó cái ông đó không chết đó thì mới quay lại làm con. Mà đợi ông lâu quá, qua bức tử ông chết sớm. Thấy không? Nó có nhân duyên hết đó. Qua bức tử ông chết sớm luôn. Thì chính vì ông chết sớm cho nên ông quay lại làm con sớm. Rồi bây giờ đó, cha nhường ngôi cho con nha. Dù biết là nhường rồi đó, bức tử cha chết sớm hơn. Thấy chưa? Đời nó nhân nó quả hết. Cho nên quý vị học Phật pháp, quý vị thấy nhân nó quả, sợ. Hôm nay nghe bài pháp này sợ luôn mà. Đó thì A Xà Thế phạm giết cha. Lúc này ông chưa có tỉnh đâu, thì ông thấy Đề Bà Đạt Đa đó qua sám hối với Phật, thấy cái cảnh đất rút xuống mới sợ. Sợ xong thì từ đó ông mới quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo xong á, thì từ đó trở đi quý vị biết là A Xà Thế thương Đức Phật lắm, thương Phật lắm. Khi nghe tin Phật mất, A Xà Thế xỉu. Vua đó đứng đầu thiên hạ mà thương Phật đến nỗi mà nghe Phật mất xỉu luôn. Tỉnh dậy, Phật mất rồi hả? Xỉu lần thứ hai. Tỉnh dậy, nghe Phật mất rồi hả? Xỉu lần thứ ba. Thấy không? Rồi sau này khi mà Phật mất, A Xà Thế là người mà hỗ trợ cho cái chuyện kết tập kinh điển lần đầu. Công đức quan lớn lắm. Thì có một lần Đức Phật thuyết cái bài kinh Sa Môn Quả. Khi Phật thuyết xong cái bài kinh đó, thì Phật mới nói với thầy như thế này: nếu như A Xà Thế không phạm vào tội giết cha, là vì ngũ nghịch rồi thì không thể chứng thánh được, thì ngay đây A Xà Thế đã chứng được sơ quả rồi. Tức là đáng lẽ đời trong cái bài pháp đó là A Xà Thế chứng được sơ quả rồi, nhưng vì ông đã phạm vào tội giết cha. Tuy nhiên là A Xà Thế biết hối lỗi, biết sám hối, và những cái công đức A Xà Thế làm nhiều kiếp ba la mật lành rồi đó, thì 60.000 năm nữa A Xà Thế sẽ trở thành một vị Phật độc giác.
60.000 năm nữa. Đức Phật đã nói rồi, 60.000 năm nữa. Còn hồi nãy Đề Bà Đạt Đa đó, thì Đề Bà Đạt Đa cũng sau này cũng thành một vị Phật độc giác. Đề Bà Đạt Đa đã làm xong hai con số chẵn là hai A Tăng Kỳ rồi. Còn 100.000 đại kiếp trái đất nữa thì Đề Bà Đạt Đa cũng thành Phật độc giác luôn, tức là thành thánh trong thời kỳ không còn Phật pháp. Còn A Xà Thế thì còn 60.000 năm nữa thôi. Cho nên quý vị thấy ông đã phạm vô năm tội ngũ nghịch rồi thì không thể chứng thánh, không thể chứng thiền. Đó. A Xà Thế là phạm giết cha là như vậy. Còn giết mẹ là kể chuyện của ai? Ngài Mục Kiền Liên. Trong đời của Ngài Mục Kiền Liên thì không có giết mẹ nha. Trong đời của Ngài thì Ngài không có giết mẹ. Nhưng mà trong tiền kiếp của Ngài á, là có một kiếp á, là Ngài sống với mẹ. Sau khi cưới cô vợ về rồi á, thì bà mẹ bệnh, vừa bị mù rồi vừa nằm trên giường, đo hoài cho mẹ gánh nặng. Cho nên quý vị thấy không, mẹ thương con thì biển hồ lai láng, nước mắt chảy xuôi, khỏi ai dạy hết, tự thương. Còn đứa con á, nó mà thấy mẹ nó dạy đôi lúc nó gánh nặng. Cho nên quý vị thương con thì cứ thương, làm ơn thương mình giùm cái nha. Đó. Đứa con nó có hiếu, nó biết đạo đức, nó lo cho mẹ, chứ nó nằm chỗ nó trời ơi má ơi sao má hành con quá má ơi, phải không? Một mẹ nuôi 10 con chứ 10 đứa con nuôi đâu có nổi một người mẹ đâu. Nó vậy đó quý vị. Mình con thương con mình đâu có tính, phải không? Còn nó tính với mình đó nha. Cái này thầy nói theo Phật pháp, chứ không phải là đứa con nào cũng vậy. Nhưng mà tại vì á, quý vị nhớ là con thương mẹ nó phải bằng lý trí nó mới thương được. Còn mẹ thương con là lý trí cũng được, không biết, nhưng mà luôn luôn là bản năng trước cái đã rồi tính sau, khỏi ai dạy hết cũng thương con. Cho nên quý vị hiểu vậy á, thương chồng thương con, cứ lo cho chồng cho con cho trọn vẹn, nhưng mà phải dành cho mình nữa nha. Nó khổ vậy đó, thì vì tình mẹ thương con đôi lúc nó làm ác nghiệp vì con luôn mà. Tính sau có lợi thì làm, không màng tội lỗi bị giam bị cầm nữa, đôi lúc vì con mình mà làm luôn á quý vị. Thì ở đây Mục Kiền Liên lúc đó đó, cô vợ nó thôi nên giết mẹ, chứ mẹ bây giờ mù rồi, bây giờ nằm dậy gánh nặng quá, đâu có giết mẹ được quý vị, thương mà. Nhưng mà mưa dầm thấm đất, nói riết rồi anh nghe luôn. Bắt đầu đóng cái xe chở mẹ lên núi, giả mẹ mù mà đâu có thấy, dựng lên vở kịch, la lên có ăn cướp, rồi bỏ chạy, rồi bỏ mẹ trên núi cho mẹ chết luôn. Thì khi mà lên núi á, giả bộ hô to lên là có ăn cướp để kiếm cái cớ bỏ mẹ lại. Ai ngờ khi hô lên có ăn cướp, bà mẹ thương con mà, con ơi con chạy đi, con đừng lo cho mẹ, rồi cũng bỏ mẹ trên núi. Quý vị biết nhiều kiếp Ngài Mục Kiền Liên xuống địa ngục nha. Có những kiếp làm người á, Ngài 217 kiếp cái đầu vỡ làm 7 mảnh, 217 kiếp đầu vỡ làm 7 mảnh. Và cái kiếp cuối của Ngài đó, khi mà Ngài đã trả những ác nghiệp rồi, hoàn thành các ba la mật rồi, khi chứng thánh quả rồi, cuối đời cũng chết không toàn thây. Mình gọi là giống như là ở ngoài đời gọi là chết thảm á. Ngoài đạo nó giết Ngài, nó canh, nó giết Ngài, mà nó giết Ngài nó còn băm ra nữa kìa. Chứ không phải giết đơn giản đâu, tại vì nó sợ có thần thông. Mà trong khi một ác nghiệp đến là như vậy đó quý vị, thì Ngài Mục Kiền Liên là giết mẹ. Cho nên đây là một cái tội nặng nhất trong đời. Thứ nhất là năm tội ngũ nghịch, xếp theo thứ tự là phá hợp tăng, làm phân Phật chảy máu, giết bậc thánh, giết cha và mẹ thì tính theo đạo đức, tính theo cái giới đức. Đó. Thì năm tội này, thứ nhất quý vị nhớ, nếu phạm vào thì đời hiện tại không thể đắc thiền, không thể đắc thánh, và chắc chắn kiếp sau phải là địa ngục cái đã. Còn trả bao nhiêu kiếp á thì tùy. Ví dụ như A Xà Thế đó quý vị, ông phạm vào cái tội giết cha xong, nhưng mà ông biết sám hối, rồi ông biết tam quý, ông ghê sợ tội lỗi, ông quy y Tam Bảo, ông phạm rất nhiều điều thiện, thì cái nghiệp của ông nó giảm lại còn 60.000 năm thôi. 30.000 năm là nặng này, 30.000 năm ở cái địa ngục đó thành 60.000 năm, chứ còn không là còn lâu nữa. Đó là tội nặng thứ nhất trong đời. Tội nặng thứ hai trong đời đó là tà kiến cố định. Nghe cái này ra nè, nghe tội này quý vị mới thấy thật ra có nhiều người đang phạm vào cái thứ hai, tà kiến cố định. Tà kiến là cái gì? Tà kiến là cái nhìn sai lệch. Cái nhìn sai lệch, nhưng mà sai lệch nhẹ nhẹ thì chưa có được gọi là cố định đâu. Tà kiến cố định là nó trở thành một cái nếp nghĩ rồi, cái suy nghĩ của người đó cho như vậy rồi. Thì tà kiến cố định có ba, có ba cái mà quý vị chỉ cần dính vô một cái là coi như xong. Thực ra ba như là một thôi quý vị. Thứ nhất là vô quả kiến. Vô quả kiến tức là sao? Là cái nhìn của mình cho rằng cuộc đời không có quả của điều ác,
anh có làm ác cũng không có quả ác, anh có làm thiện cũng không có quả thiện gì hết trơn, không có quả. Ví dụ anh có làm ác cũng chẳng có tái sanh cõi nào cõi xấu ở địa ngục nào quỷ súc sanh gì hết trơn á. Anh có làm thiện đi chăng nữa anh cũng chẳng có quả thiện, anh cũng chẳng có tái sanh cõi người cõi trời gì hết trơn á. Không có tin có cái quả gì hết trơn, có lành gì hết trơn. Đó là vô quả kiến. Vô nhân kiến là làm sao? Mọi chuyện là tình cờ, mọi chuyện là ngẫu nhiên. Không tin rằng làm có cái nhân thiện để nó ra quả thiện, không tin rằng có cái nhân ác nó ra quả ác, mà mọi chuyện cuộc đời là tình cờ. Tình cờ ta gặp lại nhau là mình có tình cờ, phải không? Không có cái chuyện tình cờ, không có cái thầy có vừa rồi thầy có định soạn cái bài giảng tình cờ và định mệnh, bữa nào giảng bài đó nha. Tình cờ và định mệnh thì thưa quý vị á, thứ nhất là vô quả kiến, thứ hai là vô nhân kiến, thứ ba là vô hành kiến. Vô hành kiến là sao? Phủ nhận, không tin là có nhân thiện có quả thiện, không tin rằng có nhân ác có quả ác, không tin, không tin cảnh giới tái sanh. Nói chung là đại ý là gom hai cái kia lại là vô hành kiến. Rồi nói ra cái này là thấy, xét lại cuộc sống chúng ta thấy có nhiều người bị, đúng không? Có nghĩa là họ không tin có kiếp trước, không tin có kiếp sau, không tin có cảnh giới này cảnh giới kia, không tin có làm ác bị quả ác, không tin làm thiện có được quả thiện, không tin là làm ác và có những cảnh giới ác chờ đợi mình, không tin địa ngục ngạ quỷ súc sanh, không tin những cảnh giới lành hoặc những cảnh giới ác. Thưa quý vị, nếu người nào với cái tâm niệm như vậy nghe, thì địa ngục mở cửa rồi. Thì khi mà cái người có vô hành kiến, có người có tà kiến cố định này đó, thường sẽ có hai hạng người. Một là họ vẫn có cái tà kiến này nhưng mà họ không có phạm pháp luật, không phạm pháp luật nhưng mà họ vẫn có cái tà kiến này. Thì nói ví dụ nè, cái người mà hiểu á, họ có dám sát sanh rất nhiều không? Không, không, đúng không? Nhưng mà cái người không, cái người mà có cái tà kiến này họ vẫn sát sanh nhưng mà họ không phạm pháp luật. Cái những cái họ sát sanh đó họ đâu phạm pháp luật đâu. Có những cái nghề họ làm rất ác nhưng mà cái nghề đó không phạm pháp luật. À, có nghĩa là tà kiến nhưng họ không phạm pháp luật thôi, nhưng mà về đạo đức nhân quả là họ phạm rất là nặng, thấy chưa? Thứ hai là có những người là có tà kiến nhưng mà họ vừa có tà kiến vừa phạm pháp luật nữa, lập bè lập đảng, trộm cắp cướp của giết người. Có nghĩa là vừa có tà kiến rồi đâu có sợ nhân quả gì đâu, tội phước gì đâu, làm gì có chuyện nhân quả, chết là hết, sống có một đời ngẫu nhiên thôi, có gì đâu. Rồi là họ tiếp tục phạm pháp luật nữa, thấy chưa? Hai cái, có nghĩa là thường sẽ có hai hạng người như vậy. Vậy bây giờ nè, bây giờ so sánh hai tội này, tội nào nặng hơn và nó giống và khác nhau ở chỗ nào? Nó có cái này quý vị, nếu mà nói về cái thời gian trả những ác nghiệp nặng hơn, tà kiến cố định nặng hơn. Tại sao? Ví dụ như mình phạm vào một cái tội ngũ nghịch nào đó thì có cái thời gian hết trả cái nghiệp đó lên, nhưng mà cái người tà kiến cố định nó cứ còn mãi, quý vị sợ chưa? Còn nặng hơn là cái tội, còn nặng hơn là cái tội mà ngũ nghịch nữa. Nhưng mà có một điều như thế này nè, cái người mà họ có cái tà kiến cố định nhưng khi họ còn sống á, họ được một vị thiện tri thức nào đó hướng dẫn cho họ, dạy dỗ cho họ, họ ý thức ra, họ biết sám hối, họ biết quay đầu, họ biết làm điều thiện, họ biết ghê sợ tội lỗi, thì thưa quý vị, họ không có xuống địa ngục. À, và cũng có thể họ đắc thánh quả luôn. Ví dụ trường hợp là thời Phật có một ông tỉnh trưởng đó quý vị. Ông tỉnh trưởng này là ông không có tin đời trước đời sau, không có tin thiện ác tội phước gì hết. Thì có một lần đó có một vị tỳ kheo, ngài rất là giỏi, ngài rất là đức hạnh, với cùng chư tăng về cái nơi đó thì người ta đi nghe pháp rất là đông. Ngài có một khả năng thuyết pháp để thu phục lòng người, cách biện luận, cách thuyết pháp của ngài sau đó mà người ta hiểu rất là dễ. Thì khi ông tỉnh trưởng này đó, ông không có tin đâu, nhưng mà ông thấy người ta nghe tới đông quá thì ông tới ông nghe luôn. Khi ông nghe thì ông hiểu ra vấn đề, ông hiểu ra vấn đề thì ông thay đổi cái quan niệm của ông. Ông biết ghê sợ tội lỗi, ông biết sám hối, rồi ông biết quy y Tam Bảo. Thì thưa quý vị, sau cái đời đó của ông á, ông được tái sanh làm một vị chư thiên thiên nam ở cõi tứ đại thiên vương. Có nghĩa là quý vị hiểu không, là nếu mà trong cái đời đó, có nghĩa là cũng phạm cái tội đó, nhưng mà nếu trong đời đó được một người hướng dẫn để thay đổi được á, thì quý vị đó vẫn có thể tái sanh cảnh giới lành. Đó, nó khác nhau ở chỗ đó nha. Nhưng mà riêng cái tội ngũ nghịch á, anh đã phạm rồi,
anh có phạm, anh đã phạm rồi mà anh có được hướng dẫn giác ngộ cỡ nào đi chăng nữa thì kiếp sau cũng là địa ngục. Như thấy nó khác nhau không? Nếu mà về mức độ nặng á nghe, lâu hơn thì tà kiến cố định, đúng không? Lâu hơn thì thằng tà kiến cố định nó lâu hơn. Nhưng mà cái anh mà tà kiến cố định á, trước khi anh mất á, mà anh giác ngộ được, anh quay đầu được, anh sám hối, anh có niềm tin nơi Tam Bảo, tin quả, tin nghiệp và quả của nghiệp, và anh sửa đổi, anh làm điều lành, thì anh có thể tái sanh cảnh giới lành. Nhưng mà cái anh nào mà phạm vô một trong năm tội ngũ nghịch rồi, thì cho dù anh có làm lành đi chăng nữa thì cái nhân nó vẫn còn chứ nó không có hết. Nhưng mà kiếp sau phải là địa ngục cái đã, rồi cái quả phước nó chỗ lúc khác. Đó, quý vị hiểu chưa? Rồi bây giờ mình thầy nói ví dụ hai cái trường hợp nè. A Xà Thế thì giết cha, Đề Bà Đạt Đa thì làm thân Phật chảy máu. Vậy thầy hỏi quý vị nè, Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế có nhân duyên thiện căn rất lớn, nói theo Phật pháp là người tam nhân đó, là người có thể đắc thiền đắc thánh. Tại sao? Tại vì trước khi Đề Bà Đạt Đa mà hại Phật á, thì Đề Bà Đạt Đa đã đắc thiền và thần thông rồi. Một người tam nhân mới có thể đắc thiền đắc thánh, đắc thiền đắc thần thông được nghe quý vị nghe, đắc thánh nữa. Thì Đề Bà Đạt Đa có khả năng đắc thiền đắc thần thông đắc thánh, và ông đã đắc thiền và đắc thần thông rồi, chưa đắc thánh thôi. A Xà Thế cũng là người tam nhân, có thể đắc thánh được không? Được luôn. Nhưng mà đã phạm vào tội giết cha. Đề Bà Đạt Đa đã phạm vào tội làm thân Phật chảy máu, tức là một con người có thiện căn lớn như vậy đó quý vị. Nhưng mà rồi khi phạm vào cũng thua. Thì quý vị đặt lại câu hỏi đi, mình là người như thế nào? Có được như quý ngài chưa? Thì tương lai của mình không dám chắc điều gì hết. Không dám chắc điều gì hết quý vị. Cho nên thầy nói hôm nay thầy giảng cái bài này để mình sợ là vậy mà. Anh ráng coi nha. Có những người quý vị đến hôm nay thầy biết có những người không tin đời trước đời sau. Sư ơi, con nói thiệt, sư giảng chứ con không có tin. Sư chứng minh cho con có đời trước đời sau đi, rồi con tin. Thì ông chứng minh không có thì tôi tin ông. Nó vậy đó quý vị. Quý vị mà có thiện duyên rồi, quý vị thấy đời trước đời sau, mình tin Phật, rồi bắt đầu mình thấy những chuyện đời thường nè. Chẳng qua người đó chưa được tiếp chuyện đời thường, có nhiều chuyện họ nói đó quý vị. Để mà thuyết phục một người mà thay đổi cái tà kiến cố định khó lắm nha. Cho nên thầy rất mong quý vị là tại sao mà Phật pháp có mặt là như vậy đó, là đang dành cho những người đang có cái tà kiến này nè. Đức Phật là người mà trong kinh điển thường tán thán ngài là gì? Là người đã dựng lại những gì đã bị ngã, là người đã khai mở ra những gì đã bị che khuất lấp lâu nay, là người đã đem ánh sáng vào nơi tối tăm cho người có mắt có thể nhìn thấy đường, là người hướng dẫn cho người ta lạc đường đi đúng đường. Nó thì Phật pháp có mặt ở cuộc đời là như vậy, là quý thầy đệ tử của Đức Phật, các vị thánh đệ tử, hoặc hôm nay quý thầy quý chư tôn đức giảng pháp là cũng như vậy đó. Quý vị hiểu rồi, có chánh kiến rồi thì quá tuyệt vời, quý vị tiếp tục tu. Còn có những người á, họ chưa hiểu điều này, một là họ chưa có gặp duyên, họ chưa có gặp duyên, chưa có ai giảng để khai thị cho họ hiểu cái điều này, và biết đâu đó những cái lời giảng của mình đó có thể hiểu, họ quay đầu. Chứ nên họ dính vô cái tà kiến này, họ chấp vào cái tà kiến này mà đến lúc chết là quý vị thấy không, tội còn nặng hơn ngủ vô gián nữa. Nhưng mà nếu cái tội này trước khi anh nhắm mắt mà anh thay đổi được, anh biết quy y, anh biết sám hối, anh ghê sợ tội lỗi dừng lại, thì vẫn có thể tái sanh cảnh giới lành đó. Còn hôm nay thầy giảng cái bài này để mong quý vị sợ nghe, ráng nhớ lưu lại hai cái chính là năm tội ngũ nghịch và tà kiến cố định. Rồi thầy kết thúc bài pháp ở đây. Ai hỏi rằng quý vị là cuộc đời này những cái ác nghiệp nào, những cái tội nào là nặng nhất, thì quý vị trả lời có hai. Nghiệp thì muôn trùng lắm, vô số cái ác nghiệp, nó nhiều cái ác nghiệp lắm, nhưng trong đó có hai ác nghiệp nặng nhất. Ráng nhớ để đừng bao giờ phạm vào. Tại vì một khi mình phạm vào là cửa địa ngục mở ra. Cửa địa ngục là chắc chắn mở ra luôn, chứ không có nói là chắc xuống địa ngục nữa. Mà nếu phạm là địa ngục luôn. Thì tội nặng thứ nhất á, là năm tội ngũ nghịch. Tội nặng thứ nhất là năm tội ngũ nghịch. Thì lát đây thầy sẽ nói năm tội ngũ nghịch là gì. Tội nặng thứ hai là tà kiến cố định. Ráng nhớ. Lâu nay thì trong các bài giảng á, thầy hay nói về năm tội ngũ nghịch. Này thầy nói còn cái tội còn nặng hơn ngũ nghịch nữa là tà kiến cố định. Bây giờ ráng học thuộc giùm thầy mấy cái từ này coi.
Rồi bây giờ thầy hỏi nè, trong đời có hai ác nghiệp hay còn gọi là hai cái tội mà nặng nhất, thì tội thứ nhất là gì? Nói lại giùm thầy, tội thứ nhất là gì? Năm tội ngũ, ngũ nghịch năm tội nha. Tội thứ nhất thì trong cái tội nhất thứ nhất đó nó có năm cái nè, năm hay gọi là ngũ nghịch trọng tội. Tội thứ hai là gì? Tà kiến cố định. Tà kiến mà nó cố định rồi, tức là nó thành xương, thành máu, nó thành tư duy, thành nếp nghĩ của mình rồi. Và đến chết luôn mà mình vẫn nghĩ như vậy là cửa ác đạo mở ra. Thì bây giờ thầy sẽ phân tích từng cái một nha, từng cái một. Cái đầu tiên, cái tội nặng nhất đầu tiên. Rồi sau khi thầy phân tích xong á, rồi phân tích coi hai cái này cái nào nặng hơn nữa nè. Nào, bây giờ mình phân tích cái đầu tiên là năm tội ngũ nghịch. Năm tội ngũ nghịch là quý vị còn nhớ không? Thầy nói hoài trong các bài pháp. Thứ nhất, giết cha. Thứ hai, giết mẹ. Thứ ba, giết bậc thánh. Thứ tư, thân Phật chảy máu. Và thứ năm, phá hoại hợp tăng. Thì năm tội này là nếu ai phạm vào một trong năm tội thôi nha, chứ không cần phạm năm tội, mà một trong năm tội thôi, thì chắc chắn kiếp sau là địa ngục. Một người á, một người khi mà phạm vào một trong năm tội này thì chắc chắn đời này không có đắc thiền đắc thánh. Và người mà phạm vào năm tội này thì chắc chắn kiếp sau là địa ngục, thì chả khi nào hết dưới địa ngục thì mới tính tiếp. Thứ hai, nếu mà một vị thánh rồi thì chắc chắn không bao giờ phạm những tội này. Thì nói lại nha, người mà phạm vào tội này chỉ cần một tội thôi trong năm tội ngũ nghịch thì không bao giờ đắc thiền đắc thánh. Mà một vị đã phạm là chắc chắn kiếp sau là địa ngục. Mà một vị đã là thánh sơ quả rồi thì chắc chắn không bao giờ phạm vào một trong năm tội này. Còn chúng ta chưa chứng thánh thì không biết chuyện gì ngày mai đâu. Kinh khủng vậy, lỡ một lúc nào đó mình điên, mình khùng lên, hoặc là mình cái gì cái không nói được đâu quý vị. Thì ở đây á, giờ thầy đố quý vị, trong năm tội ngũ nghịch này, tội nào nặng nhất trong năm tội? Ai biết không? Trong năm tội ngũ nghịch này, tội nặng nhất là phá hoại hợp tăng. Phá hoại hợp tăng á, là chia rẽ tăng đoàn, làm cho chia rẽ làm hai, mà ít nhất phải ít nhất phải là phải chia ra làm hai và sinh hoạt Phật sự riêng hết, mình chia rẽ tăng đoàn là tội nặng nhất, tại vì ảnh hưởng đến bao nhiêu thế hệ sau này nữa. Tội nặng nhất là phá hoại hợp tăng. Tội thứ hai là thân Phật chảy máu. Tội thứ ba, giết bậc thánh. Còn tội thứ tư, thứ năm á, là giết cha với mẹ. Thì cha với mẹ á, là mình phải tính thế này. Cha giết cha với giết mẹ ai nặng hơn? Thì mình phải coi là cha và mẹ ai có phước đức hơn, ai có giới đức hơn. Thì nếu người cha người mẹ mà phước đức của người cha nhiều hơn thì giết cha nặng hơn. Nếu người mẹ phước đức giới đức nhiều hơn thì giết mẹ tội nặng hơn. Còn nếu mà cha với mẹ phước đức ngang nhau thì giết mẹ nặng hơn. Nhớ chưa? Đó, thứ nhất là phá hoại hợp tăng. Thứ hai, thân Phật chảy máu. Thứ ba, giết bậc thánh. Thứ tư thì cha với mẹ thì mình tính theo cái giới đức nha. Còn nếu mà giới đức hoặc là cha mẹ không có giới đức thì giết mẹ tội nặng hơn. Đây gọi là năm tội ngũ nghịch, nếu phạm vào thì chắc chắn kiếp sau là địa ngục. Khi nào trả hết chứ địa ngục rồi bắt đầu mình lên mình tính tiếp, chứ còn kiếp sau phải là địa ngục. Và nếu mà người nào đắc chứng phạm vào tội này thì đời này không thể đắc thiền đắc thánh được. Bây giờ thầy phân tích từ cái tội nặng nhất trở xuống nha. Tội thứ nhất là phá hoại hợp tăng. Thời Phật ai phá hoại hợp tăng? Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa phạm một lần hai tội luôn. Tội nào với tội nào quý vị? Thứ nhất là phá hoại hợp tăng. Tội thứ hai là gì? Làm thân Phật chảy máu. Hai tội nặng nhất Đề Bà Đạt Đa phạm luôn. Quý vị biết không, Đề Bà Đạt Đa trước khi mà Đề Bà Đạt Đa là người xuất gia đó mà hại Phật như vậy, tức là trước khi mà Đề Bà Đạt Đa có những cái tâm ý mà phạm vào những ác nghiệp vậy, thì Đề Bà Đạt Đa chưa có chứng thánh thôi, nhưng mà ông được chứng thiền, ông có thần thông. Và chính vì cái biểu hiện thần thông của ông á, cho nên ông nhiếp phục được vua A-xà-thế. A-xà-thế thì lát nữa thầy kể là giết cha. Còn Đề Bà Đạt Đa dùng thần thông thu phục A-xà-thế, rồi giống như là được gọi là bên đức vua ủng hộ, rồi lợi dưỡng, cung kính lợi dưỡng rất là nhiều. Và sau này quý vị, cuối đời của Đề Bà Đạt Đa khi mà phạm vào cái tội phá hoại hợp tăng với lại
làm mà thân Phật chảy máu đó thì Đề Bà Đạt Đa là mất hết, mất hết cái phước và mất định luôn, mất thiền định luôn. Thì cuối đời của Đề Bà Đạt Đa thì bệnh nằm trên giường, thì Đề Bà Đạt Đa mới nhờ đệ tử á, là thỉnh tới. Lúc này ông hối lỗi rồi ông mới hối lỗi, ông nhờ đệ tử là thỉnh tới Đức Phật và để ông sám hối. Thì sau khi mà ông sám hối với Đức Phật xong á, thì con xin quy y Phật, con xin quy y Phật, con xin sám hối trước Đức Thế Tôn. Thì sau đó là ông bị đất rút luôn, tức là cái nghiệp nặng quá nặng. Trong kinh diễn tả có một số trường hợp là đất diễn tả là đất nứt ra và rút xuống luôn. Đề Bà Đạt Đa là một trong những người phạm tội nặng nhất, là tội mà phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng không phải là ví dụ mình vô ngôi chùa này mình nói xấu thầy này, cái nói xấu thầy kia, làm hai thầy không nhìn nhau, cái đó chưa phá hòa hợp tăng đâu, chưa đủ để phạm tội thành tội phá hòa hợp tăng. Coi vậy chứ phá hòa hợp tăng không phải dễ. Thì có thể hai thầy xích mích nhau mình cũng làm cái tội chia rẽ rồi, nhưng mà để gọi là phá hòa hợp tăng á, là một đoàn thể tăng chia ra làm hai, mà làm hai đều là hai bên đều là thành một đoàn thể tăng nữa, thấy không, là làm các Phật sự riêng hết, không có làm chung, thì mới thành phá hòa hợp tăng. Nặng nhất trong năm tội đó quý vị. Đó là Đề Bà Đạt Đa. Tội thứ hai là giết, làm thân Phật chảy máu. Quý vị biết không, tại sao không nói giết Phật? Tại vì không ai có thể giết được Phật. Không ai có thể giết được Phật. Đức Phật có bốn điều mà không ai có thể sang đạt được nè quý vị. Điều thứ nhất đó là, đó là hào quang của Ngài. Hào quang của Ngài là sáng nhất, không có hào quang của ai có thể sáng hơn hào quang của Đức Phật. Thứ hai là thức ăn. Thức ăn mà quý vị đã tác ý cúng dường cho Phật là của Phật rồi đó nha, là cỡ nào cũng không có bị mất hết. Chứ quý vị coi thức ăn tài sản của mình, nó thường thường nó bị mất là Đức Phật gọi là năm nhà, là lửa cháy, nước trôi, con hư, trộm cắp, vừa rồi hoặc là nếu không có thì hoặc có những người không có con thì xung vào công quỷ luôn, hoặc là đóng thuế ví dụ vậy, thì nó đi vào những cái đường đó. Nhưng mà thức ăn đó mà đã cúng cho Phật rồi thì không có ai lấy được hết. Và có động đất, có núi lửa, hay là có cỡ nào đi chăng nữa, lũ lụt đi chăng nữa, thì thức ăn của Phật là của Phật. Một con người có phước đức vậy đó, là mà hào quang nè, thức ăn nè, rồi cái gì nữa ha, lâu lâu cái tự nhiên thầy quên. Hào quang nè, thức ăn nè, rồi tánh mạng của Phật. Tánh mạng của Phật là không ai có thể giết Phật được hết, và không ai có thể mà giết được Đức Phật. Thì cái trường hợp của Đề Bà Đạt Đa á, là Đề Bà Đạt Đa khi mà thả lăn những hòn đá xuống để hại Phật các quý vị, thì những hòn đá trong lúc nó lăn xuống á, thì nó có một cái mảnh á, nó văng ra và nó văng xuống trúng ngón chân Đức Phật, là không có chảy máu luôn, chỉ có máu bầm thôi chứ không có chảy máu. Thân Phật không ai làm chảy máu được luôn. Nhưng mà sau đó đó thì Đức Phật cho phép Jivaka là thần y đó mổ sống cho Đức Phật, là Đức Phật cho phép thì mới mổ lấy cái máu bầm ra là mổ sống. Thì đây là nghiệp của Phật. Trong quá khứ có một vị thánh đi khất thực á, ngài đưa con giỡn chơi, ngài lấy hòn đá ngài quăng vô chân của vị thánh, rồi ngài bị chảy máu mà quăng trúng vị thánh luôn. Cho nên bây giờ ngài trả cái nghiệp đó quý vị, trả cái nghiệp là cũng bị cái chân bị chảy máu, bị máu bầm như vậy, rồi bị mổ sống là sao. À, kiếp trước khi mà có một kiếp ngài làm vua á, rồi ngài có cái tánh là vui lắm, là thích là thấy cái hành hạ cái người già, thích hành hạ cái người già, thấy họ khổ cái thấy vui gì đó. Rồi có những lúc mà lấy cái dụng cụ làm cho người ta đau ở cái chân, cho nên bây giờ ngài bị cái quả báo vậy. Đức Phật mà cũng trả nghiệp mà. Nên mình thấy là cuộc đời của Đức Phật thì không ai có thể giết được Đức Phật, hại Đức Phật. Còn cái nghiệp mà ngài bị máu bầm ở chân á, Đề Bà Đạt Đa lăn đá đó, thì đó là nghiệp của ngài phải trả. Rồi Đề Bà Đạt Đa thì tạo nghiệp mới. Thì ở đây thưa quý vị, là Đề Bà Đạt Đa phạm vào thêm cái nghiệp là làm thân Phật chảy máu nữa. Trong thời Phật có một số vị nè, Đức Phật là số một trong tam giới trong trời đất rồi, cho nên người nào mà có ý xúc phạm ngài là thường quý vị biết là phạm vào cái tội đụng đến Phật là đất rút luôn quý vị. Tức là nặng nhất, mình nói theo đời là trời không dung, đất không tha. Và nếu mà cái vị đó có còn tuổi thọ thì cũng thường đứt ngang tuổi thọ, đất rút. Nói ví dụ như Đức Phật thuyết pháp có cái cô Xin Cha đó, cổ ngoại đạo á, người ta nhờ cổ bắt đầu bỏ cái rổ trong bụng nè. Đức Phật đang thuyết pháp, cổ tới cổ nói ngài là tác giả, làm rúng động lên tới chư thiên luôn. Chư thiên tác động cho cái sợi dây trong nó rớt ra cái rổ. Thì sau này khi mà cổ đi ra khỏi tinh xá cái là cái tội nặng quá, rút luôn, đất rút cổ luôn.
Đề Bà Đạt Đa hại Phật đất rút luôn. Hoặc là Vô Thiện Giác, Vô Thiện Giác quý vị biết không, cản đường Phật, Đức Phật nói trước luôn, đến ngày thứ bảy, trong 7 ngày là ông sẽ bị đất rút luôn. Quý vị biết ông sợ, ông sợ tại vì ông là ông cản Phật, nhưng mà Phật nói ông sợ, thì biết ông sợ rồi ông làm gì không? Ông cho lên chứ, ở cái tầng tuốt ở chứ cao á, ông là vua mà, ông nói mọi người canh nha, cỡ nào cũng có cho tôi xuống hết nghe chưa. Thì quý vị biết không, ngày thứ năm, ngày thứ sáu trôi qua đến ngày thứ bảy, cái con ngựa của ổng, con ngựa trứng của ổng á, nó trứng lên, không có ai mà có thể thể làm cho nó yên được hết. Cái tự nhiên ổng quên, ổng chạy xuống, ổng chạy xuống đất, ổng sắp xếp con ngựa trứng đó cho nó yên đất luôn. Có nghĩa là đụng tới Phật là coi như là tội, những tội nặng nhất đất rút luôn như vậy. Cho nên là cái tội thứ hai này á, là cái tội làm thân Phật chảy máu, là Đề Bà Đạt Đa phạm. Còn một số vị thì một người thì vu oan cho Phật, một người cản trở xúc phạm đến Phật, tội nặng. Rồi cái tội nặng thứ ba là giết bậc thánh. Thì quý vị có nhớ câu chuyện hay kể có con tỳ kheo và con ngỗng không? Ngày tới ngày khất thực ở tại cái nhà đó đó, cái ông chồng đó ông không có nhận ra vấn đề cho nó kỹ, rồi cuối cùng ông giết bậc thánh luôn. Thì sau của cái đời đó thì ông chồng đó ông đi xuống địa ngục đó. Hoặc là thời Phật có quý vị có một câu chuyện rất là đau lòng mà thầy kể lại chút xíu nha. Thời Phật thì cái vị mà thần thông đệ nhất bên Tăng á là thầy Mục Kiền Liên. Thần thông đệ nhất bên Ni là ai? Là Liên Hoa Sắc. Liên Hoa Liên là gì? Là sen. Hoa là hoa, Liên Hoa là hoa sen, sắc đẹp như hoa sen. Cuộc đời của Liên Hoa Sắc nó liên quan đến hoa nó, mấy vị cô rất là đẹp. Mà cuộc đời của Liên Hoa Sắc là cả một chuỗi ngày bi kịch. Có dịp nào thầy giảng Liên Hoa Sắc cho quý vị. Bi kịch kinh khủng khiếp lắm. Thầy khuyến khích với Phật tử nào mà khổ á, mà khổ ơi là khổ nha, thứ nhất tìm cuộc đời của Ni sư Batakara. Khổ thứ hai đó, tìm cuộc đời của Ni sư Liên Hoa Sắc, hoặc là tìm cuộc đời khổ của Ni sư Sona cũng được. Cái khi mà nghe cuộc đời khổ của các ngài, mình nhìn nỗi khổ của mình chẳng thấm thí vào đâu hết trơn. Thầy nói thiệt, nhiều khi mình khổ quá mình thấy cuộc đời của các ngài còn khổ hơn, nhưng mà các ngài đi về với đạo. Thì tại sao mà có liên quan đến Liên Hoa Sắc, quý vị biết không? Trong một cái tiền kiếp á, có một câu chuyện lạ thế này nè quý vị. Là Liên Hoa Sắc có một lần là một cái người già thôi, một bà cụ già nghèo dữ lắm, nghèo ơi là nghèo gì đó. Khi mà cúng dường cho bậc thánh á, bà rang cái bắp đó quý vị, cái hạt bắp để cúng dường cho bậc thánh, nó nghèo quá đâu có gì cúng đâu. Nhưng mà khi bà cúng mà gói trong cái lá sen mà cúng thì nó có liên quan đến sen. Thì bà mới nguyện nó là mong cho con đó là, và quý và thương cái vị Phật độc giác có kính lắm, mong cho con đó là sau này có sinh được những đứa con như ngài, mà ngài là Phật độc giác, càng nhiều càng tốt. Mà trong cái duyên sau cái hộp bắp là 500 hạt. Sau này khi có một kiếp bà làm hoàng hậu, vua lấy bà về sinh ra quý vị. Cái chuyện bà sinh nó cũng lạ, nó cũng liên quan đến sen nữa nè. Khi mà sinh ra thì có một đứa con là từ trong bào thai thôi, là có một người con là bào thai thôi. Còn trong cái kia giống như là thắp xanh lúc mà người mẹ sinh ra, trong cái nhô ô ế của người mẹ lúc sinh ra như vậy đó quý vị, thì có một cái đứa con là nó nằm trong bào thai như mình sinh thôi. Còn trong cái nhơ nhớp của người mẹ lúc sinh đó thì nó có 499 cái mầm sống. Nhưng mà có một điều đặc biệt nè, sau 499 mầm sống đó nuôi lớn lên, vị nào cũng đẹp trai, cũng hào tướng, cũng phong độ ấy. Mà đặc biệt vị nào cũng thích sen chứ. Con nhà nghèo chắc chết đói luôn. Thấy không? Đây là vui về vua thấy vua cũng sợ. Nhưng mà lớn lên các vị sau này đều tuyệt vời hết. Thì có một kiếp Liên Hoa Sắc liên quan đến sen như vậy đó. Thì sau này cuộc đời của bà liên quan đến sen rất nhiều. Có thần thông đệ nhất. Mà quý vị biết không? Từ vì trước khi ngài đi tu là có một cái bà đi tu là có một người thanh niên đã giống như theo đuổi rồi. Mà đi tu rồi khi mà chứng thánh rồi đó quý vị. Vậy mà anh ta canh á, hãm hiếp luôn. Hãm hiếp luôn tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc. Mà trong khi Liên Hoa Sắc là người thần thông đệ nhất. Thì diễn tả như vậy mình đặt câu hỏi là trời ơi, thần thông đệ nhất mà bây giờ ngài muốn bay đâu ngài bay đúng không? Ngài muốn bay, ngài muốn làm gì làm, mà tại sao lại để một người thanh niên hãm hiếp như vậy? Quý vị biết không, khi trọng nghiệp nó chỗ rồi thần thông không dùng được. Phải sợ vậy đó. Quý vị có biết tại sao các bậc thánh của mình hoặc Đức Phật là không cho quý ngài dùng thần thông không? Rất ít trường hợp dùng thần thông, có chứ không có mà ít lắm. Tại sao Đức Phật không cho dùng thần thông? Vì lòng từ bi. Tại sao vì lòng từ bi? Ví dụ như á, cái người chưa hiểu đạo á, người ta nhìn một người dùng thần thông
thì người ta sẽ cho rằng ô, cái người này tu cao hay tu thấp, giỏi hay dở hay như thế nào, đó là có thần thông hay không. Trong khi mục đích của đạo Phật là không phải cái đó. Mục đích của đạo Phật là đoạn phiền não, chứng các thánh quả, đắc được niết bàn, chứ không phải là chuyện thần thông. Cho nên nếu như mà các thầy ai có thần thông cũng dùng á, thì người ta nghĩ rằng cái chuyện tu cao thấp là ở thần thông, chứ không phải là ở cái chỗ mà đoạn trừ phiền não. Cho nên các ngài vì thương những người sau cho nên là không dùng thần thông. Tại vì dùng thần thông thì những người không dùng thần thông người ta nhìn bằng con mắt sao? Vì hay chưa, thấy thương chưa? Các ngài có thần thông mà các ngài không dùng là vì vậy đó. Khi mà Đức Phật mất, ngài Ca Diếp ngài có thần thông chứ, ngài ào cái ngài đi về liền chứ, nhưng mà không, ngài đi bộ về. Vì ngài mà dùng thần thông nữa, người ta nhìn ngài đi thần thông như vậy thì sau này người ta nghĩ Đức đệ tử Phật cao thấp là ở thần thông, chứ không phải là ở cái chuyện mà đoạn phiền não. Vì thấy thương các ngài chưa? Vì lòng từ bi mà không dùng thần thông. Thưa quý vị, là Ni sư Liên Hoa Sắc kìa, là sau này một vị thần thông đệ nhất. Vậy mà cái trọng nghiệp anh thanh niên này á, sau khi mà hãm hiếp Liên Hoa Sắc xong thì cũng bị đất rút luôn. Nói chung đại ý mà liên quan cái gì mà quý vị hại vị thánh, giết vị thánh, hoặc là ngài Xá Lợi Phất với một Kiền Liên á, bị một vị là vu oan sao? Vu oan là thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên là ác dục, còn bị ác dục chi phối. Đức Phật khuyên lần thứ nhất không nghe, lần thứ hai không nghe, sau lần thứ ba xong, ngay cái chỗ ngồi luôn quý vị, ngay tức thì luôn, chứ không có đợi lâu nghe, mọc lên những cái mục to, nhỏ, to, máu mủ ra rồi đất rút luôn. Cho nên nói chung là liên quan đến Đức Phật, các bậc thánh mà mình đụng vào á, thầy hay nói là đừng có đùa với lửa là như vậy đó. Các ngài mà biết đảnh lễ cung kính, trời ơi, cái phước mình gọi theo đời chút là phước tha hồ mà dùng nha. Còn mà cũng các ngài mà mình khởi cái ác tâm xúc phạm đến các ngài là thầy nói rồi, đi xuống luôn, đi xuống với tốc độ máy bay, tốc độ bàn thờ, là nó vậy đó quý vị. Rồi đó là cái tội nặng thứ ba là giết bậc thánh, tội nặng thứ tư là giết cha. Thì cái người giết cha mà thường thường hay được kể đó là vua A Xà Thế. Quý vị biết A Xà Thế có nghĩa là gì? Nghe thầy kể câu chuyện này để mình biết mình thương cha mình. A Xà Thế có nghĩa là kẻ thù chưa sanh. A Xà Thế có nghĩa là kẻ thù chưa có sanh. Mà tại sao ông vua này tên là A Xà Thế? Tại vì khi mà lúc á, mẹ của ngài mang thai á, quý vị biết không? Rất là lạ. A Xà Thế là con của ngài hoàng hậu Vi Đề Hy, một người rất là đạo đức. Lúc mà mang thai, tự nhiên bà thèm máu quý vị. À, cái này là cái người mẹ lúc mang thai có ảnh hưởng đó nha. Đứa con mà nó có phước quá ảnh hưởng ngược lại mẹ, ví dụ như Đức Phật, Thái tử Tứ Đạt Đa hoặc ngài Sivali vậy đó, ảnh hưởng lại ngược người mẹ. Mà đứa con mà nó phước nó ít quá nghe, nó ảnh hưởng lại người mẹ luôn, nó có ảnh hưởng. Thầy giảng cho cái bài thai giáo á, thì thưa quý vị là ngài A Xà Thế lúc mang thai bà mẹ thích uống máu, thích ngậm máu vậy, lạ vậy đó. Thì sau đó đó là có những người xem tướng rất là giỏi để xem coi là tại sao cái đứa bé này trong bụng nó là gì mà kỳ lạ như vậy. Thì các mọi người xem tướng nói là đứa con này sau này nó sinh ra nó chiếm ngôi rồi nó giết vua luôn, nó giết cha nó luôn. Cha là vua Tần Bà Sa La, mà bây giờ Tần Bà Sa La quý vị biết không là bậc thánh rồi, cho nên nó ông đâu có bỏ đứa con của ông đâu. Ông nói thôi sinh ra có gì giáo dục rồi hướng dẫn rồi cho nó biết Phật pháp này kia để chuyển. Quý vị biết sinh ra rồi á, A Xà Thế là không phải là vua cha á, không có nhường ngôi. Ông nói là ông nhường ngôi luôn quý vị. Nhưng mà nó lạ một điều này nè, biết là nhường ngôi vậy đó mà A Xà Thế còn giết cha luôn. Ông mới bắt vua cha á, là lúc này là ông kết hợp với Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa giống như mình nói, giống như là muốn Đức Phật giao cho cái tăng đoàn, mà Đức Phật đâu có giao cho Đề Bà Đạt Đa, chưa có chứng thánh quả mà Đức Phật đâu có giao. Và còn A Xà Thế thì muốn chiếm ngôi, thì ông mới bắt vua cha á, nhốt trong ngục, không có cho ăn uống gì hết, cho chết ở trong vậy đó. Rồi á thì sau này đâu có cho ai thăm, cho mỗi hoàng hậu thăm thôi, Vi Đề Hy vô thăm. Thương quá không có gì ăn hết, hoàng hậu mới chét mật ong với sữa á, chét lên tóc nè, chét lên da, vô đó cho vua liếm mà sống. Thì sau này A Xà Thế biết luôn, không cho hoàng hậu thăm luôn là coi như chết đói. Thì trước khi giết ông vô lần cuối á, ông cho người vô cạo sạch rau tóc mọi cái, tắm rửa cho vua. Vua tưởng ông quay đầu, ai ngờ sau khi mà cạo sạch rau tóc xong, cắt chân, gót chân luôn cho vua chết. Thì cũng là ác nghiệp của Tần Bà Sa La. Ác nghiệp có một kiếp á, Tần Bà Sa La vào trong điện Phật không có tôn kính mà đi giày vào. Lỡ mà quý vị đi vô chánh điện mà lỡ mà mang giày dép thì thôi không nói nha, mà vì bất kính không thèm mở giày á đó,
nghe chuyện tần bà Sa La đi, biết sợ. Nó những điều nhỏ nhỏ thôi đó, mà nó trổ nghiệp, nó trổ như vậy đó quý vị, chứ không đơn giản đâu. Mà ở đây quý vị biết tại sao nha. Vua tần bà Sa La nói là cha sẽ nhường ngôi cho con, vậy mà ổng hấp tấp ổng giết sớm luôn. Cũng tại vì quý vị, trước á, là vua tần bà Sa La là chưa có con, mới đi xem thử coi là khi nào mới có con, thì nói khoảng thời gian đó nữa mới có. Và hỏi là ai là cái người đứa con quay vào, thì biết là có một cái ông đang tu ở trên đó, ông tu tiên, ông đó sẽ tái sanh quay lại làm con luôn. Mà khổ nỗi là đợi đến khi nào đó cái ông đó ổng chết đó thì mới quay lại làm con. Mà đợi ổng lâu quá, qua bức tử ổng chết sớm. Thấy không? Nó có nhân duyên hết đó. Qua bức tử ổng chết sớm luôn. Thì chính vì ổng chết sớm cho nên ổng quay lại làm con sớm. Rồi bây giờ đó, cha nhường ngôi cho con nha. Dù biết là nhường rồi đó, bức tử cha chết sớm hơn. Thấy chưa? Đời nó nhân nó quả hết. Cho nên quý vị học Phật pháp, quý vị thấy nhân nó quả, sợ. Hôm nay nghe bài pháp này sợ luôn mà. Đó thì A Xà Thế phạm giết cha. Lúc này ông chưa có tỉnh đâu, thì ông thấy Đề Bà Đạt Đa đó qua sám hối với Phật, thấy cái cảnh đất rút xuống mới sợ. Sợ xong thì từ đó ông mới quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo xong á, thì từ đó trở đi quý vị biết là A Xà Thế thương Đức Phật lắm, thương Phật lắm. Khi nghe tin Phật mất, A Xà Thế xỉu. Vua đó đứng đầu thiên hạ mà thương Phật đến nỗi mà nghe Phật mất xỉu luôn. Tỉnh dậy, Phật mất rồi hả? Xỉu lần thứ hai. Tỉnh dậy, nghe Phật mất rồi hả? Xỉu lần thứ ba. Thấy không? Rồi sau này khi mà Phật mất, A Xà Thế là người mà hỗ trợ cho cái chuyện kết tập kinh điển lần đầu. Công đức quan lớn lắm. Thì có một lần Đức Phật thuyết cái bài kinh Sa Môn Quả. Khi Phật thuyết xong cái bài kinh đó, thì Phật mới nói với thầy như thế này: nếu như A Xà Thế không phạm vào tội giết cha là vì ngũ nghịch rồi thì không thể chứng thánh được, thì ngay đây A Xà Thế đã chứng được sơ quả rồi. Tức là đáng lẽ đời trong cái bài pháp đó là A Xà Thế chứng được sơ quả rồi, nhưng vì ông đã phạm vào tội giết cha. Tuy nhiên là A Xà Thế biết hối lỗi, biết sám hối, và những cái công đức A Xà Thế làm nhiều kiếp ba la mật lành rồi đó, thì 60.000 năm nữa A Xà Thế sẽ trở thành một vị Phật độc giác. 60.000 năm nữa, Đức Phật đã nói rồi, 60.000 năm nữa. Còn hồi nãy Đề Bà Đạt Đa đó, thì Đề Bà Đạt Đa cũng sau này cũng thành một vị Phật độc giác. Đề Bà Đạt Đa đã làm xong hai con số chẵn là hai A Tăng Kỳ rồi, còn 100.000 đại kiếp trái đất nữa thì Đề Bà Đạt Đa cũng thành Phật độc giác luôn, tức là thành thánh trong thời kỳ không còn Phật pháp. Còn A Xà Thế thì còn 60.000 năm nữa thôi. Cho nên quý vị thấy ông đã phạm vô năm tội ngũ nghịch rồi thì không thể chứng thánh, không thể chứng thiền. Đó, A Xà Thế là phạm giết cha là như vậy. Còn giết mẹ là kể chuyện của ai? Ngài Mục Kiền Liên. Trong đời của Ngài Mục Kiền Liên thì không có giết mẹ nghe. Trong đời của Ngài thì Ngài không có giết mẹ. Nhưng mà trong tiền kiếp của Ngài á, là có một kiếp á, là Ngài sống với mẹ. Sau khi cưới cô vợ về rồi á, thì bà mẹ bệnh, vừa bị mù rồi vừa nằm trên giường đo hoài cho mẹ gánh nặng. Cho nên quý vị thấy không? Mẹ thương con thì biển hồ lai láng, nước mắt chảy xuôi, khỏi ai dạy hết, tự thương. Còn đứa con á, nó mà thấy mẹ nó dạy đôi lúc nó gánh nặng. Cho nên quý vị thương con thì cứ thương, làm ơn thương mình giùm cái nha. Đó. Đứa con nó có hiếu, nó biết đạo đức, nó lo cho mẹ, chứ nó nằm chỗ nó trời ơi má ơi sao má hành con quá má ơi, phải không? Một mẹ nuôi 10 con chứ 10 đứa con nuôi đâu có nổi một người mẹ đâu. Nó vậy đó quý vị. Mình con thương con mình đâu có tính, phải không? Còn nó tính với mình đó nha. Cái này thầy nói theo Phật pháp, chứ không phải là đứa con nào cũng vậy. Nhưng mà tại vì á, quý vị nhớ là con thương mẹ nó phải bằng lý trí nó mới thương được. Còn mẹ thương con là lý trí cũng được, không biết. Nhưng mà luôn luôn là bản năng trước cái đã rồi tính sau. Khỏi ai dạy hết cũng thương con. Cho nên nó quý vị hiểu vậy á, thương chồng, thương con, cứ lo cho chồng, cho con cho trọn vẹn. Nhưng mà phải dành cho mình nữa nha. Nó khổ vậy đó. Tại vì tình mẹ thương con đôi lúc nó làm ác nghiệp vì con luôn mà. Tính sau có lợi thì làm, không màng tội lỗi bị giam bị cầm nữa. Đôi lúc vì con mình mà làm luôn á quý vị. Thì ở đây Mục Kiền Liên lúc đó đó, cô vợ nó thôi nên giết mẹ, chứ mẹ bây giờ mù rồi, bây giờ nằm dậy gánh nặng quá, đâu có giết mẹ được quý vị, thương mà. Nhưng mà mưa dầm thấm đất, Nói riết rồi anh nghe luôn. Bắt đầu đóng cái xe chở mẹ lên núi, giả mẹ mù mà đâu có thấy, dựng lên vở kịch, la lên có ăn cướp, có ăn cướp, có ăn cướp, rồi bỏ chạy, rồi bỏ mẹ trên núi cho mẹ chết luôn. Thì khi mà lên núi á, giả bộ hô to lên là có ăn cướp để kiếm cái cớ bỏ mẹ lại. Ai ngờ khi hô lên có ăn cướp, bà mẹ thương con mà, con ơi con chạy đi, con đừng lo cho mẹ, rồi cũng bỏ mẹ trên núi.
Quý vị biết nhiều kiếp Ngài Mục Kiền Liên xuống địa ngục nha. Có những kiếp làm người á, Ngài 217 kiếp cái đầu vỡ làm 7 mảnh. 217 kiếp đầu vỡ làm 7 mảnh. Và cái kiếp cuối của Ngài đó, khi mà Ngài đã trả những ác nghiệp rồi, hoàn thành các ba la mật rồi, khi chứng thánh quả rồi, cuối đời cũng chết không toàn thây. Mình gọi là giống như là ở ngoài đời gọi là chết thảm á. Ngoài đạo nó giết Ngài, nó canh, nó giết Ngài, mà nó giết Ngài nó còn băm ra nữa kìa. Chứ không phải giết đơn giản đâu, tại vì nó sợ có thần thông. Mà trong khi một ác nghiệp đến là như vậy đó quý vị, thì Ngài Mục Kiền Liên là giết mẹ. Cho nên đây là một cái tội nặng nhất trong đời. Thứ nhất là năm tội ngũ nghịch, xếp theo thứ tự là phá hợp tăng, làm phân Phật chảy máu, giết bậc thánh, giết cha và mẹ thì tính theo đạo đức, tính theo cái giới đức. Đó. Thì năm tội này, thứ nhất quý vị nhớ, nếu phạm vào thì đời hiện tại không thể đắc thiền, không thể đắc thánh, và chắc chắn kiếp sau phải là địa ngục cái đã. Còn trả bao nhiêu kiếp á thì tùy. Ví dụ như A Xà Thế đó quý vị, ông phạm vào cái tội giết cha xong, nhưng mà ông biết sám hối, rồi ông biết tam quý, ông ghê sợ tội lỗi, ông quy y Tam Bảo, ông phạm rất nhiều điều thiện, thì cái nghiệp của ông nó giảm lại còn 6.000-10.000 năm thôi. 30.000 năm là nặng này, 30.000 năm ở cái địa ngục đó thành 60.000 năm, chứ còn không là còn lâu nữa. Đó là tội nặng thứ nhất trong đời. Tội nặng thứ hai trong đời đó là tà kiến cố định. Nghe cái này ra nè, nghe tội này quý vị mới thấy thật ra có nhiều người đang phạm vào cái thứ hai, tà kiến cố định. Tà kiến là cái gì? Tà kiến là cái nhìn sai lệch. Cái nhìn sai lệch, nhưng mà sai lệch nhẹ nhẹ thì chưa có được gọi là cố định đâu. Tà kiến cố định là nó trở thành một cái nếp nghĩ rồi, cái suy nghĩ của người đó cho như vậy rồi. Thì tà kiến cố định có ba, có ba cái mà quý vị chỉ cần dính vô một cái là coi như xong. Thực ra ba như là một thôi quý vị. Thứ nhất là vô quả kiến. Vô quả kiến tức là sao? Là cái nhìn của mình cho rằng cuộc đời không có quả của điều ác. Anh có làm ác cũng không có quả ác, anh có làm thiện cũng không có quả thiện gì hết trơn, không có quả. Ví dụ anh có làm ác cũng chẳng có tái sanh cõi nào, cõi xấu, ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh gì hết trơn á. Anh có làm thiện đi chăng nữa, anh cũng chẳng có quả thiện, anh cũng chẳng có tái sanh cõi người, cõi trời gì hết trơn á. Không có tin có cái quả gì hết trơn, có lành gì hết trơn. Đó là vô quả kiến. Vô nhân kiến là làm sao? Mọi chuyện là tình cờ, mọi chuyện là ngẫu nhiên. Không tin rằng làm có cái nhân thiện để nó ra quả thiện, không tin rằng có cái nhân ác nó ra quả ác, mà mọi chuyện cuộc đời là tình cờ. Tình cờ ta gặp lại nhau là mình có tình cờ, phải không? Không có cái chuyện tình cờ, không có cái thầy có vừa rồi thầy có định soạn cái bài giảng tình cờ và định mệnh, bữa nào giảng bài đó nha. Tình cờ và định mệnh thì thưa quý vị á, thứ nhất là vô quả kiến, thứ hai là vô nhân kiến, thứ ba là vô hành kiến. Vô hành kiến là sao? Phủ nhận, không tin là có nhân thiện, có quả thiện, không tin rằng có nhân ác, có quả ác. Không tin, không tin cảnh giới tái sanh, nói chung là đại ý là gom hai cái kia lại là vô hành kiến. Rồi. Nói ra cái này là thấy xét lại cuộc sống chúng ta thấy có nhiều người bị đúng không? Có nghĩa là họ không tin có kiếp trước, không tin có kiếp sau, không tin có cảnh giới này, cảnh giới kia, không tin có làm ác bị quả ác, không tin làm thiện có được quả thiện, không tin là làm ác và có những cảnh giới ác chờ đợi mình, không tin địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không tin những cảnh giới lành hoặc những cảnh giới ác. Thưa quý vị, nếu người nào với cái tâm niệm như vậy nghe, thì địa ngục mở cửa. Rồi, thì khi mà cái người có vô hành kiến, có người có tà kiến cố định này đó, thường sẽ có hai hạng người. Một là họ vẫn có cái tà kiến này nhưng mà họ không có phạm pháp luật. Không phạm pháp luật nhưng mà họ vẫn có cái tà kiến này. Thầy nói ví dụ nè, cái người mà hiểu á, họ có dám sát sanh rất nhiều không? Không. Không đúng không? Nhưng mà cái người không, cái người mà có cái tà kiến này họ vẫn sát sanh nhưng mà họ không phạm pháp luật. Cái những cái họ sát sanh đó họ đâu phạm pháp luật đâu. Có những cái nghề họ làm rất ác nhưng mà cái nghề đó không phạm pháp luật. À, có nghĩa là tà kiến nhưng họ không phạm pháp luật thôi, nhưng mà về đạo đức nhân quả là họ phạm rất là nặng. Thấy chưa? Thứ hai là có những người là có tà kiến nhưng mà họ vừa có tà kiến vừa phạm pháp luật nữa, lập bè lập đảng, trộm cắp cướp của giết người,
Có nghĩa là vừa có tà kiến rồi, đâu có sợ nhân quả gì đâu, tội phước gì đâu, làm gì có chuyện nhân quả. Chết là hết, sống có một đời ngẫu nhiên thôi, có gì đâu. Rồi là họ tiếp tục phạm pháp luật nữa. Thấy chưa? Hai cái. Có nghĩa là thường sẽ có hai hạng người như vậy. Vậy bây giờ nè, bây giờ so sánh hai tội này, tội nào nặng hơn và nó giống và khác nhau ở chỗ nào. Nó có cái này quý vị. Nếu mà nói về cái thời gian trả những ác nghiệp nặng hơn, tà kiến cố định nặng hơn. Tại sao? Ví dụ như mình phạm vào một cái tội ngũ nghịch nào đó thì có cái thời gian hết trả cái nghiệp đó lên. Nhưng mà cái người tà kiến cố định nó cứ còn mãi, quý vị. Sợ chưa? Còn nặng hơn là cái tội, còn nặng hơn là cái tội mà ngũ nghịch nữa. Nhưng mà có một điều như thế này nè. Cái người mà họ có cái tà kiến cố định, nhưng khi họ còn sống á, họ được một vị thiện tri thức nào đó hướng dẫn cho họ, dạy dỗ cho họ, họ ý thức ra, họ biết sám hối, họ biết quay đầu, họ biết làm điều thiện, họ biết ghê sợ tội lỗi, thì thưa quý vị, họ không có xuống địa ngục. Và cũng có thể họ đắc thánh quả luôn. Ví dụ trường hợp là thời Phật có một ông tỉnh trưởng đó quý vị. Ông tỉnh trưởng này là ông không có tin đời trước đời sau, không có tin thiện ác tội phước gì hết. Thì có một lần đó có một vị tỳ kheo, ngài rất là giỏi, ngài rất là đức hạnh với cùng chư tăng về cái nơi đó. Thì người ta đi nghe pháp rất là đông. Ngài có một khả năng thuyết pháp để thu phục lòng người. Cách biện luận, cách thuyết pháp của ngài sau đó mà người ta hiểu rất là dễ. Thì khi ông tỉnh trưởng này đó, ông không có tin đâu, nhưng mà ông thấy người ta nghe tới đông quá thì ông tới ông nghe luôn. Khi ông nghe thì ông hiểu ra vấn đề. Ông hiểu ra vấn đề thì ông thay đổi cái quan niệm của ông. Ông biết ghê sợ tội lỗi, ông biết sám hối, rồi ông biết quy y Tam Bảo. Thì thưa quý vị, sau cái đời đó của ông á, ông được tái sanh làm một vị chư thiên thiên nam ở cõi tứ đại thiên vương. Có nghĩa là quý vị hiểu không, là nếu mà trong cái đời đó, có nghĩa là cũng phạm cái tội đó, nhưng mà nếu trong đời đó được một người hướng dẫn để thay đổi được á, thì quý vị đó vẫn có thể tái sanh cảnh giới lành đó. Nó khác nhau ở chỗ đó nha. Nhưng mà riêng cái tội ngũ nghịch á, anh đã phạm rồi mà anh có được hướng dẫn giác ngộ cỡ nào đi chăng nữa thì kiếp sau cũng là địa ngục. Như thấy nó khác nhau không? Nếu mà về mức độ nặng á nghe, lâu hơn thì tà kiến cố định, đúng không? Lâu hơn thì thằng tà kiến cố định nó lâu hơn. Nhưng mà cái anh mà tà kiến cố định á, trước khi anh mất á, mà anh giác ngộ được, anh quay đầu được, anh sám hối, anh có niềm tin nơi Tam Bảo, tin quả, tin nghiệp và quả của nghiệp, và anh sửa đổi, anh làm điều lành, thì anh có thể tái sanh cảnh giới lành. Nhưng mà cái anh nào mà phạm vô một trong năm tội ngũ nghịch rồi, thì cho dù anh có làm lành đi chăng nữa thì cái nhân nó vẫn còn chứ nó không có hết. Nhưng mà kiếp sau phải là địa ngục cái đã, rồi cái quả phước nó chỗ lúc khác. Đó, quý vị hiểu chưa? Rồi bây giờ mình nói ví dụ hai cái trường hợp nè. A Xà Thế thì giết cha, Đề Bà Đạt Đa thì làm thân Phật chảy máu. Vậy thầy hỏi quý vị nè, Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế có nhân duyên thiện căn rất lớn, nói theo Phật pháp là người tam nhân đó, là người có thể đắc thiền đắc thánh. Tại sao? Tại vì trước khi Đề Bà Đạt Đa mà hại Phật đó, thì Đề Bà Đạt Đa đã đắc thiền và thần thông rồi. Một người tam nhân mới có thể đắc thiền đắc thánh, đắc thiền đắc thần thông được nghe quý vị nghe, đắc thánh nữa. Thì Đề Bà Đạt Đa có khả năng đắc thiền đắc thần thông đắc thánh, và ông đã đắc thiền và đắc thần thông rồi, chưa đắc thánh thôi. A Xà Thế cũng là người tam nhân, có thể đắc thánh được không? Được luôn. Nhưng mà đã phạm vào tội giết cha. Đề Bà Đạt Đa đã phạm vào tội làm thân Phật chảy máu, tức là một con người có thiện căn lớn như vậy đó quý vị. Nhưng mà rồi khi phạm vào cũng thua. Thì quý vị đặt lại câu hỏi đi, mình là người như thế nào? Có được như quý ngài chưa? Thì tương lai của mình không dám chắc điều gì hết. Không dám chắc điều gì hết quý vị. Cho nên thầy nói hôm nay thầy giảng cái bài này để mình sợ là vậy mà. Hình ráng coi nha. Có những người quý vị đến hôm nay thầy biết, có những người không tin đời trước đời sau. Sư ơi, con nói thiệt, sư giảng chứ con không có tin. Sư chứng minh cho con có đời trước đời sau đi, rồi con tin. Thì ông chứng minh không có thì tôi tin ông. Nó vậy đó quý vị. Quý vị mà có thiện duyên rồi, quý vị thấy đời trước đời sau, mình tin Phật, rồi bắt đầu mình thấy những chuyện đời thường nè. Chẳng qua người đó chưa được tiếp chuyện đời thường, có nhiều chuyện khó nói đó quý vị. Để mà thuyết phục một người mà thay đổi cái tà kiến cố định khó lắm nha. Cho nên thầy rất mong quý vị là tại sao mà Phật pháp có mặt là như vậy đó, là đang dành cho những người đang có cái tà kiến này nè. Đức Phật là người mà trong kinh điển thường tán thán ngài là gì? Là người đã dựng lại những gì đã bị ngã.
là người đã khai mở ra những gì đã bị che khuất lấp lâu nay, là người đã đem ánh sáng vào nơi tối tăm cho người có mắt có thể nhìn thấy đường, là người hướng dẫn cho người ta lạc đường, đi đúng đường. Đó, thì Phật Pháp có mặt ở cuộc đời là như vậy. Là quý thầy đệ tử của Đức Phật, các vị thánh đệ tử, hoặc hôm nay quý thầy quý chư tôn đức giảng pháp là cũng như vậy đó. Quý vị hiểu rồi, có chánh kiến rồi thì quá tuyệt vời, quý vị tiếp tục tu. Còn có những người á, họ chưa hiểu điều này. Một là họ chưa có gặp duyên, họ chưa có gặp duyên, chưa có ai giảng để khai thị cho họ hiểu cái điều này. Và biết đâu đó những cái lời giảng của mình đó có thể hiểu, họ quay đầu, chứ nên họ dính vô cái tà kiến này, họ chấp vào cái tà kiến này mà đến lúc chết là quý vị thấy không, tội còn nặng hơn ngủ vô gián nữa. Nhưng mà nếu cái tội này trước khi anh nhắm mắt mà anh thay đổi được, anh biết quy y, anh biết sám hối, anh ghê sợ tội lỗi dừng lại, thì vẫn có thể tái sanh cảnh giới lành đó. Còn hôm nay thầy giảng cái bài này để mong quý vị sợ nghe, ráng nhớ lưu lại hai cái chính, năm tội ngũ nghịch và tà kiến cố định. Thôi thầy kết thúc bài pháp ở đây. Ai hỏi rằng quý vị là cuộc đời này những cái ác nghiệp nào, những cái tội nào là nặng nhất, thì quý vị trả lời có hai. Nghiệp thì muôn trùng lắm, vô số cái ác nghiệp, nó nhiều cái ác nghiệp lắm, nhưng trong đó có hai ác nghiệp nặng nhất. Ráng nhớ để đừng bao giờ phạm vào. Tại vì một khi mình phạm vào là cửa địa ngục mở ra. Cửa địa ngục là chắc chắn mở ra luôn, chứ không có nói là chắc xuống địa ngục nữa, mà nếu phạm là địa ngục luôn. Thì tội nặng thứ nhất á, là năm tội ngũ nghịch. Tội nặng thứ nhất là năm tội ngũ nghịch. Thì lát đây thầy sẽ nói năm tội ngũ nghịch là gì. Tội nặng thứ hai là tà kiến cố định. Ráng nhớ. Lâu nay thì trong các bài giảng thầy hay nói về năm tội ngũ nghịch. Nay thầy nói còn cái tội còn nặng hơn ngũ nghịch nữa là tà kiến cố định nha. Bây giờ ráng học thuộc giùm thầy mấy cái từ này coi. Rồi bây giờ thầy hỏi nè, trong đời có hai ác nghiệp, hay còn gọi là hai cái tội mà nặng nhất, thì tội thứ nhất là gì? Nói lại giùm thầy, tội thứ nhất là gì? Năm tội ngũ nghịch, năm tội nha. Tội thứ nhất thì trong cái tội nhất thứ nhất đó nó có năm cái nè, năm hay gọi là ngũ nghịch trọng tội. Tội thứ hai là gì? Tà kiến cố định. Tà kiến mà nó cố định rồi, tức là nó thành xương, thành máu, nó thành tư duy, thành nếp nghĩ của mình rồi. Và đến chết luôn mà mình vẫn nghĩ như vậy là cửa ác đạo mở ra. Thì bây giờ thầy sẽ phân tích từng cái một nha, từng cái một. Cái đầu tiên, cái tội nặng nhất đầu tiên. Rồi sau khi thầy phân tích xong á, rồi phân tích coi hai cái này cái nào nặng hơn nữa nè. Nào, bây giờ mình phân tích cái đầu tiên là năm tội ngũ nghịch. Năm tội ngũ nghịch là quý vị còn nhớ không? Thầy nói hoài trong các bài pháp, thứ nhất giết cha, thứ hai giết mẹ, thứ ba giết bậc thánh, thứ tư thân Phật chảy máu, và thứ năm phá hoại hợp tăng. Thì năm tội này là nếu ai phạm vào một trong năm tội thôi nha, chứ không cần phạm năm tội, mà một trong năm tội thôi, thì chắc chắn kiếp sau là địa ngục. Một người khi mà phạm vào một trong năm tội này thì chắc chắn đời này không có đắc thiền đắc thánh. Và người mà phạm vào năm tội này thì chắc chắn kiếp sau là địa ngục, thì chả khi nào hết dưới địa ngục thì mới tính tiếp. Thứ hai, nếu mà một vị thánh rồi thì chắc chắn không bao giờ phạm những tội này. Thì nói lại nha, người mà phạm vào tội này chỉ cần một tội thôi trong năm tội ngũ nghịch thì không bao giờ đắc thiền đắc thánh. Mà một vị đã phạm là chắc chắn kiếp sau là địa ngục. Và một vị đã là thánh sơ quả rồi thì chắc chắn không bao giờ phạm vào một trong năm tội này. Còn chúng ta chưa chứng thánh thì không biết chuyện gì ngày mai đâu. Kinh khủng vậy, lỡ một lúc nào đó mình điên, mình khùng lên, hoặc là mình cái gì cái không nói được đâu quý vị. Thì ở đây á, giờ thầy đố quý vị, trong năm tội ngũ nghịch này, tội nào nặng nhất trong năm tội? Ai biết không? Trong năm tội ngũ nghịch này, tội nặng nhất là phá hoại hợp tăng. Phá hoại hợp tăng á, là chia rẽ tăng đoàn, làm cho chia để làm hai, mà ít nhất phải chia ra làm hai và sinh hoạt Phật sự riêng hết, mình chia rẽ tăng đoàn là tội nặng nhất, tại vì ảnh hưởng đến bao nhiêu thế hệ sau này nữa. Tội nặng nhất là phá hoại hợp tăng.
Tội thứ hai là thần Phật chảy máu. Tội thứ ba giết bậc thánh. Còn tội thứ tư, thứ năm á, là giết cha với mẹ. Thì cha với mẹ á, là mình phải tính thế này: cha giết cha với giết mẹ ai nặng hơn, thì mình phải coi là cha và mẹ ai có phước, ai có phước đức hơn, ai có giới đức hơn. Thì nếu người cha người mẹ mà phước đức của người cha nhiều hơn thì giết cha nặng hơn. Nếu người mẹ phước đức giới đức nhiều hơn thì giết mẹ tội nặng hơn. Còn nếu mà cha với mẹ phước đức ngang nhau thì giết mẹ nặng hơn. Nhớ chưa? Đó, thứ nhất là phá hoại hợp tăng. Thứ hai, thần Phật chảy máu. Thứ ba, giết bậc thánh. Thứ tư thì cha với mẹ thì mình tính theo cái giới đức nha. Còn nếu mà giới đức hoặc là cha mẹ không có giới đức thì giết mẹ tội nặng hơn. Đây gọi là năm tội ngũ nghịch, nếu phạm vào thì chắc chắn kiếp sau là địa ngục. Khi nào trả hết chứ địa ngục rồi bắt đầu mình lên mình tính tiếp, chứ còn kiếp sau phải là địa ngục. Và nếu mà người nào đắc chứng phạm vào tội này thì đời này không thể đắc thiền đắc thánh được. Bây giờ thầy phân tích từ cái tội nặng nhất trở xuống nha. Tội thứ nhất là phá hoại hợp tăng. Thời Phật ai phá hoại hợp tăng? Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa phạm một lần hai tội luôn. Tội nào với tội nào với gì? Thứ nhất là phá hoại hợp tăng. Tội thứ hai là gì? Làm thân Phật chảy máu. Hai tội nặng nhất Đề Bà Đạt Đa phạm luôn. Quý vị biết không, Đề Bà Đạt Đa trước khi mà Đề Bà Đạt Đa là người xuất gia đó mà hại Phật vậy, tức là trước khi mà Đề Bà Đạt Đa có những cái tâm ý mà phạm vào những ác nghiệp vậy, thì Đề Bà Đạt Đa chưa có chứng thánh thôi, nhưng mà ông được chứng thiền, ông có thần thông. Và chính vì cái biểu hiện thần thông của ông á, cho nên ông nhiếp phục được vua A Xà Thế. A Xà Thế thì lát nữa thầy kể là giết cha. Còn Đề Bà Đạt Đa dùng thần thông thu phục A Xà Thế, rồi giống như là được gọi là bên đức vua ủng hộ, rồi lợi dưỡng, cung kính lợi dưỡng rất là nhiều. Và sau này nha quý vị, cuối đời của Đề Bà Đạt Đa khi mà phạm vào cái tội phá hoại hợp tăng với lại làm thân Phật chảy máu đó, thì Đề Bà Đạt Đa là mất hết cái phước và mất định luôn, mất thiền định luôn. Thì cuối đời của Đề Bà Đạt Đa thì bệnh nằm trên giường. Thì Đề Bà Đạt Đa mới nhờ đệ tử là thỉnh tới. Lúc này ông hối lỗi rồi. Ông mới hối lỗi, ông nhờ đệ tử là thỉnh tới Đức Phật và để ông sám hối. Thì sau khi mà ông sám hối với Đức Phật xong á, thì con xin quy y Phật, con xin quy y Phật, con xin sám hối trước Đức Thế Tôn. Thì sau đó là ông bị đất rút luôn. Tức là cái nghiệp nặng quá nặng vậy. Trong kinh diễn tả có một số trường hợp là đất diễn tả là đất nứt ra và rút xuống luôn. Đề Bà Đạt Đa là một trong những người phạm tội nặng nhất là tội mà phá hoại hợp tăng. Phá hoại hợp tăng không phải là ví dụ mình vô ngôi chùa này mình nói xấu thầy này, cái nói xấu thầy kia, làm hai thầy không nhìn nhau, cái đó chưa phá hoại hợp tăng đâu. Chưa đủ để phạm tội thành tội phá hoại hợp tăng. Coi vậy chứ phá hoại hợp tăng không phải dễ. Thì có thể hai thầy xích mích nhau mình cũng làm cái tội chia rẽ rồi, nhưng mà để gọi là phá hoại hợp tăng á, là một đoàn thể tăng chia ra làm hai, mà làm hai đều là hai bên đều là thành một đoàn thể tăng nữa, thấy không, là làm các Phật sự riêng hết, không có làm chung, thì mới thành phá hoại hợp tăng. Nặng nhất trong năm tội đó quý vị. Đó là Đề Bà Đạt Đa. Tội thứ hai là giết, làm thân Phật chảy máu. Quý vị biết không, tại sao không nói giết Phật? Tại vì không ai có thể giết được Phật. Không ai có thể giết được Phật. Đức Phật có bốn điều mà không ai có thể sang đạt được nè quý vị. Điều thứ nhất đó là hào quang của Ngài. Hào quang của Ngài là sáng nhất. Không có hào quang của ai có thể sáng hơn hào quang của Đức Phật. Thứ hai là thức ăn. Thức ăn mà quý vị đã tác ý cúng dường cho Phật là của Phật rồi đó nha, là cỡ nào cũng không có bị mất hết. Chứ quý vị coi thức ăn tài sản của mình, nó thường thường nó bị mất là Đức Phật gọi là năm nhà, là lửa cháy, nước trôi, con hư, trộm cắp. Và rồi hoặc là nếu không có thì họ có những người không có con thì xung vào con quỷ luôn, hoặc là đóng thuế ví dụ vậy, thì nó đi vào những cái đường đó. Nhưng mà thức ăn đó mà đã cúng cho Phật rồi thì không có ai lấy được hết. Và có động đất, có núi lửa, hay là có cỡ nào đi chăng nữa, lũ lụt đi chăng nữa, thì thức ăn của Phật là của Phật. Một con người có phước đức vậy đó, là mà hào quang nè, thức ăn nè, rồi cái gì nữa ha, lâu cái tự nhiên thầy quên. Hào quang nè, thức ăn nè, rồi tánh mạng của Phật. Tánh mạng của Phật là không ai có thể giết Phật được hết, không ai có thể mà giết được Đức Phật.
Thì cái trường hợp của Đề Bà Đạt Đa á, là Đề Bà Đạt Đa khi mà thả lăn những hòn đá xuống để hại Phật các quý vị, thì những hòn đá trong lúc nó lăn xuống á, thì nó có một cái mảnh á, nó văng ra và nó văng xuống trúng ngón chân Đức Phật, là không có chảy máu luôn, chỉ có máu bầm thôi chứ không có chảy máu, thân Phật không ai làm chảy máu được luôn. Nhưng mà sau đó đó thì Đức Phật cho phép Jivaka là thần y đó mổ sống cho Đức Phật, là Đức Phật cho phép thì mới mổ lấy cái máu bầm nó ra là mổ sống. Thì đây là nghiệp của Phật. Trong quá khứ có một vị thánh đi khất thực đó, ngài còn giỡn chơi, ngài lấy hòn đá ngài quăng vô chân của vị thánh, rồi ngài bị chảy máu mà quăng trúng vị thánh luôn. Cho nên bây giờ ngài trả cái nghiệp đó quý vị, trả cái nghiệp là cũng bị cái chân bị chảy máu, bị máu bầm như vậy, rồi bị mổ sống là sao. Là kiếp trước khi mà có một kiếp ngài làm vua đó, là ngài có cái tánh là vui lắm, là thích là thấy cái hành hạ cái người già, thích hành hạ cái người già, thấy họ khổ cái thấy vui gì đó. Rồi có những lúc mà lấy cái dụng cụ làm cho người ta đau ở cái chân, cho nên bây giờ ngài bị cái quả báo vậy. Đức Phật mà cũng trả nghiệp mà. Nên mình thấy là cuộc đời của Đức Phật thì không ai có thể giết được Đức Phật, hại Đức Phật. Còn cái nghiệp mà ngài bị máu bầm ở chân á, Đề Bà Đạt Đa lăn đá đó, thì đó là nghiệp của ngài phải trả. Rồi Đề Bà Đạt Đa thì tạo nghiệp mới. Thì ở đây á, thưa quý vị, là Đề Bà Đạt Đa phạm vào thêm cái nghiệp là làm thân Phật chảy máu nữa. Trong thời Phật có một số vị nè, Đức Phật là số một trong tam giới trong trời đất rồi, cho nên người nào mà có ý xúc phạm ngài là thường quý vị biết là phạm cho cái tội đụng đến Phật là đất rút luôn quý vị, tức là nặng nhất. Mình nói theo đời là trời không dung, đất không tha. Và nếu mà cái vị đó có còn tuổi thọ thì cũng thường đứt ngang tuổi thọ, đất rút. Nói ví dụ như Đức Phật thuyết pháp có cái cô Xin Cha đó, có ngoại đạo á, người ta nhờ cổ bắt đầu bỏ cái rổ trong bụng nè. Đức Phật đang thuyết pháp, cổ tới cổ nói ngài là tác giả, làm rúng động lên tới chư thiên luôn. Chư thiên tác động cho cái sợi dây trong nó rớt ra, rớt ra cái rổ. Thì sau này khi mà cổ đi ra khỏi tinh xá, cái là cái tội nặng quá, rút luôn, đất rút cổ luôn. Đề Bà Đạt Đa hại Phật, đất rút luôn. Hoặc là Vua Thiện Giác, Vua Thiện Giác quý vị biết không, cản đường Phật, Đức Phật nói trước luôn. Đến ngày thứ bảy, trong 7 ngày là ông sẽ bị đất rút luôn. Quý vị biết ông sợ tại vì ông là ông cản Phật, nhưng mà Phật nói ông sợ. Lại biết ông sợ rồi ông làm gì không? Ông cho lên chứ, ở cái tầng tuốt ở trên cao á, ông là vua mà, ông nói mọi người canh nha, cỡ nào cũng có cho tôi xuống hết nghe chưa. Thì quý vị biết không, ngày thứ năm, ngày thứ sáu trôi qua đến ngày thứ bảy, cái con ngựa của ổng, con ngựa trứng của ổng á, nó trứng lên, không có ai mà có thể làm cho nó yên được hết. Cái tự nhiên ổng quên, ổng chạy xuống đất, ổng sắp xếp con ngựa trứng đó cho nó yên đất luôn. Có nghĩa là đụng tới Phật là coi như là tội, những tội nặng nhất, đất rút luôn như vậy. Cho nên là cái tội thứ hai này á, là cái tội làm thân Phật chảy máu, là Đề Bà Đạt Đa phạm. Còn một số vị thì một người thì vu oan cho Phật, một người cản trở rồi xúc phạm đến Phật, tội nặng. Rồi cái tội nặng thứ ba là giết bậc thánh. Thì quý vị có nhớ câu chuyện thì hay kể có con tỳ kheo và con ngỗng không? Ngày tới ngày khất thực ở tại cái nhà đó đó, cái ông chồng đó ông không có nhận ra vấn đề cho nó kỹ, rồi cuối cùng á, ông giết bậc thánh luôn. Thì sau của cái đời đó thì ông chồng đó ông đi xuống địa ngục đó. Hoặc là thời Phật các quý vị, có một câu chuyện rất là đau lòng mà thầy kể lại chút xíu nha. Thời Phật thì cái vị mà thần thông đệ nhất bên Tăng á là thầy Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất bên Ni là ai? Là Liên Hoa Sắc. Liên Hoa Liên là gì? Là sen. Hoa là hoa, Liên Hoa là hoa sen, sắc đẹp như hoa sen. Cuộc đời của Liên Hoa Sắc nó liên quan đến hoa nó, mới vị cũng rất là đẹp. Mà cuộc đời của Liên Hoa Sắc là cả một chuỗi ngày bi kịch. Có dịp mà nó thầy giảng Liên Hoa Sắc cho quý vị, bi kịch kinh khủng khiếp lắm. Thầy khuyến khích với Phật tử nào mà khổ á, mà khổ ơi là khổ nha, thứ nhất tìm cuộc đời của Ni sư Batakara. Khổ thứ hai á, tìm cuộc đời của Ni sư Liên Hoa Sắc, hoặc là tìm cuộc đời khổ của Ni sư Sona cũng được. Khi mà nghe cuộc đời khổ của các ngài, mình nhìn nỗi khổ của mình chẳng thấm thía vào đâu hết chứ. Thầy nói thiệt, nhiều khi mình khổ quá mình thấy cuộc đời của các ngài còn khổ hơn, nhưng mà các ngài đi về với đạo. Thì tại sao mà có liên quan đến Liên Hoa Sắc quý vị biết không? Trong một cái tiền kiếp á, có một câu chuyện lạ thế này nè quý vị, là Liên Hoa Sắc có một lần là một cái người già thôi, một bà cụ già nghèo dữ lắm,
nghèo ơi là nghèo gì đó. Khi mà cúng dường cho bậc thánh á, bà rang cái bắp đó quý vị, cái hạt bắp để cúng dường cho bậc thánh, nó nghèo quá đâu có gì cúng đâu. Nhưng mà khi mà cúng mà gói trong cái lá sen mà cúng thì nó có liên quan đến sen. Thì bà mới nguyện là mong cho con đó là, và quý và thương cái vị Phật độc giác có kính lắm, mong cho con đó là sau này có sinh được những đứa con như ngài, mà ngài là Phật độc giác, càng nhiều càng tốt. Mà trong cái duyên sau cái hộp bắp là 500 hạt. Sau này khi có một kiếp bà làm hoàng hậu, vua lấy bà về sinh ra quý vị. Cái chuyện bà sinh nó cũng lạ, nó cũng liên quan đến sen nữa nè. Khi mà sinh ra thì có một đứa con là từ trong bào thai thôi, là có một người con là bào thai thôi. Còn trong cái kia giống như là thắp xanh lúc mà người mẹ sinh ra, trong cái nhô ô ế của người mẹ lúc sinh ra như vậy đó quý vị, thì có một cái đứa con là nó nằm trong bào thai như mình sinh thôi. Còn trong cái nhơ nhớp của người mẹ lúc sinh đó thì nó có 499 cái mầm sống. Nhưng mà có một điều đặc biệt là sau 499 mầm sống đó nuôi lớn lên, vị nào cũng đẹp trai, cũng hào tướng, cũng phong độ ấy. Mà đặc biệt vị nào cũng thích sen chứ. Con nhà nghèo chắc chết đói luôn. Thấy không? Đây là vui về vua thấy vua cũng sợ. Nhưng mà lớn lên các vị sau này đều tuyệt vời hết. Thì có một kiếp liên quan sắc liên quan đến sen như vậy đó. Thì sau này cuộc đời của ngài liên quan đến sen rất nhiều. Có thần thông đệ nhất. Mà quý vị biết không? Từ vì trước khi ngài đi tu là có một cái bà đi tu là có một người thanh niên đã giống như theo đuổi rồi. Mà đi tu rồi khi mà chứng thánh rồi đó quý vị. Vậy mà anh ta canh á, hãm hiếp luôn. Hãm hiếp luôn tỳ kheo ni liên hoa sắc. Mà trong khi liên hoa sắc là người thần thông đệ nhất. Thì diễn tả như vậy mình đặt câu hỏi là trời ơi, thần thông đệ nhất mà bây giờ ngài muốn bay đâu ngài bay đúng không? Ngài muốn bay, ngài muốn làm gì làm, mà tại sao lại để một người thanh niên hãm hiếp như vậy? Quý vị biết không? Khi trọng nghiệp nó chỗ rồi thần thông không dùng luôn. Phải sợ vậy đó. Quý vị có biết tại sao các bậc thánh của mình hoặc Đức Phật là không cho quý ngài dùng thần thông không? Rất ít trường hợp dùng thần thông, có chứ không phải không có mà ít lắm. Tại sao Đức Phật không cho dùng thần thông? Vì lòng từ bi. Tại sao vì lòng từ bi? Ví dụ như á, cái người chưa hiểu đạo á, người ta nhìn một người dùng thần thông thì người ta sẽ cho rằng ô, cái người này tu cao hay tu thấp, giỏi hay dở hay như thế nào đó là có thần thông hay không. Trong khi mục đích của đạo Phật là không phải cái đó. Mục đích của đạo Phật là đoạn phiền não, chứng các thánh quả, đắc được niết bàn, chứ không phải là chuyện thần thông. Cho nên nếu như mà các thầy ai có thần thông cũng dùng á, thì người ta nghĩ rằng cái chuyện tu cao thấp là ở thần thông, chứ không phải là ở cái chỗ mà đoạn trừ phiền não. Cho nên các ngài vì thương những người sau cho nên là không dùng thần thông. Tại vì dùng thần thông thì những người không dùng thần thông người ta nhìn bằng con mắt sao? Vì hay chưa, thấy thương chưa? Các ngài có thần thông mà các ngài không dùng là vì vậy đó. Khi mà Đức Phật mất, ngài Ca Diếp, ngài có thần thông chứ, ngài ào cái ngài đi về liền chứ, nhưng mà không, ngài đi bộ về. Chứ vì ngài mà dùng thần thông nữa, người ta nhìn ngài đi thần thông như vậy thì sau này người ta nghĩ Đức đệ tử Phật cao thấp là ở thần thông chứ không phải là ở cái chuyện mà đoạn phiền não. Vì thấy thương các ngài chưa? Vì lòng từ bi mà không dùng thần thông. Thưa quý vị là ni sư Liên Hoa Sắc kìa đó, sau này một vị thần thông đệ nhất. Vậy mà cái trọng nghiệp ấy, anh thanh niên này á, sau khi mà hãm hiếp Liên Hoa Sắc xong thì cũng bị đất rút luôn. Nói chung đại ý mà liên quan cái gì mà quý vị hại vị thánh, hoặc giết vị thánh, hoặc là ngài Xá Lợi Phất với một Kiền Liên á, bị một vị là vu oan sao? Vu oan là thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên là ác dục, còn bị ác dục chi phối. Đức Phật khuyên lần thứ nhất không nghe, lần thứ hai không nghe, sau lần thứ ba xong ngay cái chỗ ngồi luôn quý vị, ngay tức thì luôn chứ không có đợi lâu nghe, mọc lên những cái mục to nhỏ, to máu mủ ra rồi đất rút luôn. Cho nên nói chung là liên quan đến Đức Phật, các bậc thánh mà mình đụng vào á, thầy hay nói là đừng có đùa với lửa là như vậy đó. Các ngài mà biết đảnh lễ cung kính, trời ơi cái phước mình gọi theo đời chút là phước tha hồ mà dùng nha. Còn mà cũng các ngài mà mình khởi cái ác tâm xúc phạm đến các ngài là thầy nói rồi, đi xuống luôn, đi xuống với tốc độ máy bay, tốc độ bàn thờ là nó vậy đó quý vị. Rồi đó là cái tội nặng thứ ba là giết bậc thánh, tội nặng thứ tư là giết cha. Thì cái người giết cha mà thường thường hay được kể đó là vua A Xà Thế. Quý vị biết đó, A Xà Thế có nghĩa là gì? Nghe thầy kể câu chuyện này để mình biết mình thương cha mình. A Xà Thế có nghĩa là kẻ thù chưa sanh. A Xà Thế có nghĩa là kẻ thù chưa có sanh. Mà tại sao ông vua này tên là A Xà Thế? Tại vì khi mà lúc đó, mẹ của ngài mang thai đó, quý vị biết không? Rất là lạ. A Xà Thế là con của ngài Hoàng hậu Vi Đề Hy, một người rất là đạo đức.
lúc mà mang thai tự nhiên bà thèm máu quý vị. À, cái này là cái người mẹ lúc mang thai có ảnh hưởng đó nha. Đứa con mà nó có phước quá ảnh hưởng ngược lại mẹ, ví dụ như Đức Phật, Thái tử Tất Đạt Đa hoặc ngài Xí Vô Lý vậy đó, ảnh hưởng lại ngược người mẹ. Mà đứa con mà nó phước nó ít quá nghe, nó ảnh hưởng lại người mẹ luôn, nó có ảnh hưởng. Thầy giảng cho cái bài thai giáo á, thì thưa quý vị là ngài A Xà Thế lúc mang thai bà mẹ thích uống máu, thích ngậm máu quý vị, lạ vậy đó. Thì sau đó đó có những người xem tướng rất là giỏi để xem coi là tại sao cái đứa bé này trong bụng nó là gì mà kỳ lạ như vậy. Thì có một người xem tướng nói là đứa con này sau này nó sinh ra nó chiếm ngôi rồi nó giết vua luôn, nó giết cha nó luôn. Cha là vua Tần Bà Sa La, mà bây giờ Tần Bà Sa La quý vị biết không là bậc thánh rồi, cho nên nó ông đâu có bỏ đứa con của ông đâu. Ông nói thôi sinh ra có gì giáo dục rồi hướng dẫn rồi cho nó biết Phật pháp này kia để chuyển. Quý vị biết sinh ra rồi á, A Xà Thế là không phải là vua cha á, không có nhường ngôi. Ông nói là ông nhường ngôi luôn quý vị. Nhưng mà nó lạ một điều này nè, biết là nhường ngôi vậy đó mà A Xà Thế còn giết cha luôn. Ông mới bắt vua cha á, là lúc này là ông kết hợp với Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa giống như mình nói, giống như là muốn Đức Phật giao cho cái tăng đoàn. Đức Phật đâu có giao cho Đề Bà Đạt Đa, chưa có chứng thánh quả mà Đức Phật đâu có giao. Và còn A Xà Thế thì muốn chiếm ngôi, thì ông mới bắt vua cha á, nhốt trong ngục, không có cho ăn uống gì hết, cho chết ở trong vậy đó. Rồi á thì sau này đâu có cho ai thăm, cho mỗi hoàng hậu thăm thôi, Vi Đề Hy vô thăm. Thương quá không có gì ăn hết, hoàng hậu mới chét mật ong với sữa á, chét lên tóc nè, chét lên da, vô đó cho vua liếm mà sống. Thì sau này A Xà Thế biết luôn, không cho hoàng hậu thăm luôn là coi như chết đói. Thì trước khi giết ông vô lần cuối á, ông cho người vô cạo sạch rau tóc mọi cái, tắm rửa cho vua. Vua tưởng ông quay đầu, ai ngờ sau khi mà cạo sạch rau tóc xong cắt chân gót chân luôn cho vua chết. Thì cũng là ác nghiệp của Tần Bà Sa La. Ác nghiệp có một kiếp á, Tần Bà Sa La vào trong điện Phật không có tôn kính mà đi giày vào. Lỡ mà quý vị đi vô chánh điện mà lỡ mà mang giày dép thì thôi không nói nha, mà vì bất kính không thèm mở giày á đó. Nghe chuyện Tần Bà Sa La đi biết sợ. Nó những điều nho nhỏ thôi đó mà nó trổ nghiệp, nó trổ như vậy đó quý vị, chứ không đơn giản đâu. Mà ở đây quý vị biết tại sao nha. Vua Tần Bà Sa La nói là cha sẽ nhường ngôi cho con, vậy mà ổng hấp tấp ổng giết sớm luôn. Cũng tại vì quý vị, trước á, là vua Tần Bà Sa La là chưa có con, mới đi xem thử coi là khi nào mới có con, thì nói khoảng thời gian đó nữa mới có. Và hỏi là ai là cái người đứa con quay vào, thì biết là có một cái ông đang tu ở trên đó, ông tu tiên. Ông đó sẽ tái sanh quay lại làm con luôn. Mà khổ nỗi là đợi đến khi nào đó cái ông đó không chết đó thì mới quay lại làm con. Mà đợi ông lâu quá, qua bức tử ông chết sớm. Thấy không? Nó có nhân duyên hết đó, qua bức tử ông chết sớm luôn. Thì chính vì ông chết sớm cho nên ông quay lại làm con sớm. Rồi bây giờ đó, cha nhường ngôi cho con nha, dù biết là nhường rồi đó, bức tử cha chết sớm hơn. Thấy chưa? Đời nó nhân nó quả hết. Cho nên quý vị học Phật pháp thì thấy nhân nó quả, sợ. Hôm nay nghe bài pháp này sợ luôn mà. Đó thì A Xà Thế phạm giết cha. Lúc này ông chưa có tỉnh đâu, thì ông thấy Đề Bà Đạt Đa đó qua sám hối với Phật, thấy cái cảnh đất rút xuống mới sợ. Sợ xong rồi từ đó ông mới quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo xong á, thì từ đó trở đi quý vị biết là A Xà Thế á, thương Đức Phật lắm, thương Phật lắm. Khi nghe tin Phật mất, A Xà Thế xỉu. Vua đó đứng đầu thiên hạ mà thương Phật đến nỗi mà nghe Phật mất xỉu luôn. Tỉnh dậy, Phật mất rồi hả? Xỉu lần thứ hai. Tỉnh dậy, nghe Phật mất rồi hả? Xỉu lần thứ ba. Thấy không? Rồi sau này khi mà Phật mất, A Xà Thế là người mà hỗ trợ cho cái chuyện kết tập kinh điển lần đầu. Công đức quan lớn lắm. Thì có một lần Đức Phật thuyết cái bài kinh Sa Môn Quả. Khi Phật thuyết xong cái bài kinh đó, thì Phật mới nói với thầy như thế này: nếu như A Xà Thế không phạm vào tội giết cha là vì ngũ nghịch rồi thì không thể chứng thánh được, thì ngay đây A Xà Thế đã chứng được sơ quả rồi. Tức là đáng lẽ đời trong cái bài pháp đó là A Xà Thế chứng được sơ quả rồi, nhưng vì ông đã phạm vào tội giết cha. Tuy nhiên là A Xà Thế biết hối lỗi, biết sám hối, và những cái công đức A Xà Thế làm nhiều kiếp ba la mật lành rồi đó, thì 60.000 năm nữa A Xà Thế sẽ trở thành một vị Phật độc giác. 60.000 năm nữa, Đức Phật đã nói rồi, 60.000 năm nữa. Còn hồi nãy Đề Bà Đạt Đa đó, thì Đề Bà Đạt Đa cũng sau này cũng thành một vị Phật độc giác. Đề Bà Đạt Đa đã làm xong hai con số chẵn là hai A Tăng Kỳ rồi. Còn 100.000 đại kiếp trái đất nữa thì Đề Bà Đạt Đa cũng thành Phật độc giác luôn. Tức là thành thánh trong thời kỳ không còn Phật pháp. Còn A Xà Thế thì còn 60.000 năm nữa thôi.
Cho nên quý vị thấy ông đã phạm vô vô năm tội ngũ nghịch rồi thì không thể chứng thánh, không thể chứng thiền. Đó. À sao thế là phạm giết cha là như vậy. Còn giết mẹ là kể chuyện của ai? Ngài Mục Kiền Liên. Trong đời của Ngài Mục Kiền Liên thì không có giết mẹ nghe. Trong đời của Ngài thì Ngài không có giết mẹ. Nhưng mà trong tiền kiếp của Ngài á, là có một kiếp là Ngài sống với mẹ. Sau khi cưới cô vợ về rồi á, thì bà mẹ bệnh, vừa bị mù rồi vừa nằm trên giường đo hoài cho mẹ gánh nặng. Cho nên quý vị thấy không, mẹ thương con thì biển hồ lai láng, nước mắt chảy xuôi, khỏi ai dạy hết, tự thương. Còn đứa con á, nó mà thấy mẹ nó dạy đôi lúc nó gánh nặng. Cho nên quý vị thương con thì cứ thương, làm ơn thương mình giùm cái nha. Đó. Đứa con nó có hiếu, nó biết đạo đức, nó lo cho mẹ. Chứ nó nằm chỗ nó, trời ơi má ơi sao má hành con quá má ơi, phải không? Một mẹ nuôi 10 con chứ 10 đứa con nuôi đâu có nổi một người mẹ đâu. Nó vậy đó quý vị. Mình co thương con mình đâu có tính, phải không? Còn nó tính với mình đó nha. Cái này thầy nói theo Phật Pháp, chứ không phải là đứa con nào cũng vậy. Nhưng mà tại vì á, quý vị nhớ là con thương mẹ nó phải bằng lý trí nó mới thương được. Còn mẹ thương con là lý trí cũng được, không biết. Nhưng mà luôn luôn là bản năng trước cái đã rồi tính sau. Khỏi ai dạy hết cũng thương con. Cho nên nó quý vị hiểu vậy á, thương chồng, thương con, cứ lo cho chồng, cho con cho trọn vẹn. Nhưng mà phải dành cho mình nữa nha. Nó khổ vậy đó. Thì vì tình mẹ thương con đôi lúc nó làm ác nghiệp vì con luôn mà. Tính sau có lợi thì làm, không màng tội lỗi bị giam bị cầm đó. Đôi lúc vì con mình mà làm luôn á quý vị. Thì ở đây Mục Kiền Liên lúc đó đó, cô vợ nó thôi nên giết mẹ, chứ mẹ bây giờ mù rồi, bây giờ nằm vậy gánh nặng quá, đâu có giết mẹ được, quý vị thương mà. Nhưng mà mưa dầm thấm đất, nói riết rồi anh nghe luôn. Bắt đầu đóng cái xe chở mẹ lên núi, giả mẹ mù mà đâu có thấy, dựng lên vở kịch, la lên có ăn cướp, có ăn cướp, có ăn cướp, rồi bỏ chạy, rồi bỏ mẹ trên núi cho mẹ chết luôn. Thì khi mà lên núi á, giả bộ hô to lên là có ăn cướp để kiếm cái cớ bỏ mẹ lại. Ai ngờ khi hô lên có ăn cướp, bà mẹ thương con mà, con ơi con chạy đi, con đừng lo cho mẹ, rồi cũng bỏ mẹ trên núi. Quý vị biết nhiều kiếp Ngài Mục Kiền Liên xuống địa ngục nha. Có những kiếp làm người á, Ngài 217 kiếp cái đầu vỡ làm 7 mảnh, 217 kiếp đầu vỡ làm 7 mảnh. Và cái kiếp cuối của Ngài đó, khi mà Ngài đã trả những ác nghiệp rồi, hoàn thành các ba la mật rồi, khi chứng thánh quả rồi, cuối đời cũng chết không toàn thây. Mình gọi là giống như là ở ngoài đời gọi là chết thảm á. Ngoài đạo nó giết Ngài, nó canh, nó giết Ngài, mà nó giết Ngài nó còn băm ra nữa kìa. Chứ không phải giết đơn giản đâu, tại vì nó sợ có thần thông. Mà trong khi một ác nghiệp đến là như vậy đó quý vị. Thì Ngài Mục Kiền Liên là giết mẹ. Cho nên đây là một cái tội nặng nhất trong đời. Thứ nhất là năm tội ngũ nghịch, xếp theo thứ tự là phá hợp tăng, làm phân Phật chảy máu, giết bậc thánh, giết cha và mẹ thì tính theo đạo đức, tính theo cái giới đức. Đó. Thì năm tội này, thứ nhất quý vị nhớ, nếu phạm vào thì đời hiện tại không thể đắc thiền, không thể đắc thánh, và chắc chắn kiếp sau phải là địa ngục cái đã. Còn trả bao nhiêu kiếp á thì tùy. Ví dụ như A Xà Thế đó quý vị, ông phạm vào cái tội giết cha xong, nhưng mà ông biết sám hối, rồi ông biết tam quý, ông ghê sợ tội lỗi, ông quy y Tam Bảo, ông phạm rất nhiều điều thiện, thì cái nghiệp của ông nó giảm lại còn 6.000-10.000 năm thôi. 30.000 năm là nặng này, 30.000 năm ở cái địa ngục đó thành 60.000 năm, chứ còn không là còn lâu nữa. Đó là tội nặng thứ nhất trong đời. Tội nặng thứ hai trong đời đó là tà kiến cố định. Nghe cái này ra nè, nghe tội này quý vị mới thấy thật ra có nhiều người đang phạm vào cái thứ hai, tà kiến cố định. Tà kiến là cái gì? Tà kiến là cái nhìn sai lệch. Cái nhìn sai lệch, nhưng mà sai lệch nhẹ nhẹ thì chưa có được gọi là cố định đâu. Tà kiến cố định là nó trở thành một cái nếp nghĩ rồi, cái suy nghĩ của người đó cho như vậy rồi. Thì tà kiến cố định có ba, có ba cái mà quý vị chỉ cần dính vô một cái là coi như xong. Thực ra ba như là một thôi quý vị. Thứ nhất là vô quả kiến. Vô quả kiến tức là sao? Là cái nhìn của mình cho rằng cuộc đời không có quả của điều ác. Anh có làm ác cũng không có quả ác, anh có làm thiện cũng không có quả thiện gì hết trơn, không có quả. Ví dụ anh có làm ác cũng chẳng có tái sanh cõi nào cõi xấu ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh gì hết trơn á. Anh có làm thiện đi chăng nữa, anh cũng chẳng có quả thiện, anh cũng chẳng có tái sanh cõi người cõi trời gì hết trơn á. Không có tin có cái quả gì hết trơn, có lành gì hết trơn. Đó là vô quả kiến. Vô nhân kiến là làm sao? Mọi chuyện là tình cờ.
mọi chuyện là ngẫu nhiên, không tin rằng làm có cái nhân thiện để nó ra quả thiện, không tin rằng có cái nhân ác nó ra quả ác, mà mọi chuyện cuộc đời là tình cờ. Tình cờ ta gặp lại nhau là mình có tình cờ, phải không? Không có cái chuyện tình cờ, không có cái thầy có vừa rồi thầy có định soạn cái bài giảng tình cờ và định mệnh, bữa nào giảng bài đó nha. Tình cờ và định mệnh thì thưa quý vị á, thứ nhất là vô quả kiến, thứ hai là vô nhân kiến, thứ ba là vô hành kiến. Vô hành kiến là sao? Phủ nhận, không tin là có nhân thiện có quả thiện, không tin rằng có nhân ác có quả ác, không tin, không tin cảnh giới tái sanh. Nói chung là đại ý là gom hai cái kia lại là vô hành kiến. Rồi nói ra cái này là thấy, xét lại cuộc sống chúng ta thấy có nhiều người bị, đúng không? Có nghĩa là họ không tin có kiếp trước, không tin có kiếp sau, không tin có cảnh giới này cảnh giới kia, không tin có làm ác bị quả ác, không tin làm thiện có được quả thiện, không tin là làm ác và có những cảnh giới ác chờ đợi mình, không tin địa ngục ngạ quỷ súc sanh, không tin những cảnh giới lành hoặc những cảnh giới ác. Thưa quý vị, nếu người nào với cái tâm niệm như vậy nghe, thì địa ngục mở cửa. Rồi thì khi mà cái người có vô hành kiến, có người có tà kiến cố định này đó, thường sẽ có hai hạng người. Một là họ vẫn có cái tà kiến này nhưng mà họ không có phạm pháp luật, không phạm pháp luật nhưng mà họ vẫn có cái tà kiến này. Thì nói ví dụ nè, cái người mà hiểu á, họ có dám sát sanh rất nhiều không? Không, không đúng không? Nhưng mà cái người không, cái người mà có cái tà kiến này họ vẫn sát sanh mà không phạm pháp luật. Cái những cái họ sát sanh đó họ đâu phạm pháp luật đâu. Có những cái nghề họ làm rất ác nhưng mà cái nghề đó không phạm pháp luật. À, có nghĩa là tà kiến nhưng họ không phạm pháp luật thôi, nhưng mà về đạo đức nhân quả là họ phạm rất là nặng, thấy chưa? Thứ hai là có những người là có tà kiến nhưng mà họ vừa có tà kiến vừa phạm pháp luật nữa, lập bè lập đảng, trộm cắp cướp của giết người. Có nghĩa là vừa có tà kiến rồi đâu có sợ nhân quả gì đâu, tội phước gì đâu, làm gì có chuyện nhân quả, chết là hết, sống có một đời ngẫu nhiên thôi có gì đâu, rồi là họ tiếp tục phạm pháp luật nữa, thấy chưa? Hai cái, có nghĩa là thường sẽ có hai hạng người như vậy. Vậy bây giờ nè, bây giờ so sánh hai tội này, tội nào nặng hơn và nó giống và khác nhau ở chỗ nào nha. Nó có cái này quý vị, nếu mà nói về cái thời gian trả những ác nghiệp nặng hơn, tà kiến cố định nặng hơn. Tại sao? Ví dụ như mình phạm vào một cái tội ngũ nghịch nào đó thì có cái thời gian hết trả cái nghiệp đó lên, nhưng mà cái người tà kiến cố định nó cứ còn mãi, quý vị sợ chưa? Còn nặng hơn là cái tội, còn nặng hơn là cái tội mà ngũ nghịch nữa. Nhưng mà có một điều như thế này nè, cái người mà họ có cái tà kiến cố định nhưng khi họ còn sống á, họ được một vị thiện tri thức nào đó hướng dẫn cho họ, dạy dỗ cho họ, họ ý thức ra, họ biết sám hối, họ biết quay đầu, họ biết làm điều thiện, họ biết ghê sợ tội lỗi, thì thưa quý vị, họ không có xuống địa ngục. À, và cũng có thể họ đắc thánh quả luôn. Ví dụ trường hợp là thời Phật có một ông tỉnh trưởng đó quý vị. Ông tỉnh trưởng này là ông không có tin đời trước đời sau, không có tin thiện ác tội phước gì hết. Thì có một lần đó có một vị tỳ kheo, ngài rất là giỏi, ngài rất là đức hạnh với cùng chư tăng về cái nơi đó, thì người ta đi nghe pháp rất là đông. Ngài có một khả năng thuyết pháp để thu phục lòng người, cách biện luận, cách thuyết pháp của ngài sau đó mà người ta hiểu rất là dễ. Thì khi ông tỉnh trưởng này đó, ông không có tin đâu, nhưng mà ông thấy người ta nghe tới đông quá thì ông tới ông nghe luôn. Khi ông nghe thì ông hiểu ra vấn đề, ông hiểu ra vấn đề thì ông thay đổi cái quan niệm của ông. Ông biết ghê sợ tội lỗi, ông biết sám hối, rồi ông biết quy y Tam Bảo. Thì thưa quý vị, sau cái đời đó của ông á, ông được tái sanh làm một vị chư thiên thiên nam ở cõi tứ đại thiên vương. Có nghĩa là quý vị hiểu không, là nếu mà trong cái đời đó đó, có nghĩa là cũng phạm cái tội đó, nhưng mà nếu trong đời đó được một người hướng dẫn để thay đổi được á, thì quý vị đó vẫn có thể tái sanh cảnh giới lành đó. Nó khác nhau ở chỗ đó nha. Nhưng mà riêng cái tội ngũ nghịch á, anh đã phạm rồi mà anh có được hướng dẫn giác ngộ cỡ nào đi chăng nữa thì kiếp sau cũng là địa ngục. Như vậy thấy nó khác nhau không? Nếu mà về mức độ nặng á nghe, lâu hơn thì tà kiến cố định, đúng không? Lâu hơn thì thằng tà kiến cố định nó lâu hơn. Nhưng mà cái anh mà tà kiến cố định á, trước khi anh mất á, mà anh giác ngộ được, anh quay đầu được, anh sám hối, anh có niềm tin nơi Tam Bảo, tin quả, tin nghiệp và quả của nghiệp, và anh sửa đổi, anh làm điều lành, thì anh có thể tái sanh cảnh giới lành.
Nhưng mà cái anh nào mà phạm vô một trong năm tội ngũ nghịch rồi, thì cho dù anh có làm lành đi chăng nữa thì cái nhân nó vẫn còn chứ nó không có hết. Nhưng mà kiếp sau phải là địa ngục cái đã, rồi cái quả phước nó chỗ lúc khác. À, quý vị hiểu chưa? Rồi bây giờ mình thầy nói ví dụ hai cái trường hợp nè. A Xà Thế thì giết cha, Đề Bà Đạt Đa thì làm thân Phật chảy máu. Vậy thầy hỏi quý vị nè, Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế có nhân duyên thiện căn rất lớn, nói theo Phật pháp là người tam nhân đó, là người có thể đắc thiền đắc thánh. Tại sao? Tại vì trước khi Đề Bà Đạt Đa mà hại Phật á, thì Đề Bà Đạt Đa đã đắc thiền và thần thông rồi. Một người tam nhân mới có thể đắc thiền đắc thánh, đắc thiền đắc thần thông được nghe quý vị nghe, đắc thánh nữa. Thì Đề Bà Đạt Đa có khả năng đắc thiền đắc thần thông đắc thánh, và ông đã đắc thiền và đắc thần thông rồi, chưa đắc thánh thôi. A Xà Thế cũng là người tam nhân, có thể đắc thánh được không? Được luôn, nhưng mà đã phạm vào tội giết cha. Đề Bà Đạt Đa đã phạm vào tội làm thân Phật chảy máu, tức là một con người có thiện căn lớn như vậy đó quý vị, nhưng mà rồi khi phạm vào cũng thua. Thì quý vị đặt lại câu hỏi đi, mình là người như thế nào, có được như quý ngài chưa? Thì tương lai của mình không dám chắc điều gì hết, không dám chắc điều gì hết quý vị. Cho nên thầy nói hôm nay thầy giảng cái bài này để mình sợ là vậy mà. Anh ráng coi nha, có những người quý vị đến hôm nay thầy biết có những người không tin đời trước đời sau. Sư ơi, con nói thiệt, sư giảng chứ con không có tin. Sư chứng minh cho con có đời trước đời sau đi rồi con tin. Thì ông chứng minh không có thì tôi tin ông. Nó vậy đó quý vị. Quý vị mà có thiện duyên rồi, quý vị thấy đời trước đời sau, mình tin Phật, rồi bắt đầu mình thấy những chuyện đời thường nè, chẳng qua người đó chưa được tiếp chuyện đời thường, có nhiều chuyện họ nói đó quý vị. Để mà thuyết phục một người mà thay đổi cái tà kiến cố định khó lắm nha. Cho nên thầy rất mong quý vị là tại sao mà Phật pháp có mặt là như vậy đó, là đang dành cho những người đang có cái tà kiến này nè. Đức Phật là người mà trong kinh điển thường tán thán ngài là gì? Là người đã dựng lại những gì đã bị ngã, là người đã khai mở ra những gì đã bị che khuất lấp lâu nay, là người đã đem ánh sáng vào nơi tối tăm cho người có mắt có thể nhìn thấy đường, là người hướng dẫn cho người ta lạc đường đi đúng đường. Đó thì Phật pháp có mặt ở cuộc đời là như vậy. Là quý thầy đệ tử của Đức Phật, các vị thánh đệ tử, hoặc hôm nay quý thầy quý chư tôn đức giảng pháp là cũng như vậy đó. Quý vị hiểu rồi, có chánh kiến rồi thì quá tuyệt vời, quý vị tiếp tục tu. Còn có những người á, họ chưa hiểu điều này. Một là họ chưa có gặp duyên, họ chưa có gặp duyên, chưa có ai giảng để khai thị cho họ hiểu cái điều này. Và biết đâu đó những cái lời giảng của mình đó có thể hiểu, họ quay đầu, chứ là họ dính vô cái tà kiến này, họ chấp vào cái tà kiến này mà đến lúc chết là quý vị thấy không, tội còn nặng hơn ngủ vô gián nữa. Nhưng mà nếu cái tội này trước khi nhắm mắt mà anh thay đổi được, anh biết quy y, anh biết sám hối, anh ghê sợ tội lỗi dừng lại, thì vẫn có thể tái sanh cảnh giới lành đó. Thôi hôm nay thầy giảng cái bài này để mong quý vị sợ nghe, ráng nhớ lưu lại hai cái chính, năm tội ngũ nghịch và tà kiến cố định. Thôi thầy kết thúc bài pháp ở đây. Ai hỏi rằng quý vị là cuộc đời này những cái ác nghiệp nào, những cái tội nào là nặng nhất, thì quý vị trả lời có hai. Nghiệp thì muôn trùng lắm, vô số cái ác nghiệp, nó nhiều cái ác nghiệp lắm, nhưng trong đó có hai ác nghiệp nặng nhất. Ráng nhớ để đừng bao giờ phạm vào, tại vì một khi mình phạm vào là cửa địa ngục mở ra. Cửa địa ngục là chắc chắn mở ra luôn, chứ không có nói là chắc xuống địa ngục nữa, mà nếu phạm là địa ngục luôn. Thì tội nặng thứ nhất á, là năm tội ngũ nghịch. Tội nặng thứ nhất là năm tội ngũ nghịch. Thì lát đây thầy sẽ nói năm tội ngũ nghịch là gì. Tội nặng thứ hai là tà kiến cố định. Ráng nhớ. Lâu nay thì trong các bài giảng đó, thầy hay nói về năm tội ngũ nghịch. Nay thầy nói còn cái tội còn nặng hơn ngũ nghịch nữa là tà kiến cố định nha. Bây giờ ráng học thuộc giùm thầy mấy cái từ này coi. Bây giờ thầy hỏi nè, trong đời có hai ác nghiệp, hay còn gọi là hai cái tội mà nặng nhất. Thì tội thứ nhất là gì? Nói lại giùm thầy, tội thứ nhất là gì? Năm tội ngũ nghịch, năm tội nha. Tội thứ nhất thì trong cái tội nhất thứ nhất đó nó có năm cái nè. Năm hay gọi là ngũ nghịch trọng tội. Tội thứ hai là gì? Tà kiến cố định.
tà kiến mà nó cố định rồi, tức là nó thành xương, thành máu, nó thành tư duy, thành nếp nghĩ của mình rồi. Và đến chết luôn mà mình vẫn nghĩ như vậy là cửa ác đạo mở ra. Thì bây giờ thầy sẽ phân tích từng cái một nha, từng cái một. Cái đầu tiên, cái tội nặng nhất đầu tiên. Rồi sau khi thầy phân tích xong á, rồi phân tích coi hai cái này cái nào nặng hơn nữa nè. Nào, bây giờ mình phân tích cái đầu tiên là năm tội ngũ nghịch. Năm tội ngũ nghịch là quý vị còn nhớ không? Thầy nói hoài trong các bài pháp. Thứ nhất, giết cha. Thứ hai, giết mẹ. Thứ ba, giết bậc thánh. Thứ tư, thân Phật chảy máu. Và thứ năm, phá hoại hợp tăng. Thì năm tội này là nếu ai phạm vào một trong năm tội thôi nha, chứ không cần phạm năm tội, mà một trong năm tội thôi, thì chắc chắn kiếp sau là địa ngục. Một người á, một người khi mà phạm vào một trong năm tội này thì chắc chắn đời này không có đắc thiền đắc thánh. Và người mà phạm vào năm tội này thì chắc chắn kiếp sau là địa ngục, thì chả khi nào hết dưới địa ngục thì mới tính tiếp. Thứ hai, nếu mà một vị thánh rồi thì chắc chắn không bao giờ phạm những tội này. Thì nói lại nha, người mà phạm vào tội này chỉ cần một tội thôi trong năm tội ngũ nghịch thì không bao giờ đắc thiền đắc thánh. Mà một vị đã phạm là chắc chắn kiếp sau là địa ngục. Mà một vị đã là thánh sơ quả rồi thì chắc chắn không bao giờ phạm vào một trong năm tội này. Còn chúng ta chưa chứng thánh thì không biết chuyện gì ngày mai đâu. Kinh khủng vậy, lỡ một lúc nào đó mình điên, mình khùng lên, hoặc là mình cái gì cái không nói được đâu quý vị. Thì ở đây á, giờ thầy đố quý vị trong năm tội ngũ nghịch này, tội nào nặng nhất trong năm tội? Ai biết không? Trong năm tội ngũ nghịch này, tội nặng nhất là phá hoại hợp tăng. Phá hoại hợp tăng á, là chia rẽ tăng đoàn, làm cho chia rẽ làm hai, mà ít nhất phải ít nhất phải là phải chia ra làm hai và sinh hoạt Phật sự riêng hết. Mình chia rẽ tăng đoàn là tội nặng nhất, tại vì ảnh hưởng đến bao nhiêu thế hệ sau này nữa. Tội nặng nhất là phá hoại hợp tăng. Tội thứ hai là thân Phật chảy máu. Tội thứ ba, giết bậc thánh. Còn tội thứ tư, thứ năm á, là giết cha với mẹ. Thì cha với mẹ á, là mình phải tính thế này: cha giết cha với giết mẹ ai nặng hơn, thì mình phải coi là cha và mẹ ai có phước, ai có phước đức hơn, ai có giới đức hơn. Thì nếu người cha người mẹ mà phước đức của người cha nhiều hơn thì giết cha nặng hơn. Nếu người mẹ phước đức giới đức nhiều hơn thì giết mẹ tội nặng hơn. Còn nếu mà cha với mẹ phước đức ngang nhau thì giết mẹ nặng hơn. Nhớ chưa? Đó, thứ nhất là phá hoại hợp tăng. Thứ hai, thân Phật chảy máu. Thứ ba, giết bậc thánh. Thứ tư thì cha với mẹ thì mình tính theo cái giới đức nha. Còn nếu mà giới đức hoặc là cha mẹ không có giới đức thì giết mẹ tội nặng hơn. Đây gọi là năm tội ngũ nghịch. Nếu phạm vào thì chắc chắn kiếp sau là địa ngục. Khi nào trả hết chứ địa ngục rồi bắt đầu mình lên mình tính tiếp, chứ còn kiếp sau phải là địa ngục. Và nếu mà người nào đắc chứng phạm vào tội này thì đời này không thể đắc thiền đắc thánh được. Bây giờ thầy phân tích từ cái tội nặng nhất trở xuống nha. Tội thứ nhất là phá hoại hợp tăng. Thời Phật ai phá hoại hợp tăng? Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa phạm một lần hai tội luôn. Tội nào với tội nào quý vị? Thứ nhất là phá hoại hợp tăng. Tội thứ hai là gì? Làm thân Phật chảy máu. Hai tội nặng nhất Đề Bà Đạt Đa phạm luôn. Quý vị biết không, Đề Bà Đạt Đa trước khi mà Đề Bà Đạt Đa là người xuất gia đó mà hại Phật như vậy, tức là trước khi mà Đề Bà Đạt Đa có những cái tâm ý mà phạm vào những ác nghiệp vậy, thì Đề Bà Đạt Đa chưa có chứng thánh thôi, nhưng mà ông được chứng thiền, ông có thần thông. Và chính vì cái biểu hiện thần thông của ông á, cho nên ông nhiếp phục được vua A Xà Thế. A Xà Thế thì lát nữa thầy kể là giết cha. Còn Đề Bà Đạt Đa dùng thần thông thu phục A Xà Thế, rồi giống như là được gọi là bên đức vua ủng hộ, rồi lợi dưỡng, cung kính lợi dưỡng rất là nhiều. Và sau này quý vị, cuối đời của Đề Bà Đạt Đa khi mà phạm vào cái tội phá hoại hợp tăng với lại làm thân Phật chảy máu đó, thì Đề Bà Đạt Đa là mất hết cái phước và mất định luôn, mất thiền định luôn. Thì cuối đời của Đề Bà Đạt Đa thì bệnh nằm trên giường. Thì Đề Bà Đạt Đa mới nhờ đệ tử là thỉnh tới. Lúc này ông hối lỗi rồi. Ông mới hối lỗi, ông nhờ đệ tử là thỉnh tới Đức Phật và để ông sám hối.
Thì sau khi mà ông sám hối với Đức Phật xong á, thì con xin quy y Phật, con xin quy y Phật, con xin sám hối trước Đức Thế Tôn. Thì sau đó là ông bị đất rút luôn, tức là cái nghiệp nặng quá nặng. Trong kinh diễn tả có một số trường hợp là đất diễn tả là đất nứt ra và rút xuống luôn. Đề Bà Đạt Đa là một trong những người phạm tội nặng nhất là tội phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng không phải là ví dụ mình vô ngôi chùa này mình nói xấu thầy này, cái nói xấu thầy kia, làm hai thầy không nhìn nhau, cái đó chưa phá hòa hợp tăng đâu. Chưa đủ để phạm tội thành tội phá hòa hợp tăng. Coi vậy chứ phá hòa hợp tăng không phải dễ. Thì có thể hai thầy xích mích nhau mình cũng làm cái tội chia rẽ rồi, nhưng mà để gọi là phá hòa hợp tăng á, là một đoàn thể tăng chia ra làm hai, mà làm hai đều là hai bên đều là thành một đoàn thể tăng nữa, thấy không, là làm các Phật sự riêng hết, không có làm chung, thì mới thành phá hòa hợp tăng. Nặng nhất trong năm tội đó quý vị. Đó là Đề Bà Đạt Đa. Tội thứ hai là giết, làm thân Phật chảy máu. Quý vị biết không, tại sao không nói giết Phật? Tại vì không ai có thể giết được Phật. Không ai có thể giết được Phật. Đức Phật có bốn điều mà không ai có thể sang đạt được nè quý vị. Điều thứ nhất đó là, đó là hào quang của Ngài. Hào quang của Ngài là sáng nhất, không có hào quang của ai có thể sáng hơn hào quang của Đức Phật. Thứ hai là thức ăn. Thức ăn mà quý vị đã tác ý cúng dường cho Phật là của Phật rồi đó nha, là cỡ nào cũng không có bị mất hết. Chứ quý vị coi thức ăn tài sản của mình nó thường thường nó bị mất là Đức Phật gọi là năm nhà, là lửa cháy, nước trôi, con hư, trộm cắp, và rồi hoặc là nếu không có thì hoặc có những người không có con thì xung vào công quỹ luôn, hoặc là đóng thuế ví dụ vậy, thì nó đi vào những cái đường đó. Nhưng mà thức ăn đó mà đã cúng cho Phật rồi thì không có ai lấy được hết. Và có động đất, có núi lửa, hay là có cỡ nào đi chăng nữa, lũ lụt đi chăng nữa, thì thức ăn của Phật là của Phật. Một con người có phước đức vậy đó, là mà hào quang nè, thức ăn nè, rồi cái gì nữa ha, lâu mà lâu cái tự nhiên thầy quên. Hào quang nè, thức ăn nè, rồi tánh mạng của Phật. Tánh mạng của Phật là không ai có thể giết Phật được hết, không ai có thể mà giết được Đức Phật. Thì cái trường hợp của Đề Bà Đạt Đa á, là Đề Bà Đạt Đa khi mà thả lăn những hòn đá xuống để hại Phật các quý vị, thì những hòn đá trong lúc nó lăn xuống á, thì nó có một cái mảnh á, nó văng ra và nó văng xuống trúng ngón chân Đức Phật, là không có chảy máu luôn, chỉ có máu bầm thôi chứ không có chảy máu. Thân Phật không ai làm chảy máu được luôn. Nhưng mà sau đó đó thì Đức Phật cho phép Jivaka là thần y đó mổ sống cho Đức Phật, là Đức Phật cho phép thì mới mổ lấy cái máu bầm ra là mổ sống. Thì đây là nghiệp của Phật. Trong quá khứ có một vị thánh đi khất thực á, ngài còn giỡn chơi, ngài lấy hòn đá ngài quăng vô chân của vị thánh, rồi ngài bị chảy máu mà quăng trúng vị thánh luôn. Cho nên bây giờ ngài trả cái nghiệp đó quý vị, trả cái nghiệp là cũng bị cái chân bị chảy máu, bị máu bầm như vậy, rồi bị mổ sống là sao. Là kiếp trước khi mà có một kiếp ngài làm vua á, rồi ngài có cái tánh là vui lắm, là thích là thấy cái hành hạ cái người già, thích hành hạ cái người già, thấy họ khổ cái này vui gì đó. Rồi có những lúc mà lấy cái dụng cụ làm cho người ta đau ở cái chân, cho nên bây giờ ngài bị cái quả báo vậy. Đức Phật mà cũng trả nghiệp mà. Nên mình thấy là cuộc đời của Đức Phật thì không ai có thể giết được Đức Phật. À Đức Phật. Còn cái nghiệp mà ngài bị máu bầm ở chân á, Đề Bà Đạt Đa lăn đá đó, thì đó là nghiệp của ngài phải trả. Rồi Đề Bà Đạt Đa thì tạo nghiệp mới. Thì ở đây á, thưa quý vị, là Đề Bà Đạt Đa phạm vào thêm cái nghiệp là làm thân Phật chảy máu nữa. Trong thời Phật có một số vị nè, Đức Phật là số 1 trong tam giới trong trời đất rồi, cho nên người nào mà có ý xúc phạm ngài là thường quý vị biết là phạm cho cái tội đụng đến Phật là đất rút luôn quý vị. Tức là nặng nhất, mình nói theo đời là trời không dung, đất không tha. Và nếu mà cái vị đó có còn tuổi thọ thì cũng thường đứt ngang tuổi thọ, đất rút. Nói ví dụ như Đức Phật thuyết pháp có cái cô Xin Cha đó, có ngoại đạo, người ta nhờ cổ bắt đầu bỏ cái rổ trong bụng nè. Đức Phật đang thuyết pháp, cổ tới cổ nói ngài là tác giả, làm rúng động lên tới chư thiên luôn. Chư thiên tác động cho cái sợi dây trong nó rớt ra, rớt ra cái rổ. Thì sau này khi mà cổ đi ra khỏi tinh xá, cái là cái tội nặng quá, rút luôn, đất rút cổ luôn. Đề Bà Đạt Đa hại Phật, đất rút luôn. Hoặc là Vua Thiện Giác. Vua Thiện Giác quý vị biết không, cản đường Phật, Đức Phật nói trước luôn, đến ngày thứ bảy, trong bảy ngày là ông sẽ bị đất rút luôn. Quý vị biết ông sợ